chương 41. Còn có ai vui vẻ mười? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dụ Lan Châu trước kia liền cảm thấy bành nháo nháo rất theo đuôi, uống say càng thật, trực tiếp dài trên người ngươi. Ở một khối, hiểu biết càng nhiều, này cô nương chính là cái truyền nhân tinh, từ trước vẫn là khách khí. Mau tan tầm thời điểm nhìn thấy hộ sĩ đứng nhất ban cô nương ghé vào một khối nói tiểu nói, hắn muốn hỏi một chút nàng buổi tối đi đâu ăn, vì tính phát ra không trở về, rõ ràng đi qua hỏi, thủ ở trên bàn cốc cốc, làm nhiều người như vậy mặt cũng không ngượng ngùng, biết đều ở xem náo nhiệt, dù chủ nhiệm kỹ thuật diễn cũng nhất lưu, dặn bành tiểu hộ đem không ký đều sửa sang lại làm cho hắn ký lâu, nhà hắn cô nương cũng là lợi hại, cặp bệnh lịch tử nhất ném, quay đầu lại lại nhắc đến, khí thế. Ngất trời, nghe là ở tán gẫu một minh tinh, thật rõ ràng, giới tính nam, nghe nói có cái kịch thường, đặc đẹp mắt dù lan châu an an tỉnh tỉnh cùng chỗ kia ký tên nhớ tới lần trước ở rạp chiếu phim đem nha đầu kia chọc khóc có phải là bồi a ký hoàng cái cặp phóng nàng trên bàn hoáng thanh mê nam minh tinh mê ngủ mê ba đạo bành tiểu hộ kêu là nàng tất cả mọi người xem đi lại y tá trưởng xem đặt ngoại không hàm xúc dù lan châu thay đổi liên tục thời điểm gặp qua vài vị lão sư là hai khẩu đều ở một cái phòng có rất nhiều đại phu xứng đại phu có rất nhiều đại phu xứng hộ sĩ lại nhắc đến cũng là công tác vội, giao tế mặt hẹp, này không phải cùng người bên cạnh xem đôi mắt sao. Lúc đó bị ngàn dặn vạn dặn, ngàn vạn đừng ăn qua biên thảo, hai người đều không để ý tới da, hơn nữa dễ dàng cãi nhau. Khác ngành nghề không rõ lắm, bệnh viện nơi này quả thật là, chuyên nghiệp tính rất mạnh ngành nghề, đều có tự tin, đều thật vĩ đại, đại phu sẽ không cần nói, tối thiểu 8 năm bài chuyên ngành, thay đổi liên tục khắc tính, hộ sĩ càng thật, sở hữu làm đại phu đều biết đến một cái lão hộ sĩ đỉnh đổi mới hoàn toàn đại phu, ngươi tưởng công tác thuận lợi phải cùng lão hộ sĩ lôi kéo tình cảm. Trên công tác khó tránh khỏi có ma sát, đôi ở đơn vị nháo không thoải mái, về nhà tiếp theo ầm ỉ, thuận tiện lắm. Nhưng lão công ngủ trên sàn bang ở sau lưng vụn trộm cấp làm khó dễ sự tình không tươi. Ta dụ chủ nhiệm ăn qua biên thảo, có phòng bị, nghĩ rằng ta tuyệt đối không theo ta cô nương cãi nhau, ta đều nhường, ta dỗ sủng, muốn cái gì mua cái gì yêu nghe cái gì nói cái gì. Ta cô nương cũng không phải keo kiệt nhân, không có khả năng làm cho ta ngủ sàng cho ta làm khó dễ. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, mà cuối cùng nhi, căn bản không phải là cãi nhau không cãi nhau chuyện. Là toàn bộ phòng vây xem ngươi yêu đương. Dụ chủ nhiệm mặt mặt, nói với bành nháo nháo. Ngươi xem xuống di động. Liền như vậy năm chữ, cừ thật, nữ hài nhóm cũng không biết ở vui mừng cái gì, tất cả đều cùng cốc dường như cạc 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 cười rộ lên, cười đến nội kêu một cái bao hàm thâm ý. Dụ Lan Châu nhất thời cảm thấy bản thân lắm miệng, xem xét mắt bành nháo nháo, viên mặt tiểu hộ sĩ cũng không phải xấu hổ, đồng độc cho hắn hồi tin tức, nói cục cưng không bao giờ nữa tưởng uống canh gà. Phía sau theo cái tiểu trư phát hỏa biểu cảm bao. Này tiểu trư đuôi cuốn cuốn, rất giống trong nhà khởi tử hồi sinh kia bồn thảo thượng trư vậy ngươi muốn ăn cái gì? Thiên hạ vô địch dụ đại phu cũng sẽ nại tính tình cùng bạn gái thương lượng như vậy nhàm chán vấn đề thương lượng nửa ngày. Tươi mới. Hắn gia tiểu trư nói về nhà điểm ngoại bán, nàng muốn bồn sa lát tự thành. Đó là tuyệt đối không thể, dụ Lan Châu không quan tâm, tan tầm sách đi căng tin. Muốn nói tích thủy đàm căng tin vẫn là thật ăn ngon, ngươi mặc áo dài trắng đi nhân sư phụ thì cho ngươi điền vô cùng mãn. Hôn muốn ăn thảo tiểu cô nương đi vào liền quên tự cái phía trước nói cái gì, nắm bắt dụ chủ nhiệm áo choàng một lát muốn này một lát muốn cái kia, toàn bộ tích thủy đàm đều không nghĩ tới hai người này có thể như vậy kiêu ngạo. Này nơi đầu sóng ngọn gió còn dám ra đây. Ngươi ngươi ngươi, dụ đại phu, bị thương bao nhiêu tiểu cô nương tâm nha. Ngươi ngươi ngươi, bành hộ sĩ, ta có bảo bối thủy trong ổ chăn, cẩn thận ngày nào đó bị khiêu lâu. Kỳ thực thực không có, chính là ăn một bữa cơm. Có thể cảm giác được toàn bộ căng tinh lý mọi người ở xem xét hai người bọn họ, nhưng tâm lý không hoảng hốt, ta đàm cái luyến ái như thế nào ta? Dù chủ nhiệm bác Phong bất động, cốc xó một bàn tiểu hộ sĩ. Thật sự, không lừa ngươi, ta bạn hữu tại phòng giải phẫu, chính ta nghe thấy là tiểu châu châu trước truy bành bành. Bành tiểu hộ từ nhỏ đến lớn trừ bỏ trong nhà có tiền ngoại không bị người như vậy hâm mộ quá, điều thấp quen rồi xả áo tràn tiểu móng vuốt liền tác mở, ai biết bị nam nhân linh đến đằng trước, đã trúng liếc mắt một cái. Nàng còn chưa có làm rõ ràng đâu, đã bị hắn từ sau đầu ủng đi lên, này tư thế. Bán lâu bán thôi, hai người không sai biệt lắm là dính ở cùng nhau, dụ Lan Châu cuối mắt hỏi nháo nháo. Còn muốn ăn cái gì? Hắn một tay kia bưng bàn ăn, bên trong mảng đương đương. Có thể nghe thấy quanh mình liên tiếp hít vào thanh nhi, dụ Lan Châu tại phòng giải phẫu nói câu nói kia, vốn không tin hôm nay đều tin. Cửa sổ lý đại trù tử vừa thấy là viên mặt tiểu hộ sĩ, cuối cùng nhất trước thịt nướng về nàng, mãn đương đương, đặt ác thủ, hai người tìm địa phương ngồi xuống, dụ đại phu cấp cô nương bài chiếc đũa, nói ngươi có thể sánh bằng ta nhận người thích. Bành nháo nháo cũng không thôi, quả thật, nàng bình thường liền nhận người đau, mấy ngày nay khu chủ nhiệm xem nàng liền cùng thân khuê nữ dường như, nàng không cho đường, làm cho hắn không được uống ngọt đồ uống, tiểu lão đầu thật đúng liền nghỉ ngơi, đem chân chạy tiểu thực tập triệu hồi đến. Hai người mặt đối mặt ngồi, vừa điều này cũng muốn kia cũng muốn tiểu cô nương phục hồi tinh thần lại, nhớ thương của nàng giảm béo đại kế đâu, không dám ăn, lại tham, liền giống nhau thường một điểm, vẫn là câu nói kia. Ngươi gầy, ngươi ăn, ta nhìn xem coi như ăn qua. Cái gì ngụy biện? Đừng giảm béo, như vậy đáng yêu dụ Lan Châu cho nàng giáp thịt nướng, này thịt dùng đường sao, cuối cùng thu nước thời điểm khai đại hỏa, nước nhi thu can chỉ còn sáng lượng du bắc tại thịt thượng, nhìn liền có thể khẩu. Tiểu cô nương vừa nghe mất hứng, hừ hừ. Ngươi trọng nói, không thể nói ta đáng yêu. Đáng yêu chính là không xinh đẹp. Ngươi khen ta xinh đẹp. Dụ đại phu quả thực. Tiểu cô nương gây sóng gió, ở nhà cũng như vậy, ỷ vào lão cha thương nàng sẽ không chịu ăn cơm, hiện tại ỷ vào dụ lan châu đối nàng tốt cũng yếu ớt thượng. Xinh đẹp xinh đẹp liền ngươi tối xinh đẹp. Nam nhân không cáo kỉnh, vừa nói vừa hướng trong miệng nàng tắt thịt nướng. Nháo nháo ăn được nhất miệng du, cười khanh khách đứng lên, nhật thực toàn phần đường mọi người nhìn thấy, dụ đại phu ánh mắt đặc biệt nhuyễn, tất cả đều là sủng, cuối cùng nói gì đó đoàn người không nghe thấy, chỉ thấy bành hộ sĩ đùng chụp hắn một chút, không gọi hắn nói, mặt chôn ở chén nhỏ bên trong, chậm rãi hồng xuất ra. Liền nhĩ mũi hầu khoa mời trở lại lão giáo sư tọa ở phía sau, cùng dụ đại phu lưng đưa lưng, nhân mặc dù tuổi đại khả lỗ tai lại hảo sử, nghe thấy được, tức thời liền lượt chiếc đũa. Đầu năm nay người trẻ tuổi cũng thật có thể ngấy oai a. À. Ăn không tiêu ăn không tiêu, thượng bên ngoài ăn chén lỗ nấu đi. Lão giáo sư chậm chậm chuyển đi rồi, bành nháo nháo dưới bàn đá nhân, dụ Lan Châu rất bình tĩnh quả thật xinh đẹp, da chịu không nổi. Ngươi hảo hảo nhi nói. Nữ hài trong mắt ngập nước, nhìn giống hai quả đại nho. Nam nhân Mão nàng liếc mắt một cái. Không ngươi làm cho ta nói sao? Khen ngươi xinh đẹp lại không được. Không cho ngươi như vậy nói. Loại nào a? À? Dụ tiểu gia bần đứng lên cũng là đủ lợi hại. Cơm nước xong đem tiểu cô nương sách đi ra ngoài, ở tích thủy đàm cửa khiên dừng tay luôn luôn liếu ríu nữ hài cái này yên tĩnh an an tỉnh tỉnh đi theo hắn chờ đèn xanh đèn đỏ an an tỉnh tỉnh đi theo hắn quá đường cái an an tỉnh tỉnh đi theo hắn tiến tiểu khu cửa cùng đại gia nói thanh hảo kêu đang cùng nhân huyên thuyên đại gia xem sửng sốt tình huống gì đây là tiểu cô nương hí mắt cười hai khỏa tiểu hổ nha hiện ra đến đặt đắc ý đặt ngọt ngào đại gia vui vẻ ôi uy rất tốt thực rất tốt quay đầu cùng thường cấp bành nháo nháo trà đảng bác gái thông khí, từ nay về sau bành tiểu cô nương vừa được lưỡng trà đảng, bác gái cấp thủy tiểu yếm bên trong, dặn dò. Hai người một khối ăn ngẩn, nhưng không cho không ăn điểm tâm. Đây là nói sau, đè xuống không nhắc tới. Lên lầu, dụ Lan Châu ở cửa nhà hỏi bành nháo nháo. Ngoạn miêu không? Tiểu cô nương điểm đi điểm đi đầu. Nam nhân xoay người vào nhà đem tiểu tam hoa cấp ôm xuất ra nàng cũng không nghĩ nhiều, dù sao mỗi ngày đều như vậy loanh quanh tản bộ, ngồi sổng trên mặt đất muội 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 kêu to, chơi một hồi lâu, gặp dụ Lan Châu nhìn xem biểu, đem tam hoa vớt lên. Nàng cũng đi theo đứng lên, chuẩn bị đi qua uy muội muội ăn cơm đâu, chợt nghe hắn an bày. Ngươi hồi đi, đi ngủ sớm một chút, ngày mai nếu đổ mưa liền đáp ta xe. Bành nháo nháo. Không phải là, vài cái ý tứ. Tiểu cô nương lôi kéo hắn góc áo, nghẹn miệng. Sớm như vậy a. À. Dụ đại phu xoa xoa đầu, thực về nhà. Con mèo nhỏ không rõ, vây quanh hắn cổ chân meo meo kêu, không phải là ngài nội thiên còn ôm nhân cô nương cắn đâu, hoàng trả phòng ngủ khóa cửa đâu, hôm nay như vậy không gọi vào nhà a. À. Dụ chủ nhiệm có khổ trung, dù chủ nhiệm không nói, dù chủ nhiệm kiên cường. Nhưng tâm tình không phải là rất mỹ lệ cầm lên nhiều chuyện tiểu tam đi tìm tắm rửa con mèo nhỏ khả ủy khuất mẹ nó này gọi cái gì sự a à, ta chiêu ai chọc ai ta trong phòng tắm một trận gà bay chó sủa thật vất vả thu thập xong có người gõ cửa liền thấy đối diện cô nương cuốn bản thân tiểu thảm đứng ở ngoài cửa đáng thương hề hề dắt dụ lan châu vừa bị tam hoa trảo mau áo bố chấp chớp ngập nước mắt to nói muốn xem phiến một người không dám dụ lan châu tiểu cô nương đem tiểu thảm nắm thật chặt, ngửa đầu. Thật sự sợ, ta cũng chưa đuổi theo tiến độ, tiền tiền bọn họ tán gẫu ta đều nghe không hiểu quy a à quy. Vào đi. Nắm tay, giúp nàng cầm tiểu thảm, cô nương vừa tắm qua, một thân ngọt sữa hương vị, tóc cũng không thổi, dọc ở nàng kia thân đặc biệt ren áo ngũ thượng ẩm đát đát, biên tiến vào còn biên cấp nói kịch tình. Phá án, lão dễ nhìn. Đây là này nam diễn viên thứ nhất bộ vai nam chính, tiền một trận liền bá xong rồi, ta tự cái rất lục tập, mỗi ngày nằm mơ, buổi tối hù chết một người, tiền tiền bọn họ hư, đều theo ta kịch thấu, kia nhiều không có ý tứ a, à, ta muốn bản thân xem. Tiểu cô nương đắc đi đắc, vừa ngồi xuống trên đùi liền bàn miêu, vừa thấy cũng là tẩy qua, thân tỷ lưỡng giống nhau. Con mèo nhỏ ủy khuất, meo meo kêu, nàng liền cấp thuận mau, vừa lái tivi dụ lan châu ở trong phòng tắm kêu nháo nháo tiểu cô nương đắc 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 đi qua nhìn hắn nhất chỉ máy sấy sấy tóc nàng ngại phiền toái không đồng ý moi khung cửa trong nhà có hơi ấm đông lạnh không thấy rất nhanh sẽ phạm bị linh đến trước gương có người không chê phiền toái trong gương hai người một trước một sau dáng nam nhân bàn tay to gắn vào nàng tiểu não qua thượng thổi đến mức không có kết cấu khò khè khò khè thổi thành một đầu thử mau, cành cây loạn kiều, cùng điện giật giống nhau căng căng dựng thẳng lên. Nàng cười, cười trong gương bản thân giống dây enten cục cưng, nam nhân bất đắc dĩ ở lượt thượng dính điểm thủy cấp một lần nữa sơ một lần, đem nhân chuyển qua đến nhìn nhìn, ân, thành. Sau đó Linh đi ra ngoài, thu thập tự cái. Chờ hắn đi ra ngoài nhìn lên, quảng cáo đều quá xong rồi, ở phiến đầu liền thấu tạm dừng. Ân, là thật đảm nhi tiểu chờ hắn đâu. Đem mắt kính một lần nữa đội, tọa cô nương bên người, tiểu gia hỏa cô lỗ liền cút đi lại dán sát vào, tay chân ma lưu khấu điều khiển từ xa. Theo dụ chủ nhiệm kỳ thực cũng không đáng sợ, bên trong trường hợp tuy rằng rất thật nhưng có thể nhìn ra đều là đạo cụ, giả nhân mượn tay người khác giả chân, này ngoạn ý dạy học thất không ít, làm sao lại sợ thành như vậy. Trong tivi đột nhiên có cái đặc tả, vỗ người chết bị phao biến hình mặt, như thế thực sự điểm dọa người, hóa trang làm được rất giống như thật tiểu cô nương ngao một tiếng ôm lấy bên người nam nhân cánh tay sợ a à, sợ chết cả người cùng ôm một căn di động một dường như tử nhanh kêu vốn nghiêm cẩn nghiên cứu kịch tình nam nhân đôi mắt đột nhiên trầm trầm không thể nói tự cái trang nâng cao trên cánh tay mỗi một tấc làn da đều có thể cảm giác được tiểu cô nương nhiệt độ cơ thể nàng rất mềm nhũng không xương cốt dường như leo lên hắn đây là một loại kẻ yếu đối cường giả vô điều kiện ỷ lại cũng là một loại bạn gái đối bạn trai vô cùng thân thiết cùng tín nhiệm. Dụ Lan Châu yên lặng cảm thụ được cối say này nhân ngọt ngào, sau răng cấm cắn nhanh, tại đây cái màn ảnh qua về sau câm thanh nhắc nhở. Có thể nhìn. Tiểu cô nương nâng lên đầu, hướng hắn mềm yếu cười, nói ngươi thật tốt. Này cười khả chuyện xấu, người nào đó vốn muốn làm liễu hạ huệ, hiện tại thành gấp ăn thịt mau đầu tiểu tử. Hắn nhìn nàng, là thật không biết vẫn là trang A cố ý đi. Ép buộc nhân A đây là. Dụ tiểu gia cảm thấy bản thân còn có thể chính nhân quân tử một phen, thanh thanh cổ họng, định rồi thảnh thơi. Không cần cười, nhìn ngươi. Tiểu cô nương Nga Thanh, ngoan ngoãn quay đầu xem nàng thích nam minh tinh. Khả thủ không tác khai, còn như vậy ôm. Dụ Lan Châu không thế nào xem đi vào, không bao lâu, tiểu cô nương lại ngao hướng trong lòng hắn chui, lúc này càng nguy, anh 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 nói ta sợ, ngươi ôm ta xem. Này yêu cầu đổi thành người khác không chừng đắc lắc ý đâu, khả dụ đại phu có chút không nắm chắc được, hắn rất nghiêm cẩn, hôm kia uống lên rượu, một bước đúng chỗ, mặt sau đã nghĩ chậm rãi mà đến, sợ nhân cô nương cảm thấy hắn cùng nàng yêu đương liền vì những chuyện kia dường như. Cho nên vừa không hướng trong nhà lĩnh, đuổi bành nháo nháo trở về đi ngủ sớm một chút. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên cùng trong lòng nhân chống lại mắt. Nữ hài trong mắt lóe sáng tỏ, tàn không được, tự cái cười rộ lên, cả người chuyển đến trên đùi hắn, kề tai nói nhỏ. Ngươi giúp ta nhìn một cái, qua không? Hù chết ta. Dụ Lan Châu bỗng dưng nhất cười, bàn tay to đè nặng sau thắt lưng đem nhân hướng tự bản thân lý mang, kính kẻ gián sát vào, thẩm nàng. Cố ý đi. Ân. Ừ. Bành nháo nháo hì hì cười vòng trụ hắn sau gáy, liền yêu sờ kia khỏa chí, nói ta thực sợ hãi lan lan nồi nồi cấp vù vù. Thật sự là, dụ Lan Châu cảm thấy bản thân sai lầm rồi, nha đầu kia thực khiếm thu thập. Hắn đang điền bốc hỏa, đem cô nương tay kéo xuống dưới, hung tợn. Không cần vời ta a, à, có nhĩ hảo trái cây ăn. Bành nháo nháo căn bản không sợ, bẹp thân hắn một ngụm, vẫn là như vậy nhuyễn kỹ kỹ cười, cái gì đều ở trong mắt. Tác giả có chuyện muốn nói. 8 giờ đúng giờ sau này phiên chương 42. Còn có ai vui vẻ 11? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dụ Lan Châu cùng nàng dáng nói tiểu nói. Sợ ngươi kinh không được. Nháo nháo cổ linh tinh quái, lập tức viết thanh. Ta cũng không muốn làm thôi. Vậy ngươi sao chúng ta? Ta đến xem tivi. Mấy điểm? Nhìn cái gì tivi? Về nhà ngủ. Nam nhân làm bộ liền muốn đem nhân lay xuống dưới. Tiểu cô nương nhanh tay chân mau ôm lấy, cùng gấu cô A-la một cái tư thế, ở trong lòng hắn cọ, hai người mềm mại áo ngủ vô cùng thân thiết cuốn ở cùng nhau, nàng ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nhi. Thực không muốn làm thôi, ngươi ôm ta ngủ được không được. Dụ Lan Châu Phản phất một phen hỏa theo nhĩ khuếch theo nhĩ nói hướng bên trong thiêu, luôn luôn đốt tới trong lòng, hắn toàn bộ lỗ tai đều là nóng trong lòng chuyện ẩn giấu cả đêm, chung quy là không nín được. Hai tay vói vào đi sờ đồ ngủ ren hạ da thịt, nháo nháo cười trốn, nhưng này sự hội nghiện, tiểu cô nương toàn thân trơn trượt lưu, nhất sờ liền đụng đến sau gáy, của nàng phía sau lưng không có quá mức cách thủ xương cốt, bả vai hẹp hẹp, áo ngủ rộng rãi, thật thuận tiện. Lẽ ra không phải hẳn là như vậy. Mấy năm nay hắn thanh tâm quả dục, có rất ít nghĩ tới thời điểm, không cảm thấy cái gì không tốt, bất quá nói trong lòng nói, không hiện tại như vậy. Nói như thế nào, cảm giác mỗi một ngày đều thật có ý tứ, xem nàng làm nũng có ý tứ, dẫn nàng ăn cơm có ý tứ, buổi tối một khối xem tivi cũng có ý tứ. Khởi điểm hắn cẩn thận, rất sợ nhân cô nương trong lòng không thoải mái, khả nàng khen ngược, từ trước đến nay không sợ hắn thời điểm, ngay từ đầu liền thật thân cận, thích ôm hắn, dán hắn, thích ở hắn lỗ tai vừa nói tiểu nói, một điểm xa lạ cảm đều không có. Này còn cẩn thận cái len sợi, vô nghĩa. Ta hỏi lại ngươi, buổi tối có trở về hay không ra? Nam nhân hơi thở rất nặng, biên hỏi trong tay động, nhéo một phen. Bành nháo nháo rõ ràng bưng kính bản thân mắt, ngô thanh, đổ ở bên cổ hắn, làm nũng. Muốn lan lan nồi nồi ôm ngủ. Làm nũng tinh Dụ lan châu lẩm bẩm, đem nhân khiên đến phòng ngủ. Thượng khóa, Tam Hoa ở bên ngoài ủy khuất meo meo kêu, con một lát hồi oa không hé răng. Mèo con chính là điểm ấy hảo, độc lập, cao ngạo, ngươi phải thay đổi thành cẩu nhi, có thể ở cửa thủ cả đêm. Trong môn mặt là qua 12 điểm mới an tĩnh lại, ngày thứ hai viên mặt tiểu cô nương thét chói tai ta bị muộn rồi chạy như điên mà ra, loạn một đầu tóc ngắn về nhà thay quần áo thường. Nam nhân một mặt mềm mại, để ở cạnh cửa khí định thần nhàn. Đuổi tranh, không cần cấp vội vàng đánh răng tiểu cô nương nghe hắn lời này, Godzilla dường như dơ bàn chải đánh răng đã chạy tới hung hăng vỗ một chút, nho dường như mắt to châu oán hận trừng liếc mắt một cái, thật sự là không gặp may hảo, thủ đều chụp đau. Dụ lan châu thuận thế liền đem tiểu tay nắm lấy, bay qua đến nhìn nhìn, là đỏ, cũng không biết thế nào dễ dàng như vậy lưu dấu, mỗi hồi cẩn thận rồi lại nhỏ tâm, khả trong lòng bạch nắm cùng đậu hũ dường như, vừa chạm vào liền dừng không được đến, ngày thứ hai kiểm tra luôn là có thanh ngân đều ngươi tiểu cô nương không tiếng động lên án tối hôm qua thật sự là muốn chết thế nào cầu cũng không thành kêu ca ca thét lên cổ họng câm hồ nháo bán túc nàng không ngủ đủ người này lại tinh thần sáng láng nam nhân quán gật gật đầu ân đều ta tế phẩm còn rất có điểm kiêu ngạo ý tứ ở hắn cũng trở về rửa mặt chải đầu nam nhân mau thật sự làm hoàng còn có công phu mang theo tam hoa ở trên hành lang ngoạn, đối diện môn không quan, liền thấy tiểu cô nương một lát chạy này ốc một lát chạy kia ốc, ép buộc cả buổi, xuất ra nhìn lên, Nga, Miu Mi, môi cũng càng hồng. Chưa bao giờ trang điểm tiểu cô nương cũng biết muốn lo lắng thu thập bản thân, sau môi mới mua, hồng anh đào, đồ ở trên môi nàng đỏ ao, đặc biệt hiển bạch, gọi người không rời mắt nổi. Dụ Lan Châu đem Miu đưa về nhà, Nắm như vậy xinh đẹp hoa cô nương xuống lầu, một đường đều quay đầu xem, chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm bị hoa cô nương trạc phá, hỏi. Ngươi có phải là đặc tưởng hôn ta? Không thể nga, rất đắt, nho nhỏ một chi vài trăm, ngươi hôn ta được trọng mạc, một lần vài mười đâu. Dù tiểu gia cũng là có tỳ khí, lắc đầu. Tự cái hạt cân nhắc, ta không thân. Tiểu cô nương vang dội lượng hừ một tiếng. Đánh đố thua kỵ đại mã có dám hay không? Nàng nói xong đùa, dụ Lan Châu cũng đáp lời đùa, hai người cũng chưa để ở trong lòng, qua này đường cái bắt đầu thương lượng dậy sớm điểm ăn cái gì. Riêng vòng đi qua cấp tiểu bảo mang theo một phần bánh bao. Ta bảo đại phu gần nhất tình lộ không thuận, cả ngày tẩn xem người khác tú ân ái. Sau này điền hộ sĩ cho hắn hồi tin tức, nói đều là bằng hữu, hẳn là. Thật rõ ràng, vu tiểu bảo bị cự tuyệt thậm chí sau này điền hộ sĩ cảm thấy chính mình nói có chút không chu toàn đến lại phát ra một cái tiểu bảo ngươi là người tốt bảo đại phu ngực biêu biêu trung tên lĩnh người tốt tạp bắt đầu phẫn u buồn bành nháo nháo nói giúp hắn hỏi một chút tiểu bảo không nhường ngăn đón không gọi nàng xảm cùng tại sao vậy nháo nháo sốt ruột chính nàng như vậy hạnh phúc đã nghĩ nhường tiểu bảo cũng hạnh phúc vu tiểu bảo trong ngày thường không cái chính đi lúc này rất là thâm trầm ta cảm thấy điền điền không phải là cái loại này xem điều kiện xem bề ngoài cô nương nàng nhân rất đơn thuần phỏng chừng là thật không thích ta đối ta không phải là cái loại cảm giác này vậy không có cách bành tiểu hộ phiên danh bạ hỏi nàng đại bảo ta mặt khác cho ngươi giới thiệu một cái lời này cho khu buồn vương tử bảo không có nghe tiếng trong lỗ tai còn tại kia tường lâm tẩu dường như cằn nhằn ta một cái ngươi một cái, ta ba tiểu đoàn thể luôn luôn rất đoàn kết, là ta hơn không nên có tâm tư, đem tốt như vậy bằng hữu cấp làm không có, sau này gặp mặt cũng xấu hổ. Ta không phải nói ta, ta nhất đại lão gia nhóm không có gì, chỉ sợ Điền Điền không muốn gặp ta. Bành Nháo Nháo đem Di động Thu, cảm thấy vẫn là chờ một chút đi, nàng đại bảo hiện ở trong lòng dung không dưới người khác. Ở dưới lầu phối dược thất gặp Điền hộ sĩ, Nháo Nháo hỏi nàng ngươi có người trong lòng. Điền hộ sĩ lắc đầu. Không. Bên này hai cái đều đang, nhưng không đáp trên trời tuyến. Tan tầm tiền vương chiêu nói buổi tối không cục, nhưng phát tiểu bồi bồi người cô đơn. Dù Lan Châu còn có điểm kỳ quái, người này từ trước đến nay không đang thời điểm, mỗi ngày buổi tối vội hận không thể có phân thân thuật. Hắn ngẫm lại, nói một hồi hồi ngươi. Điện thoại lượt tìm tiểu cô nương, bành nháo nháo an ủi nàng đại bảo đâu, nga nga vỗ, vù vù dỗ, trong túi tắt đem đường, thật sự không được đem nhân lâu trong lòng ôm ôm. Dù chủ nhiệm ánh mắt liền thay đổi, cảm thấy một cổ không hiểu quen thuộc. Nga, bành nháo nháo, ngươi nha năm đó cũng như vậy theo ta bộ gần như đi. Ngươi này với ai đều đồng nhất bộ A. Hắc, hắc hắc, ôm ai đó ngươi. Vu tiểu bảo như mũi nhọn ở lưng, quay đầu nhìn lên, ngãi mã. Ta thiên. Dụ lão sư dụ lão sư ngài không cần hiểu lầm dù lão sư ngài nghe ta giải thích dù chủ nhiệm một cái mắt đau bảo đại phu chạy nhanh độn cảm thấy tự cái gần nhất một chút lưng có phải là thủy nghịch a muốn hay không đi ung cùng cung thiêu cái hương a bành tiểu hộ sĩ đổ không cảm thấy có cái gì không ổn nàng nhất quán như vậy trong lòng bằng phẳng cũng không đem đại bảo làm nam hài xem hướng thối mặt bạn trai mềm yếu cười trò cũ trọng thi thịt qua qua tiểu móng vuốt hướng nhân trong túi tắt đường. Ngươi ăn ngươi ăn. Dụ Lan Châu rủ mắt nhìn một cái mảng đương đương túi tiền, nhìn một cái cười thành một đóa hoa tiểu cô nương, quanh mình không ai, đưa tay kháp nàng một chút. Đạn thủ, nộn, một quả hồng giấu tay. Lại đau lòng thượng, khả ăn nói vụng về, không lên tiếng. Bành nháo nháo có chút không quá xác định. Thực tức giận. Kỳ thực không có, nháo nàng đâu sao có thể thật như vậy gà con bụng, từ trước cũng tổng gặp này lưỡng tiểu gia hỏa nháo ở một khối, vu tiểu bảo nhu nàng đầu tối thuận tay. Trốn vào phòng nghỉ bảo đại phu bỗng lưng lạnh cả người. Đại bảo tâm tình không tốt. Nháo nháo cấp giải thích. Dụ Lan Châu ngẫm lại. Nội thiên điền hộ sĩ đi tiếp hắn. Tiểu cô nương lắc lắc đầu. Không thành. Cùng một ngày, có người vui mừng có người ưu, nàng chiếm được bản thân thích nhất bảo bối, tưởng sủy trong túi, thượng chỗ nào đều mang theo. Không có việc gì, ta cho hắn tìm điểm việc làm sẽ không công phu suy nghĩ. Dụ chủ nhiệm cấp ra chủ ý, thay hắn cô nương phân ưu, nháo nháo cảm thấy chủ ý này không sai, còn dặn dò, ngươi không cần làm cho hắn nhàn rỗi, khả khổ sở. Ân. Ừ. Người nào đó nên được sảng khoái, lại hỏi, chiêu tử kêu ta ăn cơm, muốn mang ngươi đi, đi không? nói xong chỉ thấy tiểu cô nương miếng môi vụn trộn nở nụ cười. Cười cái gì? Hắn cũng đi theo cười. Nàng không nói thật, chỉ hừ hừ. May mắn ta hôm nay mặc xinh đẹp còn hóa trang. Tình lữ kết giao lưu trình liền là như thế này, tiên kiến bằng hữu tái kiến tộc trưởng, một đạo một đạo quá minh lộ, cuối cùng trở thành đôi. Dụ Lan Châu nguyện ý mang nàng gặp bản thân tốt nhất bằng hữu, chuyện này rất làm cho người ta vui vẻ tiểu cô nương tan tầm thay quần áo, hôm nay mặc len sợi, vô nghĩa, váy, đoạn khoảng len lông cừu áo bành tô, hoa loa kèn tay áo đáp nơi cổ tay thượng, đối với gương tinh tế mặt môi, kêu tiền hộ sĩ cười nàng. Khả xem như trưởng thành, cũng biết trang điểm tự cái. Nhìn một cái của nàng tân son môi. a, à, này khoảng tháng trước vừa rồi, ta xem tạp chí người mẫu đồ nhưng mà đẹp mắt, chính là quý giá điểm, ta bình thường cũng liền mua bán một hai trăm bài tử, ngươi này nháo nháo lúc này không gạt người là a hóa nàng cũng không quá biết sau ngôi sắc hào liền hướng khuê mật đàn lý hỏi nói muốn mua cái đặc thích hợp bản thân đặc đẹp mắt bành tỉnh tỉnh một bên chen vào nói nha tưởng mua cái đặc chiêu bạn trai thích cắn nàng cắn đến dừng không được đến cái loại này vì thế sở hữu các tiểu thư đều biết đến nàng yêu đương vì thế sở hữu các tiểu thư đều dốc túi mà ra cái gì đều thu xếp theo phấn nền đến mascara hơn nháo nháo trị không được, bệnh viện đi làm cũng không cần thiết toàn trang, nhàn nhạt mặt cái môi liền rất tinh thần. Này nọ thu, lại không đáp ứng dẫn bọn hắn gia dụ chủ nhiệm xuất ra gặp tỷ muội Của nàng bọn tỷ muội đều rất dễ nhìn, nàng ở trong đầu liền nhất cô nhóc béo, cũng không thể làm cho hắn xem thấy bọn họ. Buổi tối đến địa phương, vương lão bản vốn liền rất thất lạc, nhìn lên dụ lan châu nắm bành nháo nháo tiến vào, cả người cũng không tốt, há mồm liền mắng ta dựa vào dụ lan châu lão tử chỉ biết có như vậy một ngày. Cùng lão tử trang cái gì trang? Ngươi mặt có đau hay không? Tiểu nha rất liền ngươi nội điểm hoa sống môn ai. Dụ lan châu bật cười. Lại cùng ta phiên tiểu trướng nhi, trần mè vừng lạng kê ngươi nha có mệt hay không? Vương lão bản ủy khuất, lập tức tìm nháo nháo. Ngươi nói nha có phải là rất tiện. Nhớ năm đó cũng không biết là ai cả ngày cấp sắc mặt ngươi xem, đúng hay không muội muội nga không đệ muội vương chiêu làm buôn bán nhân thật du cũng không làm cho người ta chán ghét đóng cửa lại cùng bản thân người ta nói nói cũng rất có làm ca ca khuôn cách cực có nhãn lực một tiếng đệ muội kêu dụ người nào đó thực cười rộ lên không ngăn đón lôi kéo nháo nháo ngồi xuống tiểu cô nương che chở nói ta quên mất không ai cấp sắc mặt ta xem vương chiêu chật 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 lắc đầu cảm thấy này tiểu cô nương thực đặc biệt hảo ngẫm lại lại thật khí, đốt hắn con cá. Mẹ nó dụ lan châu ngươi gì đức gì năng. Dựa vào cái gì liền ngươi chó săn Thị vận. Con chó nhỏ Thị ai thanh. Không phải là, nói cái gì đâu, không phải là cậu Thị vận. Đúng, là lão tử nhân phẩm hảo. Dụ lan châu phụ họa. Hai người kẻ sướng người họa, kêu vương lão bản nhìn trong lòng rất nóng hổi, khóc mắt suýt nữa muốn ẩm, ít năm như vậy. Không dễ dàng không kêu phát tiểu cùng tiểu cô nương nhìn ra, cũng không để ý tới bản thân chuyện, hỏi dụ Lan Châu. Con cá ta hôm nay cao hứng, uống điểm. Là cái việc vui. Dụ đại phu cấp ngăn cản, ở hắn nơi này việc vui cùng rượu thấu không đến một khối, tách ra, dễ dàng không chạm vào. Ăn cơm liền ăn cơm, ngươi tình huống gì a? À? Viên mặt cô nương vảnh tai, muốn nghe bác quái. Vương tổng nội cái sốt ruột Nga lão tử thất tình nháo nháo cùng dụ lan châu đối xem một cái gần nhất thế nào người bên cạnh đều thất tình a à, liền hai người bọn họ đặt thuận lợi hắt tiểu cô nương đặc biết cái loại cảm giác này vội cấp vị này ca ca gấp thức ăn nói không cần thực thương tâm kế tiếp ai nha kế tiếp thì tốt rồi cái cũ không đi cái mới làm sao đến thôi dụ lan châu mão nàng liếc mắt một cái tiểu nha đầu không cảm nhận được này liếc mắt một cái hàm nghĩa còn hướng nhân khờ hề hề cười. Vương chiêu người này dụ Lan Châu tối biết, cả ngày bên người đùa đều là lão gia nhóm, không phải là gôn chính là đậu ngưu, người khác mang muội tử hắn liền đơn độc nhi, đằng trước đàm vài cái đều là nghiêm cẩn, chính là không thích hợp, phân cũng không khó coi, ta vương tổng, chức nghiệp tinh anh, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bắt thành nổi danh kim cương vương lão Ngũ, không gặp hắn như vậy nghẹn khuất quá. Ai vậy? Hắn hỏi nhất miệng. Vương chiêu hướng nháo nháo trên mặt lưu lưu, lập tức lại tránh ra, hàm hàm hồ hồ. Không ai, không đề cập tới, không đề cập tới. Hôm nay nói điểm cao hứng, ai hai ngươi sao lại thế này a? À, thế nào đột nhiên cứ như vậy? Vương lão bản không cái chính đi, thắt hư, hai cái ngón rõ điểm ở một khối huyết chạm vào. Bành nháo nháo không không biết xấu hổ nói, nàng với ai đều ngượng ngùng nói, nói say rượu loạn họ nói nàng nói dối chìa khóa đã đánh mất phải muốn cùng người về nhà. Dụ Lan Châu một cái nóng thăng lông ném qua, không gọi hắn hỏi, bản thân cũng không làm gì muốn nói, phía trước mặt lạnh lãnh ngôn là ai vậy? Không cầm giữ trụ đem người ta tiểu cô nương làm lại là ai a? À? Ăn cơm dẫn nháo nháo về nhà, đến cửa nhưng là trước há mồm hỏi. Tới hay không xem tivi? Tiểu cô nương một chút đỏ mặt. Khống chế không được, chính là có rất nhiều hình ảnh, cúi đầu, Nguyễn kỹ kỹ dạ, cấp bản thân bù. Hôm nay tiền tiền bọn họ lại cùng ta kịch thấu, ta được nhanh chút truy hoàng. Dụ Lan Châu nắm nàng mở cửa, đem tiểu cô nương lĩnh về nhà. Hai người thoát áo khoác chen chút tại một khối, sofa lớn như vậy, phi quá chặt chẽ kề bên, nháo nháo trong lòng ôm một chậu dụ Lan Châu cho nàng tẩy anh đào, vừa nhìn vừa ăn, cảm giác phối nhạc bắt đầu không thích hợp liền lôi kéo hắn tay áo che mắt, dụ Lan Châu cúi đầu xem nàng, dỗ. Không sợ, đều gạt người. Nàng nửa gương mặt bị ngăn trở, chỉ còn một trương nhiễm anh đào nước cái miệng nhỏ nhắn. Này há mồm hắn xem một ngày. Tiểu cô nương rầm rì làm nũng. Khả ta còn là sợ thôi. Một giây sau, dụ Lan Châu nhẹ nhàng hôn ở nàng, đầu lưỡi thường đến anh đào ngọc vị. Bành nháo nháo tác khai của hắn tay áo, suy cười rộ lên, khóe mắt đuôi mày tất cả đều là xinh đẹp ngươi nói không hôn ta nam nhân để nàng cắn một ngụn cảm thấy nhuyễn hồ hồ ngon miệng cực kỳ thích kia cổ ngọc vị càng ngày càng thâm đem rất đắc ý tiểu cô nương miệng nhuyễn thịt cuốn lấy dây dưa không nghĩ nháo nháo mau không khí nhi hừ hừ yếu thế dụ lan châu thanh nhi phát ảm muốn hay không ta ôm ngủ còn nhớ nàng ngày hôm qua lời nói đâu tiểu tam hoa lập ở phía trước nhìn hai người miêu đầu sai lệch một chút nghĩ rằng ta đây ba một khối ôm ngủ đi nhiều ấm áp a à. khả cuối cùng vẫn là bị lưu tại ngoài cửa trong phòng tắm qua mặt nam nhân rộng rãi tê sớt tiểu cô nương nháo ngươi thua ngươi cho ta làm đại mã nam nhân một phen lao đi lại nhân vừa lật biến thành vừa lên một chút nàng ở bên trên đè nặng hắn thấy hắn lười nhác hiếp mắt hỏi như vậy thành không kỳ thực cũng giống nhau nàng liền ngoan hỏi Ta trầm không trầm nha. Đây chính là toi mạng đề. Ta dụ chủ nhiệm cũng thật tiếc mệnh. Còn có thể lại ăn chút. Tiểu cô nương hì hì cười rộ lên, cảm thấy này đáp án rất vừa lòng. Dụ Lan Châu đem nàng đầu nhất khấu, khuôn mặt nhỏ nhắn liền dán lên hắn ngực, có thể nghe thấy của hắn tim đập, nàng ngoạn hắn góc áo, nhớ thương của nàng Nam Minh Tinh. Ta nhất tập còn chưa có xem xong đâu. Ngày mai còn cùng ngươi xem. Hắn kéo qua chăn che lại, thật sự là ôm ngủ, chờ tiểu cô nương ngủ say xoay người, làm cho nàng lạc trên giường, hắn cấp ôm, không gọi đá chăn, nháo nháo đêm hôm trước ép buộc ngoan, này vừa cảm giác ngủ say xưa, thành thành thật thật ở dụ Lan Châu trong lòng ngay cả cái xoay người đều không có, kêu dụ Lan Châu cả đêm tỉnh lại xem nàng vài thứ, thật sâu nghễ, thấy nàng miệng nhỏ hơi hơi mở ra hơi thở mới yên tâm nhắm mắt lại. Nói không rõ là đang lo lắng cái gì chương 43. Còn có ai vui vẻ 12? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vu tiểu bảo cả đêm không ngủ, không phải là phòng bệnh có việc, mà là. Bảo đại phu hấp hối đi đến hộ sĩ đứng, hỏi bành tiểu hộ. Ngươi rốt cuộc cùng lão dụ nói cái gì? Viên mặt tiểu cô nương ngẫm lại. Nói cho ngươi tìm điểm việc làm, sợ ngươi cả ngày miên man suy nghĩ. Ta cảm ơn ngài bảo đại phu nhe răng trợn mắt, đưa tay muốn đại nhân. Hắn soát nhất cả đêm đề, hắn thân ái dụ lão sư nói, không chừng khi thi thử. Bành nháo nháo ngươi đại gia. Tiểu cô nương hì hì cười trốn, còn không biết tình huống kết quả có bao nhiêu nghiêm trọng. Ngươi là cảm ơn ta. Là ta cho ngươi dụ lão sư nhiều hơn quan tâm của ngươi. Ta cảm ơn ngươi đại gia. Vu tiểu bảo muốn điên rồi thủ vừa nhấc lên tiểu cô nương cổ áo. Có người theo trong văn phòng vọng xuất ra. Người này tướng mạo phi phàm, trên mũi mang theo một bộ kim chúc mắt kính, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đem thấu kính bịt kính một tầng, xem không thấy ánh mắt hắn, chỉ nhìn hắn nâng tay vẫy vẫy. Tiểu bảo. Quy a à quy. Thủ nhi tác khai, đầu cuối, nhận mệnh, một khắc không dám trì hoãn, đi vào kiểm tra. Cạnh tường nhất lưu học sinh nhất tề nhanh hơn đánh chữ tốc độ, bàn phím sao đùng đùng vang, rất sợ, cũng thật đồng tình cục cưng sư huynh. Dụ Lan Châu thi thử là hàng thật giá thật tùy cơ, hắn trên bàn tùy tiện trừ quyển sách, tùy tiện mở ra một tờ, hỏi bên trong tri thức điểm, này đề tiểu bảo nếu trả lời, tốt lắm, lần tới nhớ tới, hướng bảo đại phu vẫy tay. Vì thế tiểu bảo đại phu đến chỗ nào đều trốn tránh hắn dụ lão sư, vốn trả lời rất tốt, cốt xấu cũng là cao tài sinh, đối chuyên nghiệp cũng tương đối tự tin, nhưng hắn dụ lão sư vấn đề là có cấp bậc, càng ngày càng khó, có tri thức điểm vu tiểu bảo căn bản chưa từng nghe qua. Bị hỏi á khẩu không trả lời được rơi lệ đầy mặt, ban đêm hung hăng phiên thư phiên diễn đàn, rốt cuộc không công phu tưởng điền điền. Mà bành nháo nháo ở vài ngày sau buổi chiều thu được một phần hỉ trà ngoại bán. Chuyển phát tiểu ca đi lên thời điểm nàng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, chờ lấy tới tay bên trong, nhìn thấy ngoại bán đang thượng nhắn lại, viên mặt tiểu cô nương liền nở nụ cười. Ống hút trạc trong chén, hấp quai hàm vèo vèo uống một ngụm lớn, miệng đầy chua ngọt, bên trong hạt châu cùng nho thịt quả phân lượng 10 phần, đem một cái trong gói to tử thức Âu bao lấy ra cùng tiền tiền một người một nửa, tiền tiền cho rằng chính nàng mua, hỏi nàng. Không giảm vì, Nháo nháo miệng nhồi vào mảng, ăn đi ăn đi nuốt xuống, lại uống một ngụm quả trà nhuận cổ họng, cười đến thật vui mừng ân. Ừ. Nàng nâng cái cốc, đá đạp đá đạp đi vào trong, trải qua một loạt trầm mặt không nói gì tiểu thực tập nhóm, đứng ở vụ chủ nhiệm bên cạnh bàn. Dụ Lan Châu ngẩng đầu nhìn một cái nha đầu kia. Tiểu cô nương gì cũng không nói, đem ngoại bán đang tắt trong tay hắn, cười hì hì chạy. Dụ đại phu mở ra đến xem, này một trương tờ giấy nhỏ nội dung quá nhiều, này bài tử không tiện nghi, một ly quả trà mau 30, muốn xong phân thịt quả, phô mai nải cái đổi thành sữa chua, lợi hại nhất là, đổi thành đại đường, uống lên không dài béo. Phía dưới có nhắn lại. Sư nương ngài nhân sinh đẹp tâm địa cũng tốt, giúp giúp chúng ta đi. Thật sự là đủ lợi hại. Biết tìm ai có thể nói thượng nói, lấy cái ăn hối lộ, vẫn là không dài béo đồ ăn vặt. Phàm là phân một điểm tâm tư ở chuyên nghiệp thượng cũng không thể sợ thành như vậy. Dù chủ nhiệm lạnh lùng mão cạnh tường kia xếp liếc mắt một cái, cái nào cũng chưa buông tha, chỉ thấy kia một loạt dần dần đánh liên tục tự thanh đều không có, toàn nhược nhược quay đầu hướng bọn họ dụ lão sư ngây ngô cười. Bành nháo nháo cũng cảm thấy này đó học sinh đủ đáng thương, liền chưa từng gặp Trần Kim Vân khảo quá hắn học sinh, cũng không gặp bình thường chỉ đạo quá cái gì, bất quá hắn học sinh phát luận văn thời điểm Trần chủ nhiệm cũng không khách khí, thông tính viên phía sau vĩnh viễn lộ vẽ tên của hắn. Khả dụ Lan Châu bất đồng, bình thường đã bắt được ngay, ra luận văn bản thân không chiếm bất cứ cái gì vị trí, toàn quải học sinh tên của bản thân, kỳ thực hắn có thể không thẹn với lương tâm đem bản thân viết ở bên trên, nhưng hắn luôn là đem càng nhiều hơn cơ hội lưu cho của hắn học sinh. Các học sinh cũng biết ai tốt ai xấu, trong lòng khả quý trọng, chính là xem bọn hắn cục cưng sư huynh này điên dại trạng thái xem sợ, thỉnh sư nương cấp thổi thổi gối đầu phong, phóng phóng thủy. Đáng thương vu tiểu bảo thỉnh bành nháo nháo không biết uống qua bao nhiêu lần trà sữa, kết quả là cùng hắn dụ lão sư một khối hố hắn. Tình huống bất đồng thôi. Bành nháo nháo tiểu cô nương luôn luôn nhìn đâu, đắc 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 lại đi vào, trực tiếp liền đem ống hút đổi dụ chủ nhiệm miệng, hừ hừ. Ngươi thường một ngụm, hảo uống đi. Rất đắt, ta cũng chưa bỏ được mua. Dụ lan châu mão nàng, trong lòng tào điểm rất nhiều. Của ta cô nương, ngươi mua không nổi gì. Ngươi trong bao một trương hắc tạp ta xem thấy, khả rốt cuộc vẫn là không truy cứu, hắn làm học sinh thời điểm cũng thường cùng đại gia một khối thỉnh lão sư ăn cơm, liền muốn nghe nhiều lão sư nói nói ca bệnh, có thể ở lão sư trước mặt lưu cái ấn tượng tốt, sớm một chút lên đài ngoéo tay tử. Hắn theo tốt lão sư, cho nên luôn luôn trở thành tấm gương, cũng học khư chủ nhiệm như vậy mang học sinh. Nhưng hắn nội thời điểm khả không nghĩ tới cấp cho sư nương mua cái gì. Hiện tại đứa nhỏ a, thật sự là dù chủ nhiệm dở khóc dở cười vẫy vẫy tay nên làm chi làm chi cạnh tường một loạt học sinh như lâm đại xá vi tính đàn lý ào ào vài mười điều đã nói tìm sư nương làm chỗ dựa vững chắc hữu dụng đi đại gia phí dụng kết một chút ta sư nương thật sự là hết lời để nói toàn bộ hỷ trà liền chịu hỗ trợ khi lần tới ta trực tiếp thỉnh sư nương ăn cơm được có thể có thể đồng ý đồng ý Ai nói đổi thành đại đường đát? Vị này trí giả của ngươi nội phân lão tử toàn bao. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được ngẩn. Khách khí khách khí, ta bản thân đến. Cấp ta sư nương mua ăn vặt điểm ấy tiền trinh không cần so đo, tại hạ biểu biểu tâm ý. Bành nháo nháo cũng không bạch uống học sinh gì đó, nàng rốt cuộc là chính thức công, công tác ổn định tiền lương cũng ổn định, quay đầu cơm tạp sủy tiểu bảo trong túi, làm cho hắn buổi tối mang kia ban nhân đi căng tin, khả kính ăn, quản đủ. Không khéo, vu tiểu bảo ở căng tin gặp điền hộ sĩ, hai người không nói chuyện, hơi hơi điểm cái đầu liền trôi qua. Buổi tối dụ Lan Châu muốn viết điểm này nọ, nhớ thương tiểu cô nương phim truyền hình đâu, đem này nọ mang về nhà làm, hỏi nàng ăn cái gì, bành nháo nháo gấp đến độ không được, sờ ra di động. Ta đến ta đến. Nửa giờ sau này lưỡng tiểu ca, một cái đưa thảo một cái đưa bắt thành xa hoa nhất ngày lưu trong tiệm lương cơm. Dụ đại phu mang theo lưỡng hòm, xem xét về nhà tắm qua lại đi lại, chính ông mèo con ngoạn cùng cái ngốc tử dường như tiểu cô nương, tức giận. Ngươi cũng thật thành. Tiểu cô nương ôm miêu đát 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 đi lại, cầm đi của nàng giảm béo xa lát, là thật đối bản thân đặc biệt ngoan, ngay cả tương chấp đều không cần, liền lương cơm hương vị trang nuốt. Một bên tam hoa cấp cùng điên rồi dường như muốn ăn ngư, bị dụ Lan Châu một phen đẩy ra miêu đầu. Với ngươi tỉ nhóm học một ít, lại nháo sau này ngươi cũng ăn cỏ, không cần ăn thịt. Con mèo nhỏ vừa nghe, có chút mất hứng, không cùng người này ngấy hồ, trốn qua lý lấy phi thường chướng tai gai mắt tư thế cấp bản thân nha. Dụ đại phu nhìn xem cười rộ lên, hỏi bên người cô nương. Ngươi vừa mới thân nó thấy không cảm thấy vị nhân không đúng. Nhiều thông minh tiểu nha đầu A, căn bản không hé răng nâng mông lại gần bẹp một ngụm. Dụ Lan Châu trong tay bưng cơm đâu, sợ dơ nàng xiêm y, trốn cũng chưa chỗ trốn, thực sự đã trúng một ngụm, nghe hắn cô nương thật kiêu ngạo hừ một tiếng. Ngươi thấy không cảm thấy vị nhân không đúng. Hắc. Đảm nhi phì. Dụ tiểu gia đem nhân ôm chầm đến đòi cắn, bành nháo nháo cười khanh khách không chịu, nói ta còn xem tivi đâu. Nhỏ như vậy tiểu cá nhân, đem ăn một nửa thảo chậu buông, Nguyễn Hồ Hồ ngấy trên người hắn, đầu chậm hắn bả vai, hai người bọn họ ngồi dưới đất, nàng đem trong nhà mang đến tiểu gối ôm tắt mông phía dưới, trong lòng cuốn bản thân tiểu thảm, trên người một cổ ngọc sữa vị nhân, tay nhỏ bắt khỏa đường ăn đi ăn đi, nhất thời lại tràn quyết hương, hai loại hương vị xen lẫn ở một khối, khiến cho chưa bao giờ yêu đồ ngọc dụ đại phu đột nhiên muốn đem quyết cùng sữa đánh một khối nếm thử. Cảm thấy sợ hãi thời điểm nàng hội thiếp càng nhanh, một đôi trắng như tuyết bàn chân nhỏ tàn tiếng hắn chân hạ, phải muốn hắn cấp đè nặng mới kiên định, hắn thủ theo trên máy tính chuyển xuống dưới cấp sờ một phen, cảm thấy mát, đứng dậy cầm xong bản thân tất cho nàng bộ thượng, nam nhân tất đại lại dài, trực tiếp cấp kéo đến lòng bàn chân. Tiểu nha đầu ngại không đáng yêu, cái miệng nhỏ nhắn đắt đi đắt, phi nói bản thân nóng đổ mồ hôi. Xem tivi thời điểm vụn trộn thoát tàn sofa phía dưới, cho rằng hắn không phát hiện đâu. Dù chủ nhiệm rõ ràng đem người này bàn chân nhỏ cấp sủy trong lòng, ôm, áo ngủ cấp bao ở, kia nhuyễn hồ hồ bàn chân liền như vậy dán tại hắn cái bụng, cười thời điểm rung lên rung lên, công hắn có chút ngứa, nam nhân một tay đè nặng không thành thật ngón chân đậu một tay bưng kính nữ hài mắt. Hình ảnh qua bắt tay hất ra, một lần nữa viết bản thân gì đó. Nàng ở bên người hắn sau bình thường vội hơn, ánh mắt là nhìn máy tính, khả lỗ tai là lưu cho tivi ta dụ đại phu chỉ số thông minh cao, nhất tâm nhị dụng không chậm trễ sự, nghe thấy trong tivi diễn đến đại khái kiều đoạn, tiểu cô nương ngốc hồ hồ cười đâu, hắn liền cấp bưng kính mắt, khởi điểm còn nháo. Làm chi nha? Thời khắc mấu chốt. Vai nam chính đặt tả đâu? Một giây sau nàng tự cái cũng nghe gặp phối nhạc không đúng, thành thật, nhân hướng trong lòng hắn lui, dặn dò. Ngươi khả ngàn vạn đừng buông tay. Hắn thủ đại, thực sự che, chờ thêm kia đoạn lại phóng tiểu nha đầu tiếp tục xem. Vài lần xuống dưới bành nháo nháo phát hiện, người này một lần cũng chưa đổ vào quá. Mỗi hồi đều là trước tiên liền thay nàng che mắt. Nhưng hắn căn bản không xem TVA làm như thế nào đến. Dụ Lan Châu Lăng nàng liếc mắt một cái, thật sự là tiểu bạch nhãn lan. Tiểu cô nương một chút chuyển qua loan đến, nói đùa yến yến, lắc lắc hắn thủ, trang không rõ, phải muốn theo trong miệng hắn nghe được ngươi làm ta thần tiên. Biết trước, gia một đêm không ngủ toàn nhìn một lần, hoàn hảo đầu óc đủ dùng có thể ghi nhớ, bằng không ngươi nay thì làm sao bây giờ? Ta nhất vội đứng lên ngươi tìm ai? Hắn không phải là khoe ra, chính là nói với nàng có như vậy chuyện này. Lo lắng hắn cô nương dọa làm ác mộng. Khả tiểu cô nương cảm động hỏng rồi, ngao ngao kêu, tivi cũng không nhìn, đẩy ra vướng bận máy tính tọa trên đùi hắn, rầm rì dụ lan lan tốt nhất. Kêu ca. Lan lan nồi nồi nhất nhất tốt nhất. Không đi, ta xem nội nam minh tinh rất tốt. Không không không. Nháo nháo tiểu bằng hữu cùng lắc đầu, đối miệng thân ái, đầu lưỡi liếm liếm, khả năng lấy lòng, vẫn là ta lan lan nồi nồi đẹp mắt. Nàng nhẹ nhàng nâng mặt hắn, tinh tế xem, người này nói không nhiều lắm, tâm tình hảo có thể với ngươi đùa dẫn bần, sủng ngươi có thể bởi vì ngươi cầu tình cấp học sinh phóng thủy hắn theo không nói với ngươi quá buồn nôn nói nhưng hắn đều làm được thực chỗ yên lặng dụng tâm tiểu cô nương nhanh ôm chặt nhân ghé vào lỗ tai hắn rầm rì yêu ngươi chết mất của ta đại bảo bối dụ lan châu đột nhiên nghĩ vậy nha đầu nàng cha kêu nàng bảo bối thời điểm cười rộ lên nhà bọn họ quy củ nghiêm trên bàn cơm ăn cơm không thể nói chuyện không thể nửa đường cách tịch người một nhà rất ít có thể có tiếng nói tiếng cười thời điểm hắn đánh tiểu không phải là học tập chính là làm bài thảo tốt lắm có thể bị đặc biệt cho phép cùng chiêu tử đập bóng rổ đây là tối cao hứng nhất lúc từ trước đến nay không ai hô qua hắn bảo bối đằng trước cùng cái chữ to nội chính là đỉnh thiên cái mạo vô cùng quý giá trong lòng hắn ngọt trên mặt cũng không hiển bàn tay to vỗ vỗ nhục đoàn đoàn mông đản đản trầm giọng đậu nàng nga thì phải là bên ngoài còn có một tiểu bảo bối ai vậy linh xuất ra lưu lưu ta nhìn nhìn bành nháo nháo hì hì cười, kiểm nhi dán hắn, rầm rì. Ta không có, cha ta có. Bành cha tiểu bảo bối là bành tỉnh tỉnh. Tuy rằng thật lâu trước kia bành tổng liền không cho phép nhà hắn bành động sự trưởng như vậy kêu nàng. Có tổn hại uy nghiêm. Lại tối nay thời điểm, tiểu bảo bối điện báo nói. Ta hiện tại có rảnh, đi qua cùng ngươi. Từ trước tối ngóng trong muội muội đến đây, trong nhà vắng vẻ, muội muội đến đây liền náo nhiệt, mà lúc này dù chủ nhiệm nói không sai thật sự là tiểu kẻ tàn nhẫn nhất lưu chạy chậm đến phòng ngủ tiếp điện thoại nhỏ giọng nhi đừng đừng ngươi như vậy mệt chạy nhanh về nhà ngủ đừng qua lại chạy bành tổng vừa nghe chỉ biết là chuyện gì xảy ra nói đến cũng không biết lúc trước này phòng ở bành đổng sự trưởng thế nào tuyển ngàn chọn vạn chọn chọn cái đối diện môn khả không có phương tiện sao bành tổng thật kiên trì ta ngủ ngươi kia không có tới hồi chạy đừng lo lắng bành đại ni ngạnh ngạnh nghĩ nên khuyên như thế nào đâu bỗng nhiên động động hồ hồ đứng lên nói ai nha ta xem đàn lý chúng ta khoa có chút việc gấp ta phỏng chừng được đi ngươi không cần đến đây vội một đêm đâu đầu tiên giáp nhũ khoa quanh năm suốt tháng không gì việc gấp sau đó động khéo như vậy cuối cùng bành nháo nháo ta xem ngươi quả thật vội một đêm ở nhà ngươi đối diện vội một đêm Bành Tổng tuy rằng biết lại không vạch trần, nói vậy không đi qua, ngài vội ngài, hẹn gặp lại. Tác giả có chuyện nói. Dụ chủ nhiệm. Hôm nay thế nào không có thủ nhu đại bánh bao? Đói bụng, muốn ăn. Nhìn một chút đại cương, còn có thể ngọt thật lâu thật lâu lại nói một chút mỗi ngày buổi tối chậm nhất 8 giờ đổi mới ha. Thông thường đều là hiện viết hiện phát nếu ở bên ngoài dùng lưu lượng lời nói cũng đừng soát, Buổi tối về nhà nằm ổ chăn xem đoạt thoải mái à Ngày mai gặp, ta mất ngủ hai ngày Ánh mắt đau quá Một lát đem bản thân quá chén ngã đầu ngủ Ngày mai chiến 6 ngàn Chương 44 Còn có ai là khoái nhạc 13 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio.com Hôm sau Tiểu Bảo đem tạp trả lại cho nháo nháo Nhưng tiện nói một chút thấy điền hộ sĩ chuyện Bành nháo nháo lo lắng xem hắn Bảo đại phu ai ai vội lấy tay trắng. Ngươi không cần như vậy xem xét ta, ta nghĩ mở ta. Không có việc gì, bạn hữu hảo lắm. Giữa nam nữ a, đâm phá cửa sổ giấy chỉ có hai loại kết quả, một loại là nháo nháo như vậy, một loại là vu tiểu bảo như vậy. Rất khó có có thể tiếp tục làm bằng hữu. Cho dù như cũ là bằng hữu, trong lòng cách một tầng, dần dần cũng sẽ không ở một khối chơi. Bành nháo nháo không quá tính cảm thấy nàng bảo nhi vẫn là bị thương vu tiểu bảo châm trước nói cho nàng nghe ta sau này nghĩ nghĩ ta có thể làm đến chúc phúc nàng ngày nào đó nàng mang bạn trai cùng ta ăn cơm ta cũng sẽ không thể trốn tránh không đi như vậy ta cảm thấy ta liền là buông xuống chỉ là tâm tình tương đối trầm trọng dù sao trước kia như vậy thích nàng đâu cho nên đâu ngươi không cần quan tâm ta ngươi nhường dụ lão sư buông tha ta đi vốn nghe còn hảo hảo đột nhiên liền thay đổi tiểu cô nương chụp hắn bảo đại phu cười trốn né lại trở về ai nếu không ngươi nhiều đánh ta hai hạ liền đổi lưỡng đạo đề đi hai người nháo lắm đột nhiên cảm thấy không đúng nhất tề xem văn phòng chỉ thấy dụ chủ nhiệm xem hai người bọn họ bành nháo nháo a à ra một chút khả khả yêu yêu tươi cười bảo đại phu học theo cũng như vậy cười nhưng làm hắn dụ lão sư ghê tởm hỏng rồi vùi đầu tìm đề lúc này thực không khách khí đến buổi chiều chợt nghe nói nhi khoa đã xảy ra chuyện giáp nhũ khoa nhất ban cả ngày thái thái thường thường hộ sĩ thấy đàn lý này ảnh chụp liền đảm nhi chiến nhi khoa phòng bệnh hộ sĩ đứng lý đầy đất huyết rất nhiều người vây quanh quan xem nhìn không ra cái gì chỉ biết sự tình rất nghiêm trọng lo lắng tin tức truyền đến truyền đi khiến cho trong viện nhân viên cứu hộ cảm xúc dao động cũng sợ sự tình càng nháo càng lớn cho nên viện lãnh đạo hạ phong khẩu làm không gọi nói cho nên khác phòng chỉ biết là là có người bị đứa nhỏ ba ba đánh. Vu tiểu bảo làm tích thủy đàm tiểu loa, tiền tuyến một tay tư liệu kỳ thực thật kịp thời, nhưng hắn khi đó cùng dụ Lan Châu ở trên đài, căn bản không biết, hạ đài soát thủ đâu, chợt nghe trong phòng mổ hộ sĩ nói nhi khoa có người bị đánh, là hộ sĩ là đại phu không biết. Hắn còn có điểm bất an, chạy tới trong ngăn tủ cầm điện thoại, nhi khoa có hắn bạn hữu, hắn thích điền hộ sĩ lâu như vậy, Nhân tự nhiên trước nói với hắn, Vu Tiểu Bảo giọng nói cũng chưa nghe xong chạy đi chạy ra ngoài. Hắn mặt động động hài, chạy ra đời này một ngàn thước tốt nhất thành tích, bỗng chốc nhảy lên đến trên lầu, thở gấp đại khí, ở lớn như vậy trong phòng bệnh tìm kiếm điền điền. Hộ sĩ đứng lý huyết đã bị thanh lý sạch sẽ, bị làm loạn mặt bàn cũng sửa sang lại tốt lắm, chính là hộ sĩ nhóm các sắc mặt không tốt, còn có mấy cái khóc mắt đều là thủng. Này trong đó chỉ có không có điền điền. Vu tiểu bảo thế này mới nhớ tới muốn đem giọng nói nghe xong, nguyên lai like điền hộ sĩ làm xong miệng vết thương lý về nhà. Hắn liền lập tức đi ra ngoài, đi tìm khư chủ nhiệm xin phép, hắn đi xem. Bành nháo nháo biết đến không so Vu tiểu bảo sớm bao nhiêu, nhi khoa có cái thực tập sinh cùng nàng học sinh trụ nhất ốc, hai người quan hệ hảo, tiểu cô nương thật sự chịu không nổi, khóc ở vi tính lý cùng cùng phòng nói trải qua, phát giọng nói, nàng thật cơ trí, nhấp nháo lên liền cử di động chụp video clip bành nháo nháo nghe thấy nàng nói sợ chết có người thưởng nàng di động nàng cho rằng cùng điền lão sư giống nhau muốn bị đánh bành nháo nháo trong lòng lột bột một chút liền thấy dụ lan châu cho nàng gọi điện thoại làm cho nàng đi xuống tìm tiểu bảo cho nên vu tiểu bảo ở nhi khoa cửa bị hắn đại bành chặn đứng bành nháo nháo từ trước đến nay chưa thấy qua hắn như vậy biểu cảm ẩn thiên đại phẫn nộ đáy mắt bứt ra một tia tơ hồng nàng lôi kéo hắn, nói đi thôi, ta cùng ngươi đi. Vì thế hai người lâm thời xin phép rồi theo tích thủy đàm đánh chiếc xe đi điền hộ sĩ gia, trên đường rất đổ, thật lâu thật lâu vu tiểu bảo đều không nói chuyện, chờ bành nháo nháo lột khỏa đường tắt trong miệng hắn, hắn mới phát ra ngoan, mắng thanh. Ta thảo nha tổ tông. Đằng trước lái xe đại ca quay đầu xem mắt. Đến điền hộ sĩ gia phía trước lộ khẩu thời điểm, vu tiểu bảo thật sự chờ không kịp, ven đường trước xuống xe, chạy đi qua. Chờ bành nháo nháo đến thời điểm, thấy vu tiểu bảo ngàn cầu vạn vang cầu điền điền mở cửa, lớn như vậy vóc người tiểu tử, còn kém khóc quỳ xuống, trống chỉnh tòa nhà có thể nghe thấy. Điền điền. Điền điền ngươi xuất ra làm cho ta nhìn một cái. Điền điền ngươi đừng sợ. Ta ở trong này đâu. Bành nháo nháo chạy nhanh thượng đi hỗ trợ. Điền điền, là ta, nháo nháo, ngươi mở mở cửa được không được. Nghe thấy là nháo nháo thanh âm điền hộ sĩ mới nguyện ý mở cửa, nhưng khóc không thành bộ dáng, trên người còn mặt nhiễm huyết hộ sĩ phục, trên đầu bị thế một khối, bao một khối tăng áp lực băng gạt. Vu tiểu bảo nhìn lên lại không được, đỡ khung cửa, vận khí, muốn mắng, lại sợ làm sợ điền điền. Hắn biết, khâu vài châm, lấy hộ sĩ đứng lý băng ghế tạp, trực tiếp tạp liệt. Tuy rằng không chính mắt nhìn thấy, nhưng này chút hình ảnh hắn có thể nghĩ đến được hắn thay đổi liên tục quá khám gấp, loại này miệng vết thương khâu thông thường chính là sinh khiên, không chích thuốc tê, đại lão gia nhóm nghe răng trợn mắt ngao ngao kêu, huống chi là cái tiểu cô nương. Nàng lúc đó một người, có bao nhiêu sợ hãi a? À? Bành nháo nháo nhẹ nhàng ôm lấy điền điền, khó chịu đã chết, cũng đi theo khóc, thật sự là hận chết đánh người người, làm sao có thể đối tiểu cô nương động thủ đâu, người nhất nam đánh nữ ngươi còn đến kính ngươi hướng nhân trên mặt đánh chính là cố ý đi. Vu Tiểu Bảo không biết làm gì một bên can xem, mắt cự hồng cự hồng, chỉ có thể trảo bản thân tóc cho hả giận, cửa đối diện lão thái thái bị Tiểu Bảo vừa mới kia thông cấp trống xuất ra, nhìn lên, không xem minh bạch, liền hỏi. Các ngươi có thể hay không nói nhỏ chút? Vu Tiểu Bảo bồi không phải là, dùng thân hình ngăn trở lưỡng cô nương. Điền hộ sĩ lôi kéo nháo nháo vào nhà, Tiểu Bảo xử ở cửa, thật có chừng mực, nói ngươi lưỡng tán gẫu, ta liền cùng này đợi. Nháo nháo cùng nàng Điền Điền nói. Đại bảo lo lắng ngươi, vừa chạy đến. Điền hộ sĩ còn khóc lắm, nói ngươi vào đi. Vu tiểu bảo thoát hài liền đi vào, tọa một bên, liếc mắt một cái thoáng nhìn Điền Điền trên tay cũng có thương, một chút không ý thức được đã bắt đi lại xem, chậm vỗ tác khai thủ, thành thành thật thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Nói xong mũi liền đỏ, thật đè nén kịp kịp mũi. Đại lão gia nhóm đổ máu không đổ lệ, nhưng hắn khiên không được, tâm cùng đau cắt dường như. Hắn nói điền điền, "Ngươi yên tâm, việc này không để yên, trong viện nếu cho ngươi chịu ủy khuất ngươi còn có ta, ta nhận thức nhân, chúng ta lên tòa án, chúng ta không sai, ta cùng ngươi thảo công đạo." "Ta không thể để cho nhân như vậy khi dễ." Hắn nói không thể để cho nhân như vậy khi dễ thời điểm, điền điền khóc càng lớn tiếng, giữ chặt tay hắn không tha nháo nháo thoáng lui về sau, điền điền gia nàng không có tới quá, tìm phòng bếp trốn vào đi, cấp hai người đổ nước uống, bưng cái cốc xuất ra, liền thấy vu tiểu bảo khờ hề hề nói ngươi muốn đau liền cắn ta, ta rất có cơ bắp không sợ đau. Một giây sau, điền điền trương thủ ôm lấy hắn, khóc nhân tâm toái, nói ta hù chết tiểu bảo. Ta đã cho ta sống không được tiểu bảo. Ta nội thời điểm nghĩ tới ngươi. Buổi sáng còn nói bản thân tưởng mở, buông xuống, lúc này gắt gao ôm điền hộ sĩ không buông tay lại là ai a à. bảo đại phu ngốc ngôn ngốc ngữ nói đều do ta trách ta không chiếu cố hảo ngươi ta là sợ sợ ngươi phiền ta muốn ta ở ta thoát này thân áo choàng ta muốn hắn lấy mệnh để thực bị ôm vào trong lòng mới biết được bản thân có bao nhiêu bé bỏng mới biết được ôm của nàng nhân cao bao nhiêu đại tin cậy điền hộ sĩ bị đánh một khắc kia là thật nghĩ đến tiểu bảo trong đầu qua một lần ngày đó ở căn tin gặp hắn nhàn nhạt gật đầu mặt còn có hắn uống say nói điền điền ta thích bộ dáng của ngươi khi đó không cảm thấy hiện tại toàn đã biết nghe thấy hắn gõ cửa thời điểm cái thứ nhất sợ là bản thân quá khó coi không nghĩ kêu người này nhìn thấy bản thân chật vật tướng nhìn hắn đứng ở cửa khẩu đỏ mắt chịu đựng khí thật chu đáo nói không tiến vào nàng chỉ biết bản thân thương hắn tâm khả nàng không hối hận dược chỉ có thể cái gì cũng không cố phát trong lòng hắn hắn nhanh ôm chặt nàng điền hộ sĩ sợ hãi một ngày tâm cuối cùng hơi chút cốt lắm một ít này ủy khuất này khổ sở tất cả đều tưởng nói cho hắn biết thiên dần dần ngầm hạ đến bành nháo nháo không nhiều lưu thật có nhãn lực an bày nhường tiểu bảo chiếu cố hảo điền điền tự cái đát 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 xuất ra không làm bóng đèn vừa định đánh chiếc xe dụ lan châu cho nàng video clip hắn tọa ở trong xe hỏi nàng ta đến lộ khẩu đằng trước không biết hướng kia tiến. Hắn tới đón nàng. Tiểu cô nương vội vàng hướng ngoại chạy, nhìn thấy hắn xe, vù vù vẫy tay, dụ Lan Châu có chút ngoài ý muốn. Thế nào xuất ra? Hôm nay không phải là việc nhỏ, cô nương gia nói một chút riêng tư nói, an ủi an ủi, cho rằng còn muốn thật lâu đâu. Nói xong đem tiểu cô nương khuôn mặt đảng chấp khởi xem xem. Khóc. Bành nháo nháo dạ. Điền điền rất đáng thương ta tức giận, nhất sinh khí liền khóc. Dù Lan Châu cũng không phải rất bất ngờ, quả thật, nha đầu kia mặc kệ cao hứng vẫn là tức giận, khóc chính là nàng tùy ý sống ở trên đời này, tối tư sống biểu cảm. Tiểu cô nương giữ chặt tay hắn, vừa thấy tình cảnh đó cảm khái rất sâu, hỏi. Nếu ta bị khi dễ ngươi sẽ vì ta đánh nhau sao? Ở của nàng luyến ái phải làm và sự kiện bên trong, cũng hy vọng bạn trai vì nàng đánh một trận nhưng dụ Lan Châu là cái rất bình tĩnh nhân, trong lòng nàng không để. Tiểu bảo còn tại bên trên. Dụ Lan Châu thăm dò hướng về phía trước nhìn mắt. Ân. Ừ. Bành nháo nháo thấy hắn không trả lời, cũng không muốn đuổi theo hỏi, kỳ thực bình tĩnh rất tốt, hắn là cái ngoại khoa đại phu, không thể bị thương thủ. Dụ Lan Châu quay đầu lại nhìn một cái tiểu cô nương, niết mặt nàng. Ngươi cấp ca thành thật điểm, cả ngày nghĩ loạn thất bát tao, ta đều lớn như vậy ta đánh cái gì giá? Mười năm trước còn không sai biệt lắm. Phía sau dụ tiểu gia còn có nói cắt trong lòng, ai còn tự cái động thủ A, sẽ không bên ngoài gọi người A, chuyên nghiệp sự nhường chuyên nghiệp người đến làm, ta đánh nhau không sở trường, giao cho sở trường nhân. Nhất định có thể thắng. Giúp tự cái cô nương xuất đầu, thua sao được. Bành nháo nháo kiều miệng. Ta đủ ngoan. Sau đó cùng nhau ngửa đầu coi trọng mặt, bác quái khởi người khác thật hăng say, miệng nhỏ đắc đi đắc. Ta với ngươi trước tiên kịch thấu một chút. Ta bảo nhi cùng điền điền từ hôm nay trở đi chính thức tốt hơn. Mới vừa ở bên trên ôm thật chặt. Làm ta mặt cũng chưa ngượng ngùng. Ta khả chạy nhanh cấp đằng địa phương, làm cho hắn lưỡng ngấy hồ ngấy hồ. Điền điền thương trên mặt. Không phải là trên đầu. Dù chủ nhiệm được đến tin tức không quá giống nhau, nghe nói khâu mấy châm ai nha tiểu cô nương chụp hắn một chút chúng ta nữ hài tử trên đầu cùng trên mặt khác nhau ở chỗ nào đều tàn không được có thể thấy giống như cũng là như vậy cái lý ngươi nói trong viện có thể che chở nàng sao nháo nháo lo lắng cực kỳ nhất xinh đẹp như vậy cô nương không công bị đánh còn chưa có chỗ minh quan này công tác làm còn có ý gì bọn họ chủ nhiệm khoa báo cảnh khẳng định là hướng về của nàng tiểu cô nương là vừa đến bao lâu không rất thăm dò dù lan châu bản thân đối tích thủy đàm xử lý y náo động đến thái độ mười phân rõ ràng sẽ không thỏa hiệp thời điểm hắn khi đó là như thế này hiện tại đối một người tuổi còn trẻ hộ sĩ cũng không có khả năng mặc kệ hôm nay cũng đủ tức nội tiểu hài tử ở nhi khoa nổi danh không tốt trác đã trúng vài châm sau này không ai dám chạm vào điền hộ sĩ liền đi lên thử xem tiểu hài tử mạch máu thúy châm đi vào liền mạo huyết nhà bọn họ đại nhân chẳng ra gì, thao khởi băng ghế liền tạp, hộ sĩ đứng bị tạp cái nát bươm, điền hộ sĩ bị đánh một cái ngoan. Tiểu bảo nói muốn giúp điền điền lên tòa án. Tiểu cô nương lại nhắc đến mặt vừa tức đỏ. Dụ Lan Châu đem xe quải thượng đại lộ, trầm ngâm một lát. Vu tiểu bảo ba ba là trong thành rất có tiếng luật sư. Gì? Thái cùng luật sở nghe qua không? Nghe muội muội đề cập qua. Hắn cha bành nháo nháo thật sự là vương bác trước mặt trang rùa đại nước trôi long vương miếu tiểu cô nương thật không nói gì ngươi nói ngươi nhất thái cùng thái tử gia ở lão nương trước mặt trang cái gì tam cùng thanh niên mời ta ăn qua tốt nhất chính là cửa xa huyện còn nói với ta tin tưởng điền điền không phải là xem điều kiện nhân nhưng nếu xem điều kiện ngay từ đầu liền bám lấy ngươi không tha a à cho thiếu gia ngươi vừa mới nói cái gì nhà ngươi có người. Làm sao ngươi không nói rõ bạch cha ngươi là thẩm phán nhập đi 10 năm trước khảo giấy phép một tay sáng tạo thái cùng hình sự án kiện kim nha đại trạng đâu ngươi. Viên mặt cô nương trầm mặt, vận khí, ánh mắt trừng thành nho châu, dụ lan châu chờ đèn xanh đèn đỏ thời điểm vụng trộn cười rộ lên. Tiểu cô nương quay đầu cũng trừng hắn. Hắn cấp khò khè khò khè mau, vẫn là không nhịn xuống, cười nói. Thật khí nha. Ngươi trái lại ngẫm lại tự cái đi, ta phỏng chừng tiểu bảo đến lúc đó cũng phải tạc. Bành gia đại tiểu thư hôm nay chính là cho gia đại thiếu gia ngày mai. Lưỡng tiểu gia hỏa, ai cũng không cần oán ai. Nói như vậy tiểu cô nương không khí, nhớ tới bản thân còn chứa đâu, thật săn sóc, thật có thể đau lòng nàng đại bảo, ẩn ẩn thở dài. Ta bảo nhi cũng quá không dễ dàng, đầu năm nay, như vậy hướng về phía trước thanh niên quá ít, ta điền điền đây chính là gặp may bảo. Dụ Lan Châu nở nụ cười một đường, về nhà bồi tiểu cô nương xem tivi. Hai người gia đại môn đều là rộng mở, bành nháo nháo trong phòng thu thập ngày mai muốn mặc quần áo. Dụ Lan Châu mới vừa ở đơn vị tắm qua, đi vào thay đổi áo ngủ liền xuất ra dựa vào cạnh cửa. Gặp tiểu cô nương vội này vội kia cả ngày một đống này nọ muốn dẫn đi lại, đột nhiên hoáng thanh. Nháo nháo. A. À. Bành tiểu cô nương mang theo của nàng phấn hồng rửa mặt chải đầu bao, nghe nói ngày mai lại hạ nhiệt, cấp bản thân tuyển kiện cự hậu áo lông, còn mang theo cho nàng đại bảo đồ ăn vặt, còn có hứa hẹn muốn mượn tiền tiền xem tạp chí. Bề bộn nhiều việc, hững hờ cho cái đáp lại. Không nghĩ tới phía sau lời nói có thể như vậy ta. Bởi vì dụ lan lan chính là một mặt tùy ý hơn nữa cũng thật sự chính là thật tùy ý hô nàng một chút a. À dù lan châu hỗ trợ linh đi tiểu cô nương rậm rạp áo lông cùng buổi tối linh đi lại sáng sớm lại linh trở về rửa mặt chải đầu bao nếu không ngươi rõ ràng đi lại trụ đi bành tiểu cô nương cho rằng bản thân làm mộng đâu không biết đối phương có hay không để ý quá chính nàng luôn luôn thật để ý này trong đó đúng mực ta tuy rằng thích ngươi ôm ta ngủ mà ta kiên trì không xâm chiếm của ngươi không gian ngươi là của ngươi ta là của ta ta một căn kẹp tóc đều sẽ không ở lại nhà ngươi ta rửa mặt chải đầu bao đều tùy thân mang, ta cảm thấy đây là một loại tôn trọng. Dụ Lan Châu quả thật không để ý quá. Hôm nay đột nhiên phát hiện. Nhà bọn họ cô nương, luôn luôn thật có chừng mực. Thành sao? Hắn hơi hơi loan thắt lưng, từ dưới mà lên xem nàng. Ân. Ừ. Không có gì hay do dự, bành nháo nháo trùng trùng đáp lại, khóe miệng nhếch lên đến, Mỹ tư tư cười đến giống con mèo nhỏ, thủ nhi đã bắt thượng hắn góc áo cuốn a cuốn có chút trì đến thẹn thùng lại rất ngọt mật ngao 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 lão nương muốn cùng dụ lan lan ở chung tạm thời trước hết cầm một ít mỗi ngày muốn dùng trong tủ quần áo một nửa phân cho tiểu cô nương trong phòng tắm ngăn tủ một nửa phân cho tiểu cô nương thuộc loại của nàng tất cả đều là màu hồng phấn hai người đánh răng chén gắt gao kề bên cửa dép lê cũng gắt gao kề bên còn theo trong nhà cầm rất nhiều mềm mại gối ôm còn đang trên sofa. Nháo nháo hôm nay xem Nam Minh Tinh cũng không chuyên tâm, một điểm một điểm chậm rãi chuyển đằng, rốt cục quải dụ lan châu trên cổ, mông đảng đảng rốt cục tọa dụ lan châu trên đùi, hì hì cười, cùng hắn ngấy hồ, cắn hắn lỗ tai. Liền cao hứng như thế. Dụ người nào đó nhất thời cảm thấy bản thân sớm nên làm cho nàng cao hứng như vậy một hồi. Một xu không tốn, làm sao lại cao hứng như thế? hắn cũng cắn nàng lỗ tai nhẹ nhàng mà thêm thủ xoa mông đản đản nói ngươi rốt cuộc muốn làm thôi ánh mắt của nam nhân vũ phát thâm ngươi không muốn nhìn ta làm điểm khác nháo nháo tùy theo tay hắn tác loạn dán hắn nói tiểu nói thanh nhi khinh giống sợ đem người này chạm vào toái lâu ta nghĩ mang ngươi đi gặp ông nội của ta tiểu cô nương một mặt nhuyễn hồ hồ cười nói với hắn ta thích nhất ông nội của ta ta nghĩ làm cho hắn trông thấy ngươi Muốn cho ta thân nhất tối kính trọng trưởng bối, trông thấy tốt như vậy tốt như vậy ngươi. Ta tiểu yên lặng đoán chừng của ta đại bảo bối cấp gia gia lâu liếc mắt một cái, không cho nhiều xem. Tác giả có chuyện nói. Đại bảo. Hắc 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 tiểu bàn. Nay là của ta đại ngày, đi qua đi ngang qua đều hai phân tùy cái phần tử tiền ngẩn. Tác giả. Bốn nghìn năm trăm, đi rồi. Chương bốn mươi lăm còn có ai là khoái nhạc 14? Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Ta bành tiểu cô nương là cái đặc biệt tự lập tự cường, đối bản thân cuộc sống có quy hoạch cùng chờ mong nữ hài, năm đó nàng nói muốn khảo hộ lý, trong nhà chết sống không đồng ý, tình nguyện nàng làm cái nhị thế tổ cũng không đồng ý nàng đi bệnh viện hầu hạ nhân, khả gia gia lại nói nàng là cái có chí lớn hướng, nói năm đó trung thời điểm nhân viên cứu hộ cứu sống, là tối chịu nhân tôn kính, Gia Gia càng nói, nàng cha liền nghĩ món ăn, ở kế tiếp 9 tháng mắt nước mắt lưng trồng đem nàng đưa vào đại học. Nàng lần đầu tiên gặp cơ bản lão sư sau vẻn vẹn thi lễ bái không nuốt trôi cơm, ban đêm làm ác mộng ô ô khóc, nàng cha liền một bên đi theo khóc, thậm chí về nhà tìm lão gia tử tính sổ, biên trừ trừ biên trách cứ. Đều ngài nhường đại ni đi thượng cái gì hộ lý. Ta khuê nữ vì sao muốn tao này tội. Bị gia gia lấy gia pháp bị đánh một trận một chút, Thành thành thật thật qua nàng nương trong lòng. Gia gia khi đó nói với nàng: "Cô nhóc à, ngươi sợ sao?" Nàng lắc đầu. "Ai, hảo hài tử." Lão gia tử sờ sờ đầu, "Ngươi là ở làm nhất kiện thật có ý nghĩa chuyện, ta không sợ, chính là can, ngươi có thể sánh bằng cha ngươi tiền đồ hơn." Ở bọn họ lão bành gia, bành đại ni khả so nàng cha chịu muốn gặp bành nháo nháo cấp gia gia gọi điện thoại thời điểm là trong nhà lính cần vụ tiếp, nói lão gia tử bên ngoài cùng người chơi cờ đâu, nàng liền thác năm nay mới tới tiểu binh cấp gia gia mang câu. Sau đó nâng mặt, cười tủng tiểm sổ sổ. Di động vang thời điểm cũng đã vượt qua không đến 2 phút, tiếp đứng lên, bành lão gia tử thao lớn giọng. Nha đầu. Ngươi muốn dẫn ai trở về? Tiểu cô nương hì hì cười. Mang ta đối tượng, ngài nhưng không cho theo ta cha nói. Ta nhường ngài cái thứ nhất thấy hắn. Khi lão gia tử trong lòng cũng rất thoải mái, xem, ta cháu gái vẫn là theo ta thân nhất. Đến, chạy nhanh đến, gia gia cho ngươi trưởng trưởng mắt, kêu lưu A-di làm ngươi thích nhất sườn cốt. Ngài nhưng không cho khi dễ hắn. Nháo nháo hộ được ngay. Như vậy thích A. À? Ân. Ừ. Đặc biệt thích. Khi gia gia tin tưởng ta nháo nhi ánh mắt lão gia tử cũng sảng khoái biết có thể mang trở về cho hắn xem chính là sắp định xuống bành nháo nháo quay đầu đem thời gian nói với dụ lan châu dụ chủ nhiệm tối hôm đó đáp ứng liền rất rõ ràng thành a ta thân thể khỏe mạnh tuổi cũng không tính đại có đang lúc công tác bộ dạng cũng không khó coi là cái rất có thể đem ra được tiểu hỏa ngươi là trong nhà hộ ở lòng bàn tay lớn lên cô nương ta đem ngươi khiêng đi rồi khẳng định nhìn thấy gặp trong nhà ngươi nhân làm cho bọn họ yên tâm. Dụ Lan Châu nắm mắt tiểu cô nương thịt đô đô tay nhỏ hỏi nàng. Lão gia tử uống rượu sao? Uống một chút. Dụ đại phu bình thường không chạm vào rượu, kêu hắn chiêu tử cấp thu xếp, nói tương đối điệu thấp hàm súc. Ngươi giúp ta chuẩn bị bình hảo tử, ta đề đi gặp nháo nháo gia gia. Vương lão bản thật để bụng, cấp chỉnh bình có chút năm đầu mau đài, còn ngàn dặn vạn dặn. Đến kia nhất định nói ngọt, lão nhân gia đều thích nói ngọc tiểu hài tử ngươi hảo hảo biểu hiện thảo nhân thích nhân tài nguyện ý cho ngươi cùng nháo nháo tiếp theo chỗ nháo nháo tốt lắm ngươi tự cái quý trọng qua này thôn không này điếm dụ lan châu ngại hắn phiền đem tiền đánh người này trướng thượng vương chiêu trừng mắt làm gì a à đây là chút tiền ấy ta không có dụ đại phu lường hắn một cái chút tiền ấy ta không có ta hiếu kính lão gia tử ngươi tiêu tiền tính toán chuyện gì vương chiêu vừa nghe cũng là hắc hắc nở nụ cười còn tưởng tiếp tục lải nhải bị phát tiểu khấu trụ nghe hắn đỉnh nghiêm cẩn nói câu chiêu tử yên tâm đi ta rất quý trọng đời này liền nàng thực đát khi còn có thể giả dụ tiểu gia nhất lên rượu phải đi vương chiêu phía sau vui vẻ cùng mừng năm mới dường như nói ngươi nhất định làm cho ta làm phù rễ a à dụ Lan Châu nhàn nhạt điểm cái đầu. Bành nháo nháo cái gì đều không biết, đi ngày đó ở trên đường hỏi nàng dụ Lan Lan. Ngươi hội khẩn trương sao? Nam nhân nhìn là rất bình tĩnh. Không khẩn trương. Khả tiểu cô nương tinh tế đánh giá, người này hôm nay mặc sim y mới mua, từ trước chưa thấy qua, cả người thật biết điều, một điểm mũi nhọn đều không có, tóc cũng là vừa lý, sau gáy phát ra sạch sẽ, sáng sớm xuất ra tiền đem mặt quát hai lần, xe đều là một lần nữa xoát quá. Nàng biết, hắn là rất trọng thị hôm nay. Tay nhỏ sờ qua đi, các nam nhân trên đùi sờ sờ, Nguyễn Thanh dỗ. Ông nội của ta tốt lắm, sẽ không khi dễ ngươi. Dụ Lan Châu nhàn nhạt cười khai. Hắc hắc, thủ hướng kia sờ đâu. Nàng cũng da mặt dày, sẽ không chuyển khai. Một đường chỉ huy hắn đem xe chạy đến một cái cửa lộ vẽ quốc huy cùng quốc kỳ, đứng lưỡng khiên thương tiểu binh địa phương đến đằng trước lộ khẩu thời điểm dụ Lan Châu liền cảm thấy không quá đúng, vùng này bắt thành người địa phương đều rất ít đến, tất cả đều là quân sự trọng địa, ngay cả rất nhiều bộ đội đại viện, chờ thực khai tới cửa, nhìn thấy này trận thế, quay đầu bất đắc dĩ hỏi hắn cô nương. Ngươi rốt cuộc còn có đoạt thiếu là ta không biết. Tiểu cô nương cười hì hì. Không có, lúc này thực không có. Hiện tại ngẫm lại cũng là, khi đó hắn rối rắm, tiểu cô nương cả ngày đi hội sở đại hắn, như vậy địa phương, người có tiền còn không thành, người có chút khác này nọ, nàng một người toàn chiếm, cho nên nói kéo công tắc nguồn điện liền kéo công tắc nguồn điện, nhưng quản lý một điểm không do dự. Cho nên tiểu cô nương nói này tứ cửu thành tất cả đều là nàng địa bàn không khoa trương, quả thật là như thế này. Cho nên hắn trốn chỗ nào đều có thể bị nàng trảo trở về. Bên cạnh xe tiểu binh cuối chào, lấy đi dụ Lan Châu chứng minh thư đi đăng ký mặt khác có người phía bên trong gọi điện thoại xác nhận, này quá trình thời gian không ngắn, rất là cẩn thận, nam nhân tại trong xe hỏi tiểu cô nương. Ngươi gia gia mấy khỏa tinh? Bành nháo nháo đánh tiểu bị gia gia ôm ở đầu vai sổ quân hàm thượng vàng lá lớn lên, hồi nhỏ không hiểu, cho rằng người người đều giống nhau, cho rằng người người đều có vàng lá cùng nhất thùng bài bài. Có một lần nàng nói sót miệng, toàn gia nhân nhân của nàng đồng ngôn đồng ngữ cười rộ lên, lão cha nói cho nàng, này đều là gia gia lấy mệnh đổi lấy, này quân công chương là quốc gia cấp cho gia gia cao nhất vinh quang. Dụ Lan Châu tính tính lão gia tử niên kỹ, hỏi bành nháo nháo. Một lát ta kêu thủ trưởng vẫn là kêu gia gia. Đi theo ta kêu. Tiểu cô nương nhưng là lưu loát. Tiểu binh đem giấy chứng nhận hoàn trả đến, trước đầu xe cột kéo lên. Hắn một cước chân ga đem xe chạy vào trong đại viện, nghe tiểu cô nương chỉ lộ. Chỗ kia chỗ kia, đi vào trong, tối bên trong tiểu lâu chính là Gia Gia Gia. Dụ Lan Châu nhìn một cái bên người cười đến cùng búp bê dường như nữ hài, đột nhiên đã nghĩ đến Vương Chiêu có thể thế nào mắng hắn, mẹ nó Dụ Lan Châu ngươi người này rất tặc, thế nào cái gì hảo đều lạc trên người ngươi. Ngươi nha là so lão tử soái vẫn là so lão tử có tiền. Ta dựa vào. Quả thật, hắn cũng cảm thấy bản thân rất nhận người hận, dựa vào cái gì như vậy vạn dặm mới tìm được một cô nương liền lạc ngươi trong tay a à. xuống xe tiền hắn nghiêm túc cẩn thận xem xét xem xét nháo nháo nói ngươi có thể tưởng tượng tốt lắm mang ta qua minh lộ đã có thể không được thay đổi ta người này không tốt như vậy ăn nói vụng về khuyết điểm không ít hôm nay vào này ốc ngươi liền chạy không được khả ở bành nháo nháo trong mắt nàng dụ lang lang làm sao có thể có khuyết điểm tương phản sợ người chạy là nàng tiểu cô nương hé miệng cười cảm thấy hắn đậu nàng đâu nam nhân xoa nàng thủ gặp cô nương như vậy ngực nóng bỏng nóng bỏng đem nhân lĩnh xuống xe hậu bị rương vừa mở ra bên trong tất cả đều là hắn chuẩn bị gì đó bành nháo nháo đều choáng váng dụ đại phu cấp khiên xuất ra nói lễ nhiều người không trách trừ bỏ rượu hắn còn bị mấy rương hoa quả đạt được hai tranh chuyển đi vào lão gia tử chờ không kịp xuất ra nên liền nhìn thấy cái rất cao lớn trắng nõn tiểu tử không cần tiền dường như hướng nhà hắn khiên này nọ. Trong đại viện lão đồng bọn nhóm sớm nghe hắn khoe khoang hôm nay tôn nữ tế tới cửa, đều dưới tàn cây xem náo nhiệt đâu. Dù Lan Châu như vậy thượng đạo khả cấp lão gia tử mặt dài, này phân tăng tăng hướng lên trên thêm. Cũng không phải thiếu điểm ấy cái ăn, lão gia tử ánh mắt độc, xem nhân A, theo vi chỗ. Này tiểu hỏa đi khi bộ pháp thật ổn, thắt lưng thật thẳng, bả vai không đà, thuyết minh người này trong khung có chính khí, nhìn nhìn lại mắt, bành lão gia tử biện nhân trước điện mắt, giảo hoạt nhân một đôi mắt định không được, nói với ngươi trồng mắt không tự chủ liền trốn, nhưng hắn nháo nháo mang trở về tiểu tử một đôi mắt rất nặng, là trải qua sự nhân, nói với ngươi nơi khác không xem liền bình bình thản thản xem ngươi, mở màn lời nói này dụ Lan Châu tối hôm qua đánh quá nghĩ sẵn. Trong đầu, bành gia gia ngài hảo, ta gọi dụ Lan Châu, là nháo nháo đồng sự, cũng là nàng đối tượng, ta đại học khảo trường y, sau này xuất ngoại 2 năm, hiện tại ở tích thủy đàm giáp nhũ khoa, trong nhà cũng là bắc thành. Dừng dừng, gặp lão gia tử luôn luôn xem hắn mặt, tiếp theo nói. Năm nay 31, thân cao 1 M85, thể trọng 100 ngũ, cận thị 300 độ, đầu năm trong viện kiểm tra sức khỏe, ta các hạng chỉ tiêu đều rất tốt, không hút thuốc lá, không bất lương ham mê. Nghe thế nhi bành nháo nháo liền nở nụ cười, Hoành hắn liếc mắt một cái, tự cái làm sự, luôn là có muốn hoàng một ngày, dù đại phu bất đắc dĩ, là cái cầu xin tha thứ ánh mắt, xin thương xót, cô nương, miễn bàn từ trước, sau này ta đều ngoan, không chạm qua nội chút ngoạn ý. Tiểu cô nương ánh mắt chuyển khai, xem như phóng hắn một con ngựa dụ đại phu tiếp theo nói, có xe, cũng có phòng, mỗi tháng cung phòng thải, trước mắt là phó cao chức danh, trong tay có hai quốc gia tự nhiên quỷ hạng một phát biểu quá mấy thiên SCI luận văn trong viện dựa theo đặt thù bạc tiêm nhân tài đặc sính mỗi tháng tiền lương bành lão gia tử nghe thế nhi chạy nhanh đình chỉ ai ai phía sau không cần phải nói nhưng dù lan châu cảm thấy phải nói nói tới gặp tộc trưởng không vì làm cho bọn họ yên tâm sao hắn bày ra một chút bản thân có năng lực có thể chiếu cố hảo bành nháo nháo tuy rằng tài sản đời này phỏng chừng là so ra kém bành gia nhưng bọn hắn cũng có thể trải qua giàu có trên tinh thần giàu có, bành tiểu cô nương không điều tra quá nàng đối tượng rốt cuộc có mấy hạng quốc tự nhiên có mấy thiên SC nghe nghe cũng rất kiêu ngạo a, à, có loại nhà của ta thằng nhảy con đặc không chịu thua kém tự hào, cười tủm tỉm xem xét nàng gia gia, bành lão gia tử trong đầu quá mấy lần, tử sa bình lý đỏ thẩm bào cấp rót đầy, xem tiểu tử rất nghiêm túc, làm cho hắn uống trà thả lỏng điểm, gia gia không ăn nhân tiểu cô nương đem cái cốc tắc dụ lan châu trong tay nam nhân nàng liếc mắt một cái nàng trở về cái bạch mập mạp khuôn mặt tươi cười người trẻ tuổi hổ động lão gia tử toàn xem ở trong mắt nam nhân a à, đối người mình thích là tàn không được cái này cùng khổng tước xòe đuôi là một cái ý tứ công khổng tước phải đem đuôi mở ra khắc khổng tước mới không dám tới thưởng nó tiểu mẫu tước bành lão gia tử hỏi nháo nháo các ngươi khoa chính là cấp nơi này làm phẫu thuật nói xong so đo ngực lão nhân gia cả đời ở bộ đội lý sờ soạn lần mò trung quá đạn đoạn quá chân đi qua khoa chỉnh hình cốt thương khoa ngoại khoa nội khoa chính là không đi qua giáp nhũ khoa dụ lan châu gật gật đầu giải thích trừ bỏ nhũ tuyến chúng ta khoa còn bao hàm tuyến giáp trạng u bỏ đi cùng trị liệu đôi khi cũng đề cập đến nhãn khoa một ít tật bệnh phạm vi tương đối quản phòng bệnh nam nữ đều có lão gia tử đối đại phu đó là cao xem một cái đến mức quản là cái nào bộ vị hắn không yêu cầu, cũng không cảm thấy dụ Lan Châu cả ngày sờ nữ nhân có cái gì không tốt, công tác nơi nào có thể như vậy phân, từ trước trung thời điểm muốn đều như vậy còn thế nào đem phát xích đuổi ra Trung Quốc? Còn thế nào chiến thắng tiểu Nhật Bản? Ai trời sinh liền nguyện ý ra tiền tuyến dùng tự cái đổ thưởng mắt? Nhân ngốc A. À. Bành lão gia tử một bó tuổi, tư tưởng thực tại thật tiên tiến, có chút công tác chính là có người đi làm, cái chui này hỏa một thế hệ truyền một thế hệ, kéo dài không dứt, tạo phúc hậu bối. Ở hắn này, dụ Lan Châu là giáp nhũ đại phu chuyện chẳng những không giảm phân, ngược lại lã tả dân cao lên điểm, nhanh đến đỉnh. Lão gia tử là bành gia trưởng đà nhân, nói một không hai cá tính, dạy dỗ nhất ban đứa nhỏ đều có năng lực nắm chắc tuyến, hắn này nhất tướng, chọn trúng tương lai tôn nữ tế ngoại tại, cũng chọn trúng nội tại. Vừa còn có chút nghiêm túc, lúc này liền càng thân thiết chút, vui tươi hớn hở hỏi. Lan Châu A, hội chơi cờ sao? Dụ Lan Châu thật đúng hội điểm. Từ trước rất động, thích nhất bóng rổ, sau này cả người trầm, chậm rãi cân nhắc, cảm thấy rất có ý tứ, còn mua sách dạy đánh cờ học. Nhưng hắn khiêm tốn. Bản thân cân nhắc, không thành bộ dáng, ngài muốn thích, ta bồi ngài đến một ván, ngài nhiều chỉ giáo. Lão gia tử trong lòng thoải mái, sai sự hắn nháo nhi thủ bàn cờ, ở phòng khách liền triển khai. Bành nháo nháo nhân cơ hội bám biết. Ông nội của ta chơi cờ khả lợi hại. Là này viện nhi lý lợi hại nhất. Nàng cũng thông minh, dáng gia gia tọa, không cùng dụ lan châu tọa một bên. Này tâm lý làm cho người ta chính là ta với ngươi một quốc gia. Ta mặc dù có đối tượng nhưng ta vĩnh viễn là gia gia tri kỷ tiểu áo bông ám chỉ. Bành lão gia tử nhìn nhìn hắn cháu gái, tiểu cô nương phá lệ lấy lòng cười, cười đến giống trộm du ăn no tiểu con chuột, lão gia tử lại nhìn nhìn đối diện trầm tư một lát, yên tĩnh lạc tử tương lai tôn nữ tế, rất hảo, rất hảo, nam tài nữ mạo, hòa thuận mỹ mãn. Hạ hai cục, nhà ăn một bàn món ăn cũng dọn xong. Bành lão gia tử hôm nay cùng tự cái tôn nữ tế chơi cờ, đặc biệt thoải mái, tuy rằng đều là thắng, nhưng cùng thắng trong đại viện nhất ban lão huynh đệ thời điểm không quá giống nhau, thắng lão huynh đệ thời điểm trong lòng tưởng, hừ, vẫn là ta lợi hại đi. Ngươi cái nước cờ dở cái sọc cả ngày theo ta gọi nhịp, thắng được không kính. Hiện ở trong lòng nghĩ tới là. a à nha, lão tử tôn nữ tế nhân phẩm thật không sai, thua khởi, khó nhất chính là thua khởi này ba tự, tốt lắm, tốt lắm, có ý tứ. Bên này, dụ Lan Châu ngay cả thua hai bàn, không ngựa ngùng, quả thật là kỳ nghệ không tin, hắn nghiêm túc cẩn thận ghi nhớ ván này kỳ ghi nhớ bản thân là chỗ nào bắt đầu bại, chỗ nào có không đủ, gặp gỡ không nghĩ ra cũng rất khiêm tốn cùng lão nhân thỉnh giáo. Bành lão gia tử ăn muối so với hắn ăn thức nhiều hơn, trong lòng hắn kính trọng, đem lão nhân chỉ điểm ghi nhớ, hẹn lần tới còn đến cùng hắn chơi cờ. Tịch thượng, Bành lão gia tử mang theo Dụ Lan Châu mang đến rượu. Hôm nay cao hứng, ta gia lưỡng uống hai chén. Dụ Lan Châu còn chưa nói đâu, tiểu cô nương lập tức lắc đầu không có được hay không, hắn sẽ không uống, hắn muốn làm phẫu thuật, uống rượu không tốt. Lão gia tử vừa nghe, vội vàng nâng cốc thu, nhưng lính cần vụ đổi đồ uống, nói với dụ Lan Châu. Đây là hảo tử, gia gia thích, giấu đi, ai cũng không gọi chạm vào, nhưng ngươi lần tới đến không cần mang này đó, trong nhà đều có, nhân đến ta liền cao hứng. Dụ Lan Châu biểu đạt một chút bản thân thái độ. Kỳ thực có thể uống một chút. Hôm nay này ngày, ở người Trung Quốc trên bàn cơm, khẳng định là muốn có rượu, hắn đến thời điểm liền chuẩn bị sẵn sàng. Ai biết tổ tôn lưỡng cũng không nghe hắn, nhất tề xua tay. Không không không, không uống không uống. Dụ Lan Châu Vốn cho rằng hôm nay khẳng định túy một hồi, đều nói rượu phẩm gặp người phẩm, khả bành thủ trưởng quan cấp cấp thức ăn, ngư đến điểm, này ngư ta nháo nhi đánh tiểu liền thích ăn. Sườn đến điểm, này sườn ta nháo nhi một mạch có thể ăn hai cân rau dưa cũng đến một chút, này tiểu rau xanh da da sân phía sau tự cái loại, thuần thiên nhiên không ô nhiễm, ta nháo nhi yêu nhất ăn. Dụ Lan Châu nhàn nhạt cười rộ lên. Này cười, bành thủ trưởng xem ngây người, hắn này tôn nữ tế A, cái gì cũng chưa chọn, chính là bộ dạng rất dễ nhìn. So trên tivi đều đẹp mắt. Nhưng không nương, rất có nam tử hán bộ dáng, kêu lão gia tử vụng trộn bắt đầu tưởng tượng sau đó không lâu trong nhà thêm cái mập mạp tiểu chắc trai tôn là nam hay là nữ đều hảo hắn ôm qua nhi nhìn kéo cờ cùng tiểu chắc trai tôn nói một chút thái gia gia năm đó chuyện xưa bành thủ trưởng lại đi tôn nữ tế trên mặt tìm tìm trong lòng mỹ của hắn tiểu chắc trai tôn ra rơi vào đoạt xinh đẹp a à. bành thủ trưởng một cái cao hứng lại cấp gấp thức ăn đến điểm tôn đến điểm tôn đây là ta nháo nhi thích nhất muối tiêu tôm không cần bóc vỏ. Nàng có thể đem này bàn toàn bao viên lâu. Dụ Lan Châu vừa cười. Hắn ở trên bàn, làm da da mặt hỏi bành tiểu cô nương. Có ngươi không thích ăn sao? Tiểu cô nương đỏ mặt, ngoan ngốc ngốc lắc đầu. Nàng thực không chọn, cái gì đều ăn, chính là nước đậu xanh nhi cũng có thể uống hai khẩu. Dụ Lan Châu nhìn nàng, cảm thấy không có so nàng càng khả ái tồn tại, nếu lão gia tử không ở này, hắn tưởng thân ái nàng bành nháo nháo đã nhìn ra dưới bàn đá đá hắn mũi chân đỉnh mũi chân an an tỉnh tỉnh ăn da da uy sườn cốt bữa này cơm hai người triệt để ăn chống đỡ lão gia tử sau khi ăn xong vận động cũng thật khỏe mạnh linh ra một bộ con quay hỏi dụ lan châu hồi nhỏ ngoạn không chơi đùa nhiều điểm nháo nháo tiểu nha đầu khả lợi hại dụ lan châu lấy đi lại xem có chút tuổi đời con quay bên trên bị người dùng bút siêu siêu vẹo vẹo viết tên của bản thân. Nháo nháo công chúa. Sợ bị ai đoạt dường như, phải muốn tiêu thượng bản thân ký hiệu. Hắn xem xét tiểu công chúa liếc mắt một cái, bành nháo nháo ai nha ai nha đi lại, lấy đi, nói ta hồi nhỏ không hiểu chuyện. Dụ Lan Châu phát hiện bành nháo nháo không giống khác tiểu cô nương, cả ngày trong phòng đợi, chạy cái 200 thước có thể khóc thiên kêu, nàng thật thích vận động, cái gì đều có thể ngoạn hai tay, bóng rổ đánh so trong viện đại đa số lão gia nhóm đều lợi hại. Mà hắn cũng không rất hội ngoạn này, từ nhỏ đến lớn trong nhà đại nhân đem của hắn sau khi học xong thời gian đều an bày thật sự mãn, tan học còn có rất nhiều lão cha mặt khác tìm bài thi cùng sách giáo khoa. Hắn thượng tiểu học thời điểm liền bắt đầu xem sơ trung toán học, thượng sơ trung học là đại học vi phân và tích phân. Nhà trẻ khác tiểu bằng hữu thượng vẽ tranh bang, hắn ở nhà đồ thủ vẽ cơ thể người cơ bắp đồ, tiểu học họa mạch máu đồ từ từ nhắm hai mắt có thể họa ra một cái hoàng mỹ trái tim kết cấu đồ hắn sau này gia điểm tìm chơi đùa thời gian ở hắn nơi này trường học chính là vĩ đại khu vui chơi tác hoang chơi bóng thể lực tiêu hao đại lên lớp ngã đầu liền ngủ về nhà sau thời gian mới là của hắn học tập thời gian tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp thi được đồng nháo nháo một cái trường học cao trung bộ đồng học giang lẫn nhau đều không quen thuộc mọi người xem hắn cả ngày lên lớp ngủ đều cho rằng này nhất định là cái ở cuối xe cái thứ nhất tiểu khảo thành tích xuất ra toàn bộ bang đều khiếp sợ bởi vì hắn xếp hạng hạng nhất tin tức truyền ra đi toàn bộ niên cấp đều đến vây xem từ đây hắn tựu thành danh có người nói là đúng dịp không cần tính vì thế sau mỗi một tràng kiểm tra hắn đều ở đầu bảng từ đây thành thần thi cao đẳng trong nhà khấu khẳng định là điền trường y hắn đánh tiểu cũng không nghĩ tới muốn học khác, nhưng trong lòng chủ ý định, định khoa thời điểm đánh chết không đi tâm ngoại. Bằng không đời này đều bị các cụ đè nặng, phiên không song thân. Trong viện, tiểu cô nương vù vù trừ của nàng con quay, roi vung có khung có dạng, thừa nàng gia gia oai hùng, đổi làm thời cổ hậu, giống trên lưng ngựa hiên ngang tái ngoại nữ tử, khả vừa quay đầu lại, kia trương thiên nhuyễn ngọc mặt lại bảo nhân thực rõ rành rành biết, Nga, đây là cái tổng điệu kim đậu đậu cô bé con nhóc bành lão gia tử cùng dụ lan châu đứng dưới tàn cây xem ngoan ngoãn cháu gái lão nhân gia có chút thâu tâm qua tử lời nói nói với hắn lan châu nha cốt lành ta nháo nháo đánh tiểu bị người nâng lớn lên nhưng không yếu ớt là cái cô nương tốt ngươi ở ngoài che chở nàng không cần làm cho người ta khi dễ nàng ai làm thiếp bối rất nhanh đáp lại nam tử hán đại trượng phu một lời nói đáng giá ngàn vàng. Bành lão gia tử mang theo thương kiển thủ nâng lên vỗ vỗ bả vai. Gia gia xương cốt hoàn thành, chờ uống ngươi nội chén trà. Nói xong, lão gia tử cuốn tay áo tiến lên, lấy đi roi, vù vù trừ đứng lên. Bành nháo nháo phản phất vẫn là hồi nhỏ bộ dáng, sùng bái nhìn nàng cho rằng vĩnh viễn sẽ không lão, vĩnh viễn không đâu địch nổi gia gia, nhảy lên vỗ tay nhỏ nhi kêu cố lên, lão gia tử lão cánh phục lệ tinh thần quắc thước, tóc bạc ở nắng ấm hạ lóe quang, một cái vẫy tay rút ra một cái rất khó đa dạng, chỉ thấy nho nhỏ con quay nhảy lên lại vững vàng rơi trên đất, trong đại viện, vang vọng tiểu cô nương hoang hô cùng sùng bái. Gia gia tối lợi hại nhất. Lão gia tử. Đó là. Dụ Lan Châu tỉnh tỉnh nhìn một lát, theo dưới tàn cây đi ra, gia nhập bọn họ, bành lão gia tử chấp nhất hắn thủ vung roi, roi gia vung trên mặt đất đùng đùng vang, tiểu cô nương náo nhiệt, vẻ mặt phấn hồng, không hề cố kỵ kêu. Lan lan nồi nồi cố lên. Lan lan nồi nồi cũng lợi hại. Bành lão gia tử thập phần đắc ý, thật có thể làm nũng đi. Là. Dụ lan châu khác không dám nói. Không dám nói nha đầu kia ban đêm thế nào ở trong lòng hắn gây sự, không nhường động liền làm nũng. Không dám nói nha đầu kia xem tivi thấy thế nào xem liền đi trên người hắn, nguyễn hồ hồ cắn hắn lỗ tai, kêu hắn ca ca, ngọt đắc tượng tích thủy đàm cửa đường sao hạt dẻ. Không dám nói hắn ban đêm hồ nháo thời điểm, nha đầu kia thế nào làm nũng cầu xin tha thứ lấy lòng. Không dám nói nhân nàng làm nũng, mỗi hồi hắn đều dừng không được đến, thế nào cũng phải ép buộc bán túc. Vốn hết thảy đều rất tốt, hai người ở 4 giờ chiều ra đại viện, chỉ là cả một ngày đều vui tươi tiểu cô nương đột nhiên thật yên tĩnh, lắc lắc đầu nhìn ngoài cửa sổ, đèn xanh đèn đỏ tiền dụ lan châu đêm của nàng tiểu não qua xoay trở về, rất lo lắng. Như thế nào? Luôn luôn nghẹn bành nháo nháo một chút liền biết khởi miệng, trên mặt đều là khổ sở. Gia gia già đi. Cái này tử vừa mở ra hãy thu không được, nhìn lại nhìn, rốt cuộc vẫn là đỏ hốc mắt, nói với hắn. Gia gia trừ con quay hội xuyển đại khí. Không nghĩ tới gia gia có lão một ngày này, từ nhỏ đến lớn, một lần cũng chưa nghĩ tới. Nàng cho rằng gia gia vĩnh viễn hội hầu ở nàng bên người. Nàng cho rằng bản thân vĩnh viễn có thể là Gia Gia tri kỹ tiểu áo bông. Khả vừa mới, tận mắt gặp Gia Gia chơi một hồi liền đem roi trả lại nàng, đứng ở một bên đỡ ghế dựa, một tay kia vụn trộn chống thắt lưng. Còn thấy lính cần vụ vụn trộn cấp Gia Gia lấy thuốc cao. Tiểu cô nương càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng sợ hãi, ở đèn xanh đèn đỏ tiền qua qua khóc lên. Dụ Lan Châu một cước chân ga qua này đăng, đem xe đứng ở ven đường hắn cởi bỏ dây an toàn, đưa hắn cô nương kéo vào trong lòng, nháo nháo hôm nay mặc len lông cừu áo lông, xỏa tung tùng giống khỏa kẹo đường, hắn hướng trong lòng nhu đi nhu đi, tỉnh tỉnh cùng nàng, ô 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 ô, 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 ô ta không nghĩ gia gia lão, nàng là cái hộ sĩ, nhìn quen sinh tử, lại hội ở trong lòng hắn nói như vậy ngây thơ lời nói, khóc như là bị thiên đại ủy khuất đứa nhỏ, trong xe mở máy sưởi bành nháo nháo cả người đều là nóng, trái tay bị hắn vừa hôn, độ ấm bắt đầu tăng vọt, nóng lên. Dụ Lan Châu dán nàng mềm yếu trái tay, cả trái tim bị khóc như nhũng ra, phát đau, có chút nói, tụ ở đầu lưỡi. Nháo nháo. Hắn gọi nàng, chúng ta kết hôn được không được. Tác giả có chuyện muốn nói. Vốn rất vui mừng, phía sau điểm này đem ta viết khó chịu quy a à quy. Hôm nay rốt cục càng sáu ngàn. song càng hợp nhất hãnh diện. Kỳ thực là lười phân chương, ân, tiến độ đều đi phía trước kéo, dụ lan lan thông suốt đâu. A a a a a các cô nương cho hắn lưỡng đem cục dân chính chuyển đi lại. Chương 46 Nhập hạ 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Nháo nháo Hắn gọi nàng, chúng ta kết hôn được không được. Tiểu cô nương cũng không biết là khóc nóng nảy vẫn là dọa, vang dội lượng đánh cái cách sau đó mắt nước mắt lưng trồng lay đầu của nam nhân phủng trụ nghiêm túc cẩn thận xem cho rằng bản thân phát cùng đâu không phải là đang nói da da sao nàng nhỏ giọng sợ này tỉnh mộng dù lan châu nghĩ nghĩ nên thế nào nói với nàng cuối cùng là đem nhân một lần nữa ôm vào trong lòng giống như cảm thán giống như hứa hẹn ta nhất định so ngươi trễ một chút tử nói cái gì đâu tiểu cô nương nâng tay phiến hắn đánh vào nam nhân sau gáy thật thanh thúy một tiếng, nàng không thích nghe này. Sau này nháo nháo bình tĩnh trở lại, ở trong lòng hắn một điểm thanh nhi không có, liền suy nghĩ cẩn thận. Người này, là muốn thủ nàng cả đời. Suy nghĩ cẩn thận, liền càng nhịn không được, ở trong lòng hắn ô ô khóc khóc, tiểu bả vai rung lên rung lên, tiểu cô nương một cái nước mũi phao tiếp một cái nước mũi phao, toàn hồ dụ lan châu trên người. Dụ đại phu rủ mắt nhìn tiểu nha đầu cọ lộn xộn tóc ngắn, cũng là rất bất đắc dĩ, thế nào vừa khóc. Ta nói cái gì? Trước không đề cập tới, lại khóc muốn khóc mất nước. Nha đầu kia vòi rồng chuyển thế đi. Ngày thứ hai, bành động sự trưởng điện thoại liền đuổi tới, khác không nói nhiều, kêu khuê nữ về nhà. Bành nháo nháo tưởng lấy tăng ca qua loa tắt trách, bọn họ bành gia theo thượng đến hạ nơi nào có dễ gạt gẫm, bành động sự trưởng tức giận, ma lưu xe ở bên ngoài chờ đợi ngươi vì thế vừa tan tầm viên mặt tiểu hộ sĩ xám xịt trên đất trong nhà đại hát xe trên xe cấp dụ lan châu phát tin tức cũng không tốt nói nàng phụ vương phát giận đã nói về nhà ăn một bữa cơm sửa lại hắn bên này vương chiêu làm cho không được dù sao tiểu cô nương không ở rõ ràng liền ứng vương lão bản thực vội ngồi xuống thủy cũng không uống liền hỏi thế nào a à? lại thật khí, dụ lan châu ngươi người này thật sự thật chán ghét. Ma ma chít chít. Cố ý kéo ta. Nhưng gia gia rốt cuộc coi trọng ngươi không có. Dụ người nào đó vẫn là không nói chuyện, nhưng này khí định thần nhàn hình dáng cái gì đều lộ ra đến đây. Vương Chiêu Kỳ thực thật, thật mừng thay cho hắn, lại cảm thấy người này thật sự đáng đánh đòn, đem nhân khấu ở ghế tựa chủy mấy quyền, nói buổi tối ngươi thỉnh A. Thành. Dụ đại phu gật gật đầu vừa điền cái lưỡng dạ, vương chiêu lại không chịu nổi, hỏi có không nghĩ tới gì thời điểm làm việc? ta cùng ngươi nói, ta tỷ năm trước đột nhiên nháo muốn kết hôn, mãn bắt thành chạy lần, sở hữu khách sạn đều ước đến một năm sau, có thể làm sao bây giờ? cuối cùng tìm nhận thức nhân ở tứ hợp viện lý làm, làm cho này, ta tỷ ủy khuất không được, nàng liền thích năm sau cấp khách sạn cùng màu trắng áo cưới, nói xong chạy đề ta cũng là không thể lý giải, ngươi nói ta người Trung Quốc, kết hôn mặt thân bạch tính toán chuyện gì. Dụ Lan Châu Yên lặng nghĩ tới một ngày trước. Đề là nhấc lên, rất vội vàng, tiểu cô nương vừa khóc hắn liền cấp khoan khoái, hiện tại ngẫm lại, vẫn là không đủ ổn thỏa. Vương Chiêu thấy hắn không ra tiếng, cho rằng còn chưa có đề, liền nhắc nhở nói. Ngươi nói với nháo nháo thời điểm nhất định đừng liền hai cái miệng vừa chạm vào đã nói. Khi có ý tứ sao? đủ không thành ý, nhân quan tâm ngươi thì trách. Nữ hài nhi đều coi trọng này, đến lúc đó bạn hữu hảo hảo cho ngươi thu xếp thu xếp, tìm cái phòng làm việc, hắc hắc, không biết đi, hiện tại chuyên môn có phòng làm việc thay người mưu hoa, thật chuyên nghiệp, thu phí cũng vẫn được, ta làm cái đại, liền ngươi bệnh viện. Vương lão bản hai mắt mạo quang, thật hưng phấn. Bạn hữu làm giá phi cơ trực thăng, kéo một cái hồng liên ở ngươi đỉnh đầu vù vù phi mặt trên tự nhi càng đại việt hảo, liền viết. Bành nháo nháo ngươi gả cho ta đi. Động dạng. Đủ lợi hại đi. Khi nha, rõ ràng không thỉnh phòng làm việc, bạn hữu bản thân thượng. Tuyệt đối có sáng ý, lại mướn vài người cho ngươi làm đội cổ động viên, keo kiệt cầu vây một vòng, hoa hồng đỏ 9999 đóa. Ngươi đến lúc đó mặc nhất tiểu tây trang, tiểu giày da, cấp đệ muội quỳ xuống. Ai? không có không thành đạo lý động động hồ hồ dụ lan châu nghe được đầu óc đau đem một khối sườn tắt trong miệng hắn không gọi hắn hồ a a nhà mình đóng cửa lại chuyện làm như vậy lòe loẹ loẹt cho ai xem a à, đóng phim sao sau này là hai người qua ngày dựa vào là là cảm tình cùng làm bạn ngươi làm thành như vậy có thể quá cả đời sao hồ nháo sao không phải là vương chiêu nhìn lên chỉ biết hắn không thích miệng xương cốt nhổ ra hừ hừ con cá, nếu không ngươi tự cái hỏi một chút, hỏi một chút nháo nháo thích gì dạng, ta cùng ngươi nói, nàng nhất định cảm thấy của ta chủ ý hảo. Vô cùng bổng. Bên này, bành tiểu cô nương không dễ chịu. Trong nhà làm tam biểu diễn tại nhà thẩm, mẹ nàng, nàng lão cha, còn có nàng muội muội tam hai mắt lục chỉ trong mắt cùng đèn pha dường như khóa nàng, kêu bành gia đại ni sử xuất cả người chiêu thức đậu ba người vui vẻ bành cha khó được có như vậy không cảm kích thời điểm, là thật bị thương tâm, vỗ về mép bàn. Nếu không phải là ta hôm nay đi xem ngươi gia gia ta còn luôn luôn bị lừa chẳng biết gì đâu. Ngươi yên tâm. Ngươi gia gia mười mấy năm lão đảng viên lão cách mạng, không có khả năng bán đứng ngươi. Ba ba khổ sở là, cử lý lớp trưởng đều biết đến ta khuê nữ dẫn đối tượng tới gặp tộc trưởng, ta là cuối cùng một cái biết đến. Ta ngậm đắng nuốt cây đem ngươi lôi kéo đại, còn không bằng một cái lý lớp trưởng. Ngươi vì sao lưng chúng ta chỉ mang đi cho ngươi gia gia xem. Chẳng lẽ ba ba không tư cách nhìn một cái bảo bối của ta khuê nữ kết quả thích là loại người nào? Ngươi liền như vậy đề phòng lão cha. Một phen nói đem bành nháo nháo nói được á khẩu không trả lời được. Kỳ thực rất đơn giản, nàng sợ lão cha không cho dụ lan châu hòa nhã xem. Nàng không nghĩ lão cha thử hắn. Ba ba, tiểu cô nương nhuyễn hồ hồ theo ghế tựa đứng lên thải mau nhung dép lê đắc 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 đi qua kề bên thân cha kiểm nhi thân thiết nóng dáng tại một khối tiểu cánh tay một vòng nhậm bành động sự trưởng thế nào tránh cũng không tác khai ngây thơ khờ giải thích không phải là ngài nghĩ tới như vậy Khi vì sao bành cha bị tiểu khuê nữ như vậy một trận làm nũng hết giận một nửa thật muốn biết nguyên nhân ta ngượng ngùng nói với các ngài bành tiểu áo bông nhược nhược hừ hừ ánh mắt hướng cha cùng mẹ trên người lưu lưu bành cha sửng sốt sau đó ngộ nga nguyên lai like là như vậy a à. đúng rồi đúng rồi có có khẳng định hội ngượng ngùng việc này cùng càng thân cận người càng ngượng ngùng hắn khuê nữ là theo hắn thân mới nói không nên lời đổi hắn là cái nữ hài cũng ngượng ngùng cùng tự cái thân cha nói ba ta có đối tượng Lĩnh đến ngài trông thấy. Từ trước đến nay liền chưa thấy qua như vậy da mặt dày nha đầu. Hiện tại ngẫm lại, là bản thân nóng nảy, bên người nhà ai khuê nữ đều là che che, cuối cùng bị phát hiện mới bằng lòng thừa nhận. Gia gia. Gia gia khẳng định cách một tầng, không này tâm lý gánh nặng, Lĩnh liền lĩnh. Nghĩ như vậy thông, bành cha ngực trọc khí sở thừa không có mấy. Nhưng trên mặt vẫn là bản, hừ một tiếng, không thoải mái. Dù sao ngươi việc này làm không nói. Bành phu nhân sát câu miệng. Cha ngươi từ trước đến nay đều là vì ngươi, ngươi như vậy quả thật thương của hắn tâm. Trong nhà lão đầu bổn, như vậy liền hồ lộng trôi qua, bành phu nhân đi theo bành động sự trưởng kinh nghiệm xa trường, đều là nữ nhân gia, cũng không tốt như vậy hồ lộng. Nhưng bên ngoài không mở ra mà nói, khẳng định là muốn lén tìm đến nói chuyện. Bành nháo nháo trong lòng cũng rõ ràng mẹ ý tứ là trước thu phục lão cha. Tiểu hài nhi tỳ khí, nghe nói hôm nay theo bên ngoài trở về đều khí khóc. Bành gia tiểu cô nương lại là thở dài lại là bồi tội, kéo lão cha phẫn lanh lợi. Ngài đừng nóng giận. Chờ thêm vài ngày phát tiền lương ta cho ngươi thêm kiện quần áo mới đi. Tháng sau, ngài cùng phu nhân của ngài đi thụy sĩ trang phục và đạo cụ ngài đại bảo bối toàn bao. Luôn luôn không nói lời nào bành tỉnh tỉnh một bên cười lạnh, cha ngươi liền thiếu ngươi nội điểm tiền làm tỉ tỉ trừng muội muội không cho ngươi quấy rầy bành cha vừa nghe nha đầu cấp cho hắn tiêu tiền lập tức liền đau lòng thượng nói lên này cũng là rất tức giận ngươi nội điểm tiền đủ cái gì tự cái thu hảo thu hảo nghe nói ngươi đối tượng là cái đại phu ta hỏi ngươi gia gia lão gia tử gì cũng không chịu nói với ta như vậy ở ta với ngươi mẹ trước khi đi ngươi đem hắn lĩnh trở về cho ta lưỡng nhìn một cái ta được cùng hắn uống một hồi nam nhân phải xem rượu phẩm đó là không có khả năng tiểu cô nương không có khả năng nhường lão cha đem nhân quá chén nhưng là bành phu nhân nghĩ đến càng nhiều một ít khấu bành cha nói với nháo nháo vậy trước đừng mang trở về chờ ta cùng ngươi ba đã trở lại lại nói ai bành cha vừa dương giọng bị bành phu nhân liếc mắt một cái cấp yên tĩnh Mặc dù nhanh 50 thoạt nhìn lại cùng hơn 30 tuổi năm ấy ôm nháo nháo ở nhà tiểu biệt thự trên mặt cỏ chụp ảnh chụp xấp xỉ bành phu nhân cùng khuê nữ nói. Ngươi gia gia xem chuẩn nhân, mẹ yên tâm, nhưng ta cùng ngươi cha ý tứ là giống nhau, ngươi còn nhỏ, không nóng nảy lập gia đình, ở nhà nhiều lưu 2 năm, cha mẹ luyến tiếc ngươi. Thốt ra lời này, bành cha lại mắt nước mắt lưng tròng, hắn đánh tiểu nâng niu trong lòng bàn tay tròng mắt đâu. Liền như vậy bị trư cũng hắc nha. Tức giận. Đại khái làm cha đều là như thế này, bành phu nhân trong lòng buồn cười, cấp khuê nữ nháy mắt, vừa khóc. Ngươi đây nồi. Ngươi dỗ. Ta dỗ một ngày đều dỗ phiền. Ai ai, tiểu nhân đến. Viên mặt tiểu khuê nữ cuốn tay áo liền thượng, đem trong túi quyết đường tắt lão cha miệng. Không tức giận không tức giận, lại khí nếu không xoái. Bành cha hai tay nhấc so ngươi vừa sinh lúc đi ra còn chưa có như vậy dài đâu, nhỏ như vậy một cái, ta chạm vào cũng không dám chạm vào, là ngươi gia gia nâng ngươi đi đánh vắt, xin phòng bệnh là, sau này chờ ngươi xương cốt dài cứng rắn lão cha mới dám ôm ngươi, ta nhất ôm lấy ngươi ngươi liền hướng ta cười, ai nha, lão cha cả đời đều quên không được lần đầu tiên cho ngươi đổi nước tiểu phí ngươi chi ta một mặt. Lại tới nữa, bành nháo nháo bỏ gánh không dỗ, này lão hoàng lịch hàng năm đều nghe, nàng có thể đổ lưng trong nhà ba nữ, tập thể đứng dậy, cách tịch, này gia đình hội nghị, tan học. Không ai quán bành cha. Chỉ thấy hắn cúi mắt, hít thật lớn một hơi, cấp bản thân ngã một ly thêm băng whisky, trầm mặt độc ẩm. Trên lầu, bành phu nhân sách trụ muốn vào phòng đại nữ nhi, nói thật trực tiếp. Mẹ cũng là đánh ngươi tuổi này tới được, khác không trọng yếu, ngươi tự cái liền đỉnh nửa đại phu, bảo vệ tốt bản thân, không cần giả ngu, cười cái gì, không với ngươi cười ngươi có biết ta đang nói cái gì cha ngươi vài năm nay cũng không muốn làm ngoại công ngươi không cần đến lúc đó thình lình đến vừa ra cho hắn dọa ra bệnh đến lời này da mặt lại hậu cũng tiếp không được tiểu cô nương thính tai tim bốc hỏa ngoan ngoãn nhận gật gật đầu bành phu nhân lại nhìn nhìn nàng kỳ thực lão bành nói không sai nhỏ như vậy nải qua nhi đột nhiên liền lớn có người trong lòng biết che chở người khác a nha có sự không thể tưởng nhất tưởng liền cảm thấy bản thân càng già đi. Bành phu nhân đi rồi, bành nháo nháo lại nên đón bành tỉnh tỉnh. Nàng là thật mệt mỏi, cầu xin. Có thể hay không làm cho ta tỉnh tỉnh. Ta liền là tỉnh tỉnh. Bành tổng cực có khí thế hướng chỗ kia vừa đứng, hai tay ôm ở trước ngực, kêu nàng, bành nháo nháo, ngươi làm rõ ràng dụ lan châu phía trước chuyện không có liền lĩnh hắn đi gặp gia gia. Ngươi hôn đầu ngươi lại như thế nào cũng phải trước nhường ta nhìn xem, lão gia tử vài năm nay thân thể không tốt, vạn nhất có chút gì làm sao bây giờ. Có thể có cái gì? Tiểu cô nương không phục, gia gia rất vui vẻ. Tiếp tục không phục. Ta cùng dụ lan lan hảo lắm, đôi ta muốn kết hôn. Nàng trôi chảy vừa nói, đỉnh muội muội lời nói, kỳ thực còn sớm lắm, nhưng bành tỉnh tỉnh một chút nóng nảy, tế gầy móng vuốt nắm chặt nàng. Ngươi hôn đầu ngươi bành nháo nháo, vốn không tưởng hiện tại bức ngươi, nhưng ngươi muốn như vậy ta cứ việc nói thẳng, ngươi vì sao không dám dẫn hắn tới gặp ta? Vì sao không dám mang trở về gặp cha mẹ? Trong lòng ngươi không để. Ngươi biết rõ ràng hắn đằng trước nội chút chuyện không có. Ngươi cũng chính là nghe trong khoa người ta nói vài câu, kia cái khác đâu. Là, người đã chết, nhưng có một số người tuy rằng đã chết, lại vẫn như cũ sống ở có một số người trong lòng, tỉ như ta nãy nãy. Lão gia tự nhớ ở trong lòng vài thập niên. Bành tỉnh tỉnh lời nói như đau tử, rác nháo nháo thịt đau. Nàng thực kêu đau, cầu muội muội buông tay, cổ tay một vòng hồng, bản thân cấp bản thân nhu, nhu không tốt lại duỗi thân trở về. Ngươi chạy nhanh cho ta xoa xoa. Bành tỉnh tỉnh nhìn lên, lặng không tiếng động cấp che. Đôi ta không muốn kết hôn, ta bị chuyện bành gia đại ni nguyễn thanh cùng muội muội nói chuyện sờ sờ nàng đầu qua biết ngươi tốt với ta bành tổng lạnh mặt ngươi có biết là tốt rồi ta không nghĩ đi thăm dò nháo nháo nói này không phải là làm buôn bán hợp tác phía trước trước tiên cần phải điều tra đối phương chi tiết đem nhân quần cộc cái gì nhan sắc đều tra rõ ràng đi qua chính là trôi qua nhân muốn về phía trước xem hắn đối ta tốt ta có thể nhìn ra được lão cha nói có nam nhân dùng miệng nói, có nam nhân ăn nói vụng về, quan tâm đều dừng ở thực chỗ, hắn chính là. Đôi ta thực rất tốt, ngươi yên tâm đi. Bành tỉnh tỉnh. Như nhân nước uống ấm lạnh tự biết, nàng là sợ tỷ tỷ bị mê mắt, cho nàng gắt gao huyền. Hắn không phải là cái loại này trong lòng có người vẫn cùng khác nữ hài kết giao trứng thối, hắn đồ ta cái gì a, à, đồ ta béo a. À. Nháo nháo nhẹ nhàng cười rộ lên, muội muội, đừng tổng đề phòng nhân, như vậy sẽ không vui vẻ. Nói như thế nào đến trên người ta? Ta muốn không đề phòng nhân sớm bị lừa 800 trở về. Bành tổng phiên cái xem thường. Bành tiểu cô nương một bộ tri tâm radio tư thế. Gia Gia nói đem lại Gia Gia tiểu tôn tử giới thiệu cho ngươi, ngươi đi gặp gặp đi, người khác rất xoái, hôm qua lúc đi ra đôi ta đánh cái đối mặt, là ngươi thích hình. Bành tổng lại phiên một cái cự đại xem thường lão nương nào có nội cái nước mỹ thời gian, gia gia thân thể không được như xưa, nháo nháo rất thất lạc theo muội muội nói, Ngươi toàn làm dỗ hắn vui vẻ, chuyển ra lão gia tử, ta nhường thư ký đằng cái thời gian, tác giả có chuyện muốn nói, mập mạp, a, à, hôm nay không gặp đến ta lang lang nồi nồi đâu, tưởng hắn, chương 47, nhập hạ 2 bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Dụ Lan Châu về nhà thời điểm nhìn phòng khách sáng nhất trảng tiểu đăng, chỉ biết bành nháo nháo ở nhà. Nàng thuận tay thói quen nhỏ, mỗi lần hắn tiểu ca đêm trở về nhìn thấy này ngọn đèn, cả người đều có thể tùng xuống dưới, biết có người ở chờ hắn. Thoát hài chân trần bước vào đi, đứng ở phòng ngủ cạnh cửa tỉnh tỉnh xem xét xem xét ngủ trên giường thơm ngào ngạt tiểu nha đầu, bên giường miêu qua lý tiểu tam hoa cảnh giác trợn mắt xem, vừa thấy là hắn, lại nằm xuống lại, đuôi có lệ vung hai hạ. Nam nhân rửa mặt chải đầu quá nhẹ nhàng xốc lên chăn nằm đi vào, ngực dán lên nữ hài ấm áp lưng, không tưởng đánh thức nàng, khả tiểu cô nương xoa xoa mắt, xoay người, làm nũng vòng trụ hắn thắt lưng. Nghĩ đến ngươi không trở lại. Dụ Lan Châu mở ra cánh tay đem nàng ôm sát, vừa cho ngươi gọi điện thoại thế nào không tiếp. Cùng ba mẹ nói chuyện đâu. Tiểu nha đầu nhỏ giọng than thở. Nói cái gì? nam nhân dừng một chút cảm thấy hẳn là cùng hắn có liên quan khả bành nháo nháo lại nhấc lên khác hai người bọn họ muốn xuất ngoại ngoạn ta dặn dặn hắn đem tay nàng lấy đi như vậy nhu mắt đều nhu đỏ cúi đầu tinh tế xem đầu ngón tay nặng ra một căn lại dài lại hắt lông mi tiểu cô nương cái này thư thái lại đóng lại mắt miệng nhỏ hơi hơi mở ra bật hơi dụ lan châu vỗ phía sau lưng ngủ đi hắn đem đăng đóng Khả nháo nháo lại ở trong lòng hắn trung một lần nữa mở ra mắt, lăng lăng xem xét người này áo ngủ sọc, kỳ thực vốn là ngủ đại trạch, khả lại muốn trở về, trễ như thế ngượng ngùng kinh động lái xe, liền năng nỉ muội muội đưa nàng đoạn đường. Trong lòng vắng vẻ, muốn gặp người này, nhiều trẻ đều muốn thấy hắn. Không biết được muội muội bao nhiêu cái xem thường, nàng tổng như vậy, ngoài miệng bẩn thiểu chuyện này vẫn là sẽ đi làm, quá muộn, nàng kia chiếc xe thể thao động tỉnh quá lớn, hai người cầm trong gara bảo mẫu mua thức ăn xe đẩy, một điểm thanh nhi đều không có, trên đường, nghe thấy muội muội thở dài. Nàng nhất thời liền cảm thấy bản thân là làm sai cái gì. Đến dưới lầu, muội muội kêu trụ nàng, ở trong xe điểm điếu thuốc, minh mục trương đảm trừ, nàng cũng không dám cấp kháp, liền như vậy xem nàng trừ hoàng một chi, trái lại cùng tỷ tỷ dường như giáo dục. Bành nháo nháo, lại thích một người cũng phải hiểu được tự bảo vệ mình, cấp tự cái lưu đường lui, bất kể là ai cũng không nên thích đến một đêm không thấy liền ngủ không được trình độ ngươi quá sau này giữ chút thần đi khả nàng cũng không đồng ý muội muội lâu ở thương trường gặp đều là tên giảo hoạt so đều là tâm nhãn nàng làm buôn bán là lão cha giáo khởi tiểu lão cha đã nói không thể đem trứng gà đặt ở một cái trong mâm khả nàng là yêu đương a từ trước luôn muốn lão nương nhất định phải thừa dịp tuổi trẻ hùng hùng hổ hổ đàm một hồi không hối hận luyến ái. Hiện tại ta người trong lòng ngay tại trước mặt, ta bắt được, vì sao không thể dùng đem hết toàn lực. Ta nghĩ dùng đem hết toàn lực. Ta nghĩ không hề giữ lại đi yêu dụ Lan Châu, ta không nghĩ già đi nhớ lại đến, tiếc núi cùng hối hận lúc này không có thể toàn tâm toàn ý đối hắn. Yêu một người nếu lưu đường lui, kia hẳn là sẽ không là yêu thôi. Nam nhân bàn tay to một chút một chút nhẹ nhàng cho nàng theo phía sau lưng, Hồi nhỏ, mỗi hồi không thoải mái, mẹ cũng là như thế này dỗ nàng ngủ. Dần dần, kia chỉ bàn tay to càng ngày càng chậm, càng ngày càng nhẹ, cuối cùng dừng lại, của hắn hô hấp cũng trở nên rất nhẹ, rất chậm, bọn họ dán tại một chỗ, hô hấp cùng tim đập dần dần thành đồng nhất tần suất, nữ hài ánh mắt cũng dần dần vô lực cúi xuống dưới, chậm rãi đóng lại. Kiểm nhi viên viên tiểu cô nương đột nhiên nghĩ đến cái gì, giải dụa chống đỡ mắt, một mặt ai oán trừng mắt nhìn Trừng đã ngủ nam nhân. Không phải nói kết hôn sao? Làm sao lại chỉ nói nói mà thôi a? À. Không đến tiếp sau. A a a a tức giận a, à, rất hối hận a, à, ta lúc đó vì sao muốn nói sang chuyện khác. Ta vì sao không lập tức đáp ứng? Bành nháo nháo ngươi là trư sao? Nói không rõ là giận hắn vẫn là giận chính mình, khả trên người hắn hương vị rất dễ ngửi, tiểu cô nương như nhuyễn hồ hồ ấu thú, chuyển xe dịch đằng vưu ngại không đủ, tay chân đều bái trụ, phải muốn chui hắn trong khung, chấp mũi đỉnh của hắn áo ngủ, mí mắt liền lại cúi xuống dưới. Có chút vấn đề, vẫn là đừng nghĩ như vậy rõ ràng, qua đã vượt qua đi. Vu tiểu bảo rốt cuộc có bao lớn năng lực bành nháo nháo xem như kiến thức. Một cái trụ tổng, một cái phải cả năm hai bốn giờ ở tại bệnh viện đại phu, không biết đi rồi kia lộ thần tiên, lấy đến ba ngày phép điều. Theo Điền Hộ sĩ bị đánh ngày đó khởi sẽ không đã tới bệnh viện. Giáp Nhũ khoa nhân âm thầm nói chuyện này, cho rằng Bảo Đại Phu là giận giữ Hướng Quan vì Hồng Nhan, muốn nàng dâu không cần công tác. Trần Kim Vân ở trong văn phòng Phô Trương, trước cuộc vẫn là tuổi trẻ, nhưng bị đánh mắt mới gì đến hắn a, à, ngay cả công tác đều không cần, có tình yêu không có bánh mì cái nào tiểu cô nương nguyện ý đi theo ngươi. Cảm động chỉ là nhất thời, ai, nộn điểm bành tiểu hộ một đôi nho con mắt phiên trần nhà đi, hầm hừ, nhưng không trạc phá, nghĩ rằng chờ ta tiểu bảo vương giả trở về ngươi chỉ biết hắn nộn không nộn. Hù chết ngươi. Dụ Lan Châu biết tiểu nha đầu nghẹn hư đâu, cũng quán nàng, trải qua thời điểm vỗ vỗ đầu, là cái trấn an. Điền hộ sĩ chuyện trong viện thu xếp, đánh người nhân bây giờ còn ở hào lý đóng cửa đâu. Bành nháo nháo mang nộn hành tất cả đều nhìn thấy, một mặt hâm mộ, thật sự, cả ngày ở lão sư bên người ăn cẩu lương, đặc biệt ảnh hưởng tương lai tìm đối tượng. gặp qua như vậy ai nguyện ý chấp nhận a? À? đến buổi chiều, khư chủ nhiệm ở trong khoa lộ cái mặt, đem dụ lan châu kêu đi, chờ người này rồi trở về, trước hết tìm nhà mình cô nương, nói muốn cùng chủ nhiệm ra tranh kém, lưu vài ngày, buổi tối bước đi. tiểu cô nương, quy a à quy, làm cái gì a? À? như vậy đột nhiên Thịt đô đô thủ nhi liền nắm góc áo Thu A Thu, miệng nhỏ biết, không vừa ý. Dụ chủ nhiệm nhìn lên, này kia thành, này bệnh viện đâu? Đem tay nhỏ giữ chặt, dắt đi phòng nghỉ. Nộn hành. Quy a quy. Ta nhìn thấy gì? Của ta đầu óc ô uế. Ta không thể có hình ảnh. Ta là tốt cục cưng. Ta lão sư cùng dụ chủ nhiệm chỉ là trò chuyện. Thật sự chỉ là trò chuyện trong phòng nghỉ, bành tiểu lão sư truyền đi lại, ôm lấy dụ Lan Châu. Miệng nhỏ không khách khí. Chán ghét. Nam nhân cười rộ lên, trên đầu đội mũ quả dưa nhi thắt vướng bận, đành phải xoa xoa nàng gáy bên trên tiểu thịt thịt, dỗ. Liền vài ngày, rất mau trở lại. Mấy ngày đâu? Nàng luyến tiếc, một phần một giây đều luyến tiếc cùng người này tách ra, muội muội đêm đó nói không biết phao đi đâu vậy. Nói đều thật dễ dàng, đổi ngươi thử xem ngươi như vậy như vậy người trong lòng đột nhiên sẽ không ở bên người bành nháo nháo ngẫm lại liền khó chịu khó được không hiểu chuyện hỏi hắn không thể để cho trần chủ nhiệm đi sao ta xem hắn rất nguyện ý cấp tiểu bàn lão đầu giỏ sách dụ lan châu để sát vào xem nàng gặp không khóc yên tâm điểm muốn đem nhân lay xuống dưới hảo hảo nói ai biết nhất bác nàng thủ sẽ không chịu liền nháo liền a miệng muốn khóc muốn khóc lãi nhãi ông đi. Lần trước Trần chủ nhiệm đi, hiệu quả không tốt lắm, lúc này quốc tế nghiên cứu và thảo luận sẽ ở Thượng Hải, ngươi cũng biết, chúng ta điều này cũng rất chú ý địa vực, phía Nam cùng phương Bắc ai cũng không đồng ý thua, đều muốn xuất đầu, lão sư chỉ vào ta hãnh diện đâu, cũng không thể không đi. Này đang nói chuyện nói xong vụ đại phu bản thân đều có điểm chột dạ. Từ trước cũng là lão sư tổng kêu hắn đi, nhưng hắn mỗi hồi đều cấp cự, đã nghĩ đãi ở trong phòng bệnh này trường hợp giao tế gì đó hắn không có hứng thú quay đầu lão đầu nhi có thể đem tư liệu đều cho hắn làm ra hiện tại hiện tại liền cảm thấy đi đi cũng không có gì có cái cô nương viên hồ hồ khuôn mặt tươi cười khắc ở hắn ngực đi chỗ nào còn không sợ đều có thể thành thạo trong tay hắn quả thật có cái gì hắn cũng quả thật muốn vì lão sư chấn chấn bãi thật dài mặt tiểu cô nương cánh tay ôm chặt lấy niêm hô hừ hừ mà ta luyến tiếc ngươi làm nũng đâu thật sự là đủ có thể ai có thể chịu nổi này dụ đại phu dỗ nàng ngươi ngoan một chút cũng không thể khóc khóc ta đi cũng không yên tâm có rảnh liền nói với ngươi di động không liên quan cơ trở về mang cho ngươi ăn ngon có được hay không nói xong nói xong đem tự cái cũng nói phiền muộn nhân nha thực đều như vậy mỗi ngày ở một khối không cảm thấy thật muốn tách ra vài ngày cùng cắt thịt dường như. Liền thật muốn đem này bạch nắm nhu đi nhu đi sủy trong túi một khối mang đi. Tâm niệm vừa động, nói nghi liền càng thân mật, vỗ vỗ nàng sau thắt lưng, ở nàng bên tai thấp giọng nói. Trong nhà chiếu cố hảo, miêu cũng chiếu cố hảo, hảo hảo ăn cơm, ta trở về kiểm tra, nếu gầy phạt ngươi. Phạt cái gì? Thế nào phạt? Tiểu cô nương thính tai nóng lên, trốn trong lòng hắn hai người là không ở trong đầu làm cái gì, khả làm cho hắn lưỡng bằng phẳng nói một tiếng. Đôi ta gì cũng không làm. Giống như cũng làm không được. Bế, sờ soạn, cuối cùng rốt cuộc là khắc chế, biết đây là chỗ nào, không thân thượng. Nộn hành liền nhìn nàng tiểu bành lão sư là hồng lỗ tai xuất ra, xuất ra gì cũng không nói, tắt nàng một phen đường, đát 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 chạy. Nộn hành liền chưa thấy qua như vậy đáng yêu lão sư ha 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 cười truy đi qua, vì đảm nhi hỏi. Lão sư, ta có thể phát đàn lý sao? Bành nháo nháo xem xét nàng liếc mắt một cái. Sớm biết rằng, trong viện có cái đàn, chuyên môn vì nàng cùng dụ lan châu kiến, bên trong tất cả đều là về hai người bọn họ chuyện, đàn tên là làm. Hôm nay ngươi nha ngã sao? Cung ứng bác quái chủ lực tự nhiên chính là giáp nhũ khoa các vị đồng nghiệp, không nói những cái khác, bành nháo nháo từ từ nhắm hai mắt đều biết đến nàng đại bảo tuyệt đối không oan. Chỉ là, hôm nay việc này là nàng nhất thời tịch thu trụ. Đem tiểu hài tử giáo phôi. Vì thế nộn hành lại được một phen quyết đường, nghe nàng lão sư giáo dục. Ngươi xem ta, ta sẽ không tốt, về sau ngươi nhưng không cho học ta, nhưng không cho cùng đại phu tiến phòng nghỉ. Trong viện bác quái nhiều nha, có một nửa đều phát sinh ở các khoa phòng nghỉ. Ngươi danh chính ngôn thuận vợ chồng tình lữ hoàn hảo điểm, tối kính bạo chính là này đều tự có gia hoặc là tưởng chuyển chính thức ôm đùi. Nộn hành ăn đường, ngoan ngoãn ứng, không ra bên ngoài nói. Bành tiểu hộ trực ban đâu dụ đại phu bản thân về nhà thu thập hành lý, tiểu tam hoa đi theo bên chân meo meo kêu, hắn vỗ vỗ đầu, khác chưa nói, nhưng là khó được ngây thơ. Nhìn chầm chầm ngươi tỷ ăn cơm, nàng muốn không nghe lời ngươi gọi điện thoại cho ta nói xong bản thân cười lắc đầu. Cao thiếp mở về sau, dụ Lan Châu di động ngay cả thu được một chuỗi tiểu trư khóc khóc biểu cảm bao, nhà đầu kia ngoạn vi tính là thật lưu, hắn vừa gõ lưỡng tự, lại bùng bùng một chuỗi tiểu trư xoay môn biểu cảm bao. Lan Lan nồi nồi không ở nhà thứ nhất giây, tưởng hắn. Lan Lan nồi nồi không ở nhà thứ hai giây, tưởng hắn. Lan Lan nồi nồi. Không để yên. Khư chủ nhiệm an vị đồng nhất xếp, gặp hắn như vậy, cười hỏi. Nháo nháo A Tân. Dụ Lan Châu đối với lão sư cấp cô nương Lưu mặc Nhi, nói, ta làm cho nàng giúp ta uy miêu. Rốt cuộc là mang học sinh người. Khả nghe vào tiểu lão đầu trong lỗ tai, chính là Dụ Lan Châu tận lực tị hiềm. Hiện tại người trẻ tuổi yêu đương nào có năm đó như vậy hàm súc, hai người mỗi ngày một khối đến cùng đi, tiểu bành trực đêm ba người còn đến cùng nàng, tiểu bành hạ đại đêm ngươi còn đến tiếp nàng, tiếp đi chỗ nào khẳng định tiếp nhà mình thôi. Khu tiểu lão đầu yên nhi hư, theo đi xuống tiếp ra. Nga, khi nàng nhất tiểu cô nương qua lại rất không có phương tiện, cũng nguy hiểm, ngươi lên mạng mua cái cái loại này. Cái loại này gọi là gì ấy nhỉ? Ta đã thấy, tự động, nhà ngươi con mèo nhỏ liền đói không thấy. Dụ đại phu miếm môi, quay đầu nhìn nhìn này trong lòng rất mỹ ngoài miệng tác quái tiểu lão đầu, không lên tiếng, liền như vậy nhìn cư chủ nhiệm vỗ vỗ cái bụng, vòng vo đề tài. Ta ăn cái gì? Cặp lồng đựng cơm. Vẫn là một lát xuống xe ăn MC Donan. Khi nha ta tham hamburger thật lâu, ngươi nhưng không cho với ngươi sư nương nói. Không để ý hắn, trong di động tiểu cô nương cuối cùng là yên tĩnh, dụ Lan Châu châm trước, muốn nói rất nhiều, khả nam con người cảm tình tự hồ đều dễ dàng không theo bản thân miệng nói ra, khi đẹp mắt ngón tay thắt di động, từng chữ đều thật nghiêm cẩn sao hạ, phát cho nàng. Buổi tối ăn cái gì? Ảnh chụp phát đi lại, ba giây trong vòng. Trong nhà khóc chíp chíp cắn thảo tiểu cô nương. Quy a quy. Chạy nhanh ở tỉ muội đàn lý xin giúp đỡ. Giang hồ cứu cấp. Các ngươi buổi tối ăn đều phát cho ta. Hai giây trong vòng. Nhưng dụ chủ nhiệm không dễ gạt gẫm, ngay cả danh mang họ. Bành nháo nháo, có phải là hỏi người khác muốn ảnh chụp đâu? Quy a quy. Thực xin lỗi. Tác giả có chuyện muốn nói. Ta xem tiểu bàng cùng tam hoa là triệt để kém bối phận. Cứ như vậy bành tiểu bàng kêu con cá một tiếng cha đi. Ai nha nha nha, ta đầu óc ô uế, Ta không thể như vậy, ta là hảo cục cưng. A a a ngày hôm qua bình luận cự thiếu. Thương tâm. Cảm thấy đẹp mắt hãy thu tàn nhắn lại A à, cuối tháng dinh dưỡng dịch đến điểm A. Toàn ta tốt hơn cao tốc A. Chương 48 Nhập hạ 3 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Vu Tiểu Bảo ở hắn dụ lão sư đi ngày thứ hai đã trở lại. Trần Kim Vân cùng phía trước nói nhân nói bậy không phải là hắn, ông Bảo Đại Phu cười. A nha Tiểu Bảo, khả tính đem ngươi trong đã trở lại, trở về là tốt rồi, trong khoa một đống sự, trời không được ngươi hộ sĩ đứng lý mấy mai tiểu hộ đều ghê tởm hỏng rồi, nhất tề trốn phối dược trong phòng nói tiểu nói. Vu tiểu bảo cũng thật đoan được. Lao trần chủ nhiệm lo lắng, ta đây không trở lại sao, có việc ngài lên tiếng, ta khẳng định cho ngài làm được thỏa thỏa đáng làm. Trần đại phu cái giá bãi đủ, ung dung rời đi. Vu tiểu bảo quay người lại phiên cái đại xem thường, miệng cực kỳ khinh miệt suy một tiếng, kêu một bên nhìn hắn biến sắc mặt bành tiểu cô nương dựng thẳng lên ngón cái, tự đáy lòng bội phục từ trước cảm thấy người này không cái chính hình gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ hiện tại mới cảm thấy là đủ lợi hại người bình thường làm không được như vậy ta điền điền ra sao rồi bành đại tiểu thư biết rõ trong đó gian nan không trạc phá này người thân phận như cũ như vậy chỗ thái cùng luật sở công tử gia gì cũng không biết như cũ vui tươi hớn hở hoàn thành mấy ngày nay ta cùng nàng đổi dược đều ta tự tay đến, cảm xúc là ổn định ở, chính là ban đêm còn tổng ngủ không nở. A, à. bành nháo nháo quái thanh quái khí, ta điền bảo ban đêm ngủ động dạng ngươi làm sao mà biết? Đại bành, bảo đại phu một tay chống nạnh, ngươi muốn như vậy ta đây cũng có rất nhiều có thể nói, ngẩn, hôm qua ai cùng ai chỗ phòng nhỏ không ra? Bảo đại phu nhân mặc dù không ở phòng, mắt nhưng là rất nhiều huynh đệ lưỡng sẽ không cho nhau thương hại, bắt tay giảng hòa, nhĩ hảo ta hảo một khối ăn đường. Vu tiểu bảo hỏi hắn đại bành. Dụ lão sư không ở ngươi đặt tưởng hắn đi. Hôm qua còn muốn khóc muốn khóc nói luyến tiếc tiểu nha đầu lúc này nhìn đặt kiên cường. Không, hắn có hắn nên làm sự, cũng không phải không trở lại, ta nơi này cũng vội, không công phu tưởng hắn. Y tá trưởng cấp nháo nháo phái cái sống, trận đấu đoạt giải tiểu cô nương, nên hảo hảo trảo trảo phía dưới một đám nộn hành, trong khoa quy định sẵn thực tập kiểm tra lý có hạn nhất là tâm phế hồi phục. Bành tiểu hộ hai lời chưa nói liền lãm xuống dưới, nói xong rồi mỗi ngày giữa trưa cơm nước xong cấp nộn hành nhóm lên lớp, tách ra thời điểm cùng nàng bảo nhi ước hảo. Buổi tối mời ngươi lưỡng ăn cơm. Vu tiểu bảo một mặt hi nha sửa lại tham thịt trong túi lại không vài cái tiền xu, ngươi mời ta khẳng định đi tiện hình dáng, kêu tiểu cô nương nghiến răng, nghĩ rằng với ai giả nghèo đâu nàng đem một ngày đều xếp tràn đầy không cho bản thân lưu một chỗ thời gian buổi tối ăn cơm thời điểm tiểu bảo nắm điền hộ sĩ một khối tiếng vào điền điền mang đỉnh đầu mũ lưỡi trai sửa lại che khuất trên trán miệng vết thương đứng ở trước bàn hướng bạn tốt nở nụ cười rất ngượng ngùng thủ nhi trốn ở sau người Nhưng vu tiểu bảo thu liễm một ít nhưng hắn cứ không cử cao cho hắn đại bành xem hắc hắc bạn hữu thắc hạnh phúc bành nháo nháo so với ai đều cao hứng, cảm thấy lưỡng tiểu gia hỏa ở một khối khả xứng, ngoài miệng chế nhạo. Lúc trước cũng không biết là ai. Hai cái đều nhất tề cúi đầu. Nàng cười rộ lên. Hôm nay ăn ta đây bữa cơm, hai người tốt lành không cãi nhau ngẩn. Chờ tiếp hai người màu đỏ tạp đảng, một cái ta bạn hữu một cái ta tỉ nhóm, ta bao song phân. Càng nói càng không có yên lòng, vu tiểu bảo một cái đậu phộng quăng đi qua thế nào cũng phải là ngươi trước. Bành nháo nháo lắc đầu. Ta xem ngươi tương đối cấp. Điền hộ sĩ chung quy là chịu không nổi, cũng quăng một viên củ lạc. Ta xem dụ chủ nhiệm không ở không ai trị được ngươi. Thốt ra lời này, nháo nháo tiểu bằng hữu trong lòng khả chắc khả chát, trên mặt cũng không hiển. Ăn cơm thời điểm nghe Điền Điền nói này hai ngày trong viện phái đại biểu đến trong nhà an ủi quá, cũng phát ra điểm tiền thưởng, bọn họ y tá trưởng cũng cho nàng đánh mấy gọi điện thoại không khác chỉ sợ nàng mặc kệ nhi khoa hộ sĩ cái đỉnh cái lợi hại đầu năm nay tuy rằng mảng trường học hộ lý chuyên nghiệp đều là hộ sĩ cũng thật có thể bắt đầu có thể nhất trác một cái chuẩn có khả năng nhi khoa thiếu theo trường học xuất ra còn phải bồi dưỡng đã nhiều năm tích thủy đàm nhi khoa hộ sĩ đi rồi vài bác đều là bị đánh sợ bọn họ y tá trưởng lo lắng nàng cũng đi rồi mang lên không tốt không khí thuộc hạ tiểu hộ sĩ đều bỏ gánh mặt kệ tình huống là như vậy cái tình huống như vậy nháo nháo hỏi điền điền làm sao ngươi nghĩ tới điền hộ sĩ ngoạn chiếc đũa ta lúc trước chính là cảm thấy tiểu hài tự đáng yêu mới đi nhi khoa vu tiểu bảo chỗ kia khó chịu không nói phải chuyển khoa nhi khoa kia giúp đứa nhỏ tộc trưởng sẽ không coi chúng ta là nhân cho rằng chúng ta là nô tài bọn họ muốn đánh liền đánh muốn mắng cứ mắng lại nhiều đến vài lần điền điền khuôn mặt này liền tìm tiểu hài tử khắp nơi đều có ngươi trên đường cái nâng dậy cái ngã sấp xuống qua như nhân da dài còn với ngươi nói lời cảm tạ đâu ngươi nói cái gì cũng không thể thao ghế liền tạp a à, người như thế phải bắt lại quan cái mười năm tám năm tiểu bảo đau lòng hỏng rồi đè nặng hỏa cho hắn điền điền giáp thịt nói lưu rất nhiều huyết đâu bổ bổ về việc này quyết định điền hộ sĩ trong lòng tưởng tốt lắm lần này rõ ràng cùng nháo nháo tiểu bảo một khối nói nháo nháo mời khách địa phương là cái đặc biệt nổi danh tiệm ăn không ghế lô tất cả đều là đan bàn lưng ghế dựa kề bên lưng ghế dựa quanh mình ồn ào tràn đầy yên hỏa khí điền hộ sĩ bình thường nhìn là cái đặc phổ thông cùng mảng đường cái cô nương không có gì bất đồng tiểu nha đầu nàng không mặc chế phục đứng đi ra ngoài không ai biết là cái có thể tiêm hộ sĩ cảm thấy liền trong nhà kiều kiều tiểu khuê nữ, cha mẹ dưới gối thừa hoang. Của nàng thanh âm nghe qua thật kiên định, nàng nói. Ta không nghĩ phạm, ta nghĩ đến phải đi về liền sợ hãi, cảm thấy kia băng ghế ngay tại trên đầu ta, ai cũng không kịp ngăn đón, tiếp qua một giây phải làm cho ta đầu nở hoa. Vu tiểu bảo nửa ngày không ra tiếng, chặt chẽ nắm chặt điền hộ sĩ thủ. Bành nháo nháo có thể lý giải, chính là đột nhiên thiếu cái thuần thuộc công, nhi khoa khẳng định vội không ra về sau đâu cái gì tính toán nàng hỏi không biết trước nghỉ ngơi một đoạn đi điền hộ sĩ mặc dù có quyết định khả thoạt nhìn cũng không có thoải mái bao nhiêu nàng quay đầu xem tiểu bảo hỏi hắn ngươi cảm thấy ta là đào binh sao tiểu bảo căn bản không cảm thấy như vậy hắn cười nói đều tùy ngươi ta giữ ngươi không thành vấn đề điền hộ sĩ đỏ mặt ta tự cái có thể nuôi sống tự cái ai nha đều giống nhau thôi bành nháo nháo cấp đề tài làm kết thúc cũng cười không cần khách khí với hắn buổi tối không nháo quá muộn cố kỵ điền điền thân thể cơm nước xong liền giải tán bành nháo nháo đánh xe về nhà theo thang máy xuất ra sẽ không cái khuôn mặt tươi cười kéo ra môn hỏi bên trong tiểu tam hoa ra ngoài chơi một lát không con mèo nhỏ nơi này lời nói dù Lan Châu có hay không cũng chưa kém, dù sao tỷ tỷ hội uy đồ hộp hội bồi ngoạn. Mèo mèo kêu chạy đến, trên hành lang chạy tới chạy lui tác hoang, tiểu cô nương chống mặt ngồi sổng cạnh tường lăn lăn, con mèo nhỏ đến công nàng liền cấp khò khè khò khè mau, không bằng dụ Lan Châu bình thường bồi ngoạn như vậy chuyên tâm. Chờ hầu hạ tốt lắm tiểu tổ tông, nhân tàn trong ổ chăn, thế này mới mở ra di động cấp người nọ phát tin tức, biết miệng, không vui, muốn lan lan nồi nồi ôm ngủ quy a quy. Dụ lan châu kỳ thực luôn luôn thủ lắm, không dám trước liêu nàng, sợ đem nhân liêu khóc lâu. Thấy nàng phát như vậy một cái, thở dài. khưu giáo sư một bên xem tư liệu đâu, nghe thấy được, dương mắt xem xét hắn. Dụ lan châu một cái xoay người lưng hướng về phía tiểu lão đầu, thật sâu khóa kia một loạt tự, lần đầu tiên có loại cảm giác này, nghĩ cái gì cũng không cố lập tức hồi bắt thành đi, ông nàng nhu đi nhu đi, dỗ nàng ngủ nha đầu kia khẳng định là rất một ngày rất không được mới như vậy ủy khuất lúc này nói cái gì cho phải giống đều rất không tốt muốn hay không video clip hắn hỏi bành nháo nháo rối rắm một hồi lâu đối thoại khuôn lý câu kia đối phương đang ở đưa vào sáng thật lâu cuối cùng là cho cái tiểu trư lắc đầu biểu cảm không cần hội càng nhớ ngươi nhìn đến mặt liền thực không chịu được nữa này ý tưởng dụ chủ nhiệm không hiểu lắm hắn liền rất muốn xem xem nàng khá vậy không cưỡng cầu đều theo nàng tán gẫu hội thiên tiểu cô nương đem buổi tối cùng điền điền ăn cơm chuyện nói với hắn cuối cùng hỏi nếu là của ta nói ngươi hy vọng ta lưu lại sao dụ lan châu có thể cảm nhận được đối với nháo nháo mà nói vấn đề này có bao nhiêu phức tạp nàng đang ở bệnh viện điền hộ sĩ gặp được quá chuyện nàng đều gặp qua cũng trải qua một phần, khi nghiêm đắng nện ở điền hộ sĩ trên người, đau ở nháo nháo trong lòng, đều là nghề này làm lý nhân, cáo khóc tan thỏ, sau này loại tình huống này có phải hay không càng nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến kia một bước. Bản thân vì này phấn đấu gì đó rốt cuộc có đáng giá hay không? Này đó đều rất khó ở trong lúc nhất thời có đáp án. Bành nháo nháo phát là văn tự, một đám sao xuống dưới phát cho dụ Lan Châu, tiêu ma không có hắn làm bạn ở bên người ban đêm hắn ở nhà khi không cảm thấy, hắn mất, hắn không xuất ra vị trí lớn như vậy, lớn đến tiểu cô nương cút hai vòng đều điệu không đi xuống. Nàng chiếm hắn bên kia, dùng của hắn gối đầu, mở ra trong ngăn kéo của hắn dự phòng ánh mắt giáp ở chóp mũi tim thường, vẫn là khó chịu. Lục ra của hắn một đôi tất bộ ở kẻ chân thường, luôn luôn kéo đến bắp chân. Cứ như vậy, mới tốt chút. Dụ Lan Châu hỏi nàng. Ngươi hy vọng lưu lại sao? ta giống như tiểu bảo, sẽ không cảm thấy ngươi là đào binh. Chúng ta không phải là bởi vì học y phí tổn cao, nhất háo chính là 7-8 năm háo không dậy nổi mới không đi, bên người đồng học, đồng nghiệp cũng đi rồi không ít, khảo nhân viên công vụ khảo luật sư làm chữa bệnh thiết bị, kia điều đều là hảo đường ra, ta chỉ là không nghĩ tới phải đi. Bành nháo nháo phủng di động xem cuối cùng những lời này. Nàng người trong lòng, rất ít rất ít sao như vậy dài một đoạn nói, của hắn ngôn ngữ luôn luôn thật ngắn gọn, thói quen phát giọng nói, ở bọn họ còn chỉ là đồng sự thời điểm, hắn thậm chí không đối nàng này vi tính khuyên nhủ tiểu văn vẽ có một chút ít phản ứng. Nhưng hiện tại, hắn sao hạ lời nói này? Đúng vậy, hắn thật sự theo chưa hề nghĩ tới phải rời khỏi nơi này. Nói là bị khư chủ nhiệm khấu đầu can luận văn hợp lại chức danh, khả cuối cùng là chính bản thân hắn cải biến ý tưởng, như đại thụ thật sâu trắc hạ căng đến hắn bị đồng sự xa lánh, bị bệnh nhân hiểu lầm, bị cáo thượng tòa án đều không có lui bước, bành nháo nháo vĩnh viễn nhớ được khi đó hắn, trong mắt không có được mất, chỉ làm bản thân chuyện nên làm. Dụ Lan Châu vút ve di động, cùng đợi tiểu cô nương phía sau lời nói. Bọn họ rất ít thảo luận sâu như vậy trọng tâm đề tài, theo ngay từ đầu bành nháo nháo ở trước mặt hắn chính là một cái thật kiên định thật kiên cường đến không gì làm không được tồn tại, không ai dám, chỉ có nàng, tại kia cái ban đêm lôi kéo hắn nói nhân không thể hủy trong tay tự mình. Nàng kéo qua hội sở công tắc nguồn điện, hiên quá của hắn bài bàn. Tại kia phía trước, nàng vì hắn cùng bệnh nhân làm sáng tỏ lời đồn đãi chuyện nhảm. Tại kia sau, nàng đưa hắn trăm dặm hương, cùng hắn một khối đậu ngưu. Nàng kỳ thực là hắn định hải thần châm. Khả hôm nay, dụ Lan Châu cảm giác được của nàng chần chờ. Ta cũng không muốn đi. Bành nháo nháo nói cho hắn biết, ta ngay từ đầu tức giận, đặt sao không có làm hay không. Khả sau này ngẫm lại, ta nếu về nhà kế thừa công ty khả năng sẽ không vui vẻ, ta không phải là rối rắm muốn hay không can đi xuống, ta khả năng, chỉ là đối nhân tính có chút thất vọng. Nói đến điểm tử thượng, dụ Lan Châu có thể biết, của hắn cô nương, từ nhỏ sinh trưởng ở gia gia bên người, bị lão thủ trưởng ôm ở tất đầu nói từ trước chuyện xưa, nói tổ quốc là thế nào thành lập. Này một đường dữ dội gian khổ, vượt qua tuyết sơn cũng mãi qua nhân sơn, có vô số nhân đá mài đi trước, lấy bản thân đổ lỗ châu mai đỡ đạn, bọn họ là vì rất tốt tương lai, vì một cái hòa bình phồn thịnh tân thời đại. Mà trong bệnh viện đại phu cùng hộ sĩ kỳ thực tự như này đổ lỗ châu mai đỡ đạn anh hùng, bọn họ khổ độc mười mấy năm, mỗi tháng tam ban đổ thậm chí tứ ban đổ, gặp được khám gấp nửa đêm theo trên giường đứng lên giải phẫu, mỗi phùng ngày Tết giá trị thủ cương vị, bảo vệ, chẳng lẽ không đúng phía sau vô số dân chúng. Mà lúc này này thế đạo, bọn họ bảo hộ nhân ngược lại lấy thương lấy đao, kêu đánh kêu giết. Xảy ra chuyện, xông vào phòng dịch tuyến đầu cũng vĩnh viễn là bọn hắn đám người này, không có thời gian suy nghĩ bản thân hy sinh rốt cuộc có đáng giá hay không, không nghĩ ra, lại nghĩ đi xuống sẽ không nhân tiếp này ban đồi, đứng này tiếu. Nàng chỉ là đối nhân tính thất vọng, nhưng chưa từng hoài nghi quá bản thân lựa chọn. Kỳ thực có thể lùi bước. Dù Lan Châu mở ra tiểu cô nương ảnh bán thân, nàng vĩnh viễn thích màu hồng phấn, vĩnh viễn có thể phát hiện trong cuộc sống thật nhỏ vui vẻ, hắn đau lòng nói với hắn lời nói này bành nháo nháo. Đau lòng đảo điên nhân sinh quan, lại mệnh lệnh bản thân đem thế giới bãi hồi chỗ của bành nháo nháo. Nháo nháo, nam nhân đẹp mắt ngón tay nhẹ nhàng sao hạ tên này, ta rất nhớ ngươi. Ngày hôm qua chịu đựng chưa nói nói, cuối cùng tàn không được. Tiểu cô nương lặp lại xem vài lần, tránh ở ổ chăn qua lý đỏ hốc mắt. Tác giả có chuyện muốn nói. Hai người bọn họ không chỉ là nói chuyện yêu đương, dần dần cũng là có thể tham thảo nhân sinh, có thể nói vô cùng thân mật trong lòng nói, có thể trở thành đối phương sinh mệnh bên trong định hải thần châm, ở lẫn nhau vô thố khi trở thành lẫn nhau tâm phúc quan hệ. Hướng sở hữu nhân viên y tế trí bằng cao thượng kính ý, ta biết xem ta văn có một chút y học sinh, cố lên. Nhưng là tán thành rời đi bệnh viện những người đó sở lựa chọn lộ. Đoạn ở trong này hoàng mỹ. Ngày mai tiếp tục. Mỗi 8 giờ tối tiền hội đổi mới gì không cửa sổ hai tháng rốt cục đến đây. Mấy ngày nay ta sẽ rất khó hầm, đại gia thứ lỗi lại cảm ơn đầu xét đánh thưởng chờ ta hầu hạ hảo gì đại nhân xong càng đi khởi. Chương 49 Nhập hạ 4 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bành nháo nháo này tiểu cô nương đi, chỉ đối bản thân thân cận nhất nhân lộ ra mềm mại cái bụng, cho ngươi nhìn một cái ta yếu ớt địa phương, ngươi sờ sờ ta, dỗ dành ta, ngày thứ hai lão nương như thường là làm bằng sắc một cái hảo hán. Nàng ban đêm ban, giao ban sau không có chuyện gì, cùng tiểu bảo tán gẫu, nói lên điền điền. Tiểu bảo nói. Ta khi đó có nghĩ tới nàng sẽ làm như vậy, đi hoặc là lưu, ta đều tùy nàng, đã nghĩ nàng nếu lưu lại, ta thế nào cũng phải khuyên nàng chuyển khoa, khả nàng so với ta rõ ràng. Người biết không, ba ngày ta cùng nàng ở bên ngoài ăn cơm, lân bàn tiểu hai vợ chồng mang theo một đôi song bào thai cục cưng, phỏng chừng là có bắn tỉa thiêu, trên đầu dán băng băng thiếp, nàng thừa dịp ta đi đi toilet riêng đi qua cùng người nói thế nào cấp đứa nhỏ tán nóng, xem ta muốn trở về lại chạy nhanh ngồi trở lại đến, cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Sau này kia bàn tiểu vợ chồng đi rồi, lão bản đưa lên đến một mâm món ăn, nói là nhân gia tạ của nàng, ta thế mới biết. Nàng là cái nha đầu ngốc, cúi đầu liền mặt nước mắt, trong lòng nàng không thoải mái, đi rồi cũng không thể thống khoái. Tiểu bảo đau lòng hỏng rồi, cùng hắn đại bành giảng. Ngươi nói nàng đi qua, ngay từ đầu thế nào giới thiệu bản thân. Ai ngài hảo, ta liền tùy tiện nói một chút ha, ngài cho ngài đứa nhỏ như vậy đến nhưng có thể tính nàng có thể đưa nàng ăn ngài hảo ta là tích thủy đàm nhi khoa hộ sĩ ta xem hài tử của ngài có chút không thoải mái cái gì bệnh trạng a trong nhà uy cái gì dược sao bành nháo nháo cúi đầu mở miệng tưởng tượng thấy bản thân nếu là điền điền hội nói như thế nào khả nàng nói không làm tích thủy đàm hộ sĩ cho nên nàng ủy khuất nàng khóc tiểu bảo nháo nháo lôi kéo hắn chờ điền điền nghỉ ngơi tốt tưởng tìm việc ngươi nói với ta trong nhà ta nhận thức điểm nhân có thể cho nàng an bày không cần trực đêm mỗi tuần song hưu còn có nghỉ đông mỗi nửa năm xuất ngoại du một lần Vu Tiểu Bảo càng nghe càng cảm thấy này công tác hình thức cùng hắn cha văn phòng luật không sai biệt lắm hắn hỏi nháo nháo tốt như vậy làm sao ngươi không đi a à? Bành nháo nháo hồ lộng ta đầu óc không tốt xử tới không được cái kia Tiểu bảo trong lòng chứa sự, không nghĩ nhiều, cự nháo nháo hảo ý, nói với nàng. Ta cho nàng làm cái tư nhân bệnh viện danh ngạch, liền nhìn đến thời điểm nàng có nguyện ý hay không đi. Tư nhân bệnh viện, ở đề xướng công lập bệnh viện tự chịu trách nhiệm lời lỗ hôm nay, trở thành nhân viên cứu hộ một cái tốt lắm lựa chọn. Tiểu bảo nói là cái loại này quải cái phổ thông phòng khám bệnh liền muốn một ngàn nhiều phí đăng ký, sở hữu trị liệu đều không thể chi trả bệnh viện hoàn cảnh nơi đây tốt lắm, theo cơ sở phương tiện mà nói, phòng bệnh nhất thủy song tầng cách âm môn, song tầng nệm, từng cái phòng bệnh đều là phụ áp phòng bệnh, như vậy có thể sử tốt nhất mới nhất tiên không khí ưu tiên tiến vào phòng bệnh cung nơi đó bệnh nhân hô hấp, còn có trò chơi khu cùng chỗ nghỉ, chỉ cần ngươi có thể đề xuất, nơi đó đều có thể thỏa mãn. Loại này bệnh viện hiện tại rất nhiều, lương cao theo công lập bệnh viện lấy nhân, đãi ngộ tốt hết lời để nói. Đối với Điền Điền mà nói, nơi đó tự hồ là rất tốt lựa chọn. Bành nháo nháo đánh tiểu thân thể tốt, ngẫu có tiểu cảm mạo đều là gia đình bác sĩ khai vài miếng dược giải quyết, nàng muội muội nhưng là ở 10 tuổi phía trước đều là cái ấm sắc thuốc, cho nên luôn luôn không toàn thịt, luôn luôn gầy điều điều. Khi đó muội muội ở tại trung ngày hợp tác tư nhân bệnh viện, trong phòng bệnh có rất nhiều món đồ chơi mới, ngoài cửa sổ là xanh hóa cùng sông nhỏ, nơi đó đồ ăn đều là hiện điểm hiện làm, tốt lắm ăn, nàng mỗi ngày tan học đi cọ muội muội cơm cho bệnh nhân, ăn béo mấy cân, mặt không tiếng tháng trước vừa mua tiểu váy. Sau này, muội muội càng ngày càng khỏe mạnh, chính nàng ở bệnh viện công tác, tùy tiện cầm điểm dược là được, cha mẹ kiểm tra sức khỏe cũng là đến công lập bệnh viện, nói là duy trì nàng công tác. Rốt cuộc không đi qua nơi đó. Nghe nói nàng vừa thi được hộ lý chuyên nghiệp nàng lão cha ngay tại trên hội đồng quản trị đề nghị muốn sáng tạo bản thân bành thị chữa bệnh, kết quả bị bành phu nhân một cước đá trở về. Nàng tốt nghiệp sau lão cha lại muốn đem nàng nhét vào kia gian trung ngày hợp tác bệnh viện, bị Gia Gia một cước đá trở về. Gia Gia không muốn gặp như vậy, nhưng hắn lão nhân gia mỗi ngày xem tin tức, xem hơn cũng sợ, nhưng sững sờ là khiên ở chưa nói, mỗi hồi chỉ khuyên nàng. Ngươi muốn có thời gian hồi đại viện đến, Gia Gia kêu cái tiểu binh giáo ngươi mấy bộ quyền cước. Nếu gặp gỡ người xấu đánh ngươi, ngươi liền đánh trở về, ta không có thể ăn mệt. Nàng thực trở về đi theo học hai lần, liền hai lần, sau này da da không nhường. Vì sao? Trên người nàng thịt nhiều, nộn, mỗi hồi đều luyện được tử lý hao thanh, từng khối từng khối tụ huyết thật lâu mới tán. Dù sao đều không có biện pháp, gia gia sau này đừng nói, tự cái ở nhà huyền tâm. Bên này lưỡng tiểu gia hỏa đỉnh đầu đầu thở dài, tiểu bảo nói ta nghĩ dụ lão sư. Nháo nháo mất hứng, ngươi tưởng ta nam nhân tính toán chuyện gì? Nghĩ ngươi điền điền thiết. Tiếp tục mất hứng. Khi nha. Tức giận. Đây là tưởng soán vị đâu đi. Có ta ở đây một ngày ngươi không cần tưởng. Bảo đại phu cuối cùng có chút cười bộ dáng. Đường viền thiết. Lão tử yêu tử điền điền. Lão tử thẳng tắp thẳng tắp. Bành tiểu hộ chắp tay sau lưng đi bộ đi ra ngoài, hừ hừ không cùng ngươi nói nữa, xem xem ta nộn hành thiết. Nàng học sinh khắc khổ, trễ như vậy còn luyện lắm. Thuận tay cấp điểm bữa ăn khuya, bành tiểu lão sư quán đứa nhỏ từ trước đến nay không một bên, nhìn nhìn nhà mình tam hoa chỉ biết, viên không thôi một vòng. Nàng chỉ sợ đem nàng nộn hành cũng cấp phân chuồng không tốt tìm đối tượng, điểm hai phân rất nhẹ nhật thức sushi xứng vị tăng canh, nhưng làm tiểu cô nương cảm động hỏng rồi, ngao ngao phát lão sư trong lòng trà sát, nói lão sư ta nhất định sẽ hảo hảo khảo. Bành tiểu lão sư vỗ vỗ đầu. Ân A, à, ta tốt như vậy, ngươi cũng phải không chịu thua kém A. À. Này lo di, không tật xấu. Ngoại bán đến, vu tiểu bảo cùng nộn hành học sinh một người nâng nhất hộp cảm động rơi lệ, bành nháo nháo liền bưng mặt xử một bên nhìn hai người bọn họ ăn, nghiễm nhiên là cái thập phần rất giỏi giảm béo chiến sĩ. Nộn hành tia kỹ chụp ảnh phát bằng hữu vòng, đưa tới hảo nhất ba cực kỳ hâm mộ, nàng cũng không điệu thấp đúng vậy đúng vậy ta thật sự thật may mắn đâu ở các ngươi bị ma cũ bắt nạt ma mới bị áp bức bị sai sử chân chạy thời điểm cục cưng ta đang ở nháo nháo lão sư đại dê trong ngực hạnh phúc lớn lên lão sư đại dê khả nhuyễn khả mềm nhũng lão sư trên người khả hương khả thơm yêu tử ta lão sư ta muốn là cái nam tuyệt đối nga không không ta hiện tại là cái nữ đều nhanh loan ngày thứ hai y tá trưởng đi lại vỗ vỗ kiên. Có thể, có chút bộ dáng, tưởng khi nào thì thăng y tá trưởng. Nháo nháo căn bản không nghĩ tới, nhưng vẫn là nghịch ngợm. Không nghĩ làm tướng quân binh lính không phải là hảo binh lính. Tề hộ sĩ trưởng lôi kéo nàng. Ngươi vẫn là mặt điểm, sau này nhiều lịch lãm, trước dự bị, khẳng định có một ngày như vậy. Nháo nháo chạy nhanh lắc đầu, cười. Đừng đừng, y tá trưởng ngài không cần nói đùa ta ta sợ hãi. Làm y tá trưởng nhiều mệt a, à, nàng không nghĩ, liền hy vọng cả đời đều như vậy làm cái vui vui vẻ vẻ tiểu hộ sĩ. đứa nhỏ này. y tá trưởng chụp nàng mông một chút, đi một chút đi, chạy nhanh hồi đi ngủ. ai? tiểu cô nương vui mừng đi rồi, căng tinh lý mua bánh bao, một đường đi một đường ăn, về nhà tắm rửa, uy miêu cấp cỏ nhỏ tu bổ cành cây, cuối cùng nằm tiếng trong ổ chăn. Dưới lầu trong tiểu viện rất nóng nháo, đại gia bác gái mua thức ăn mua thức ăn tán gẫu tán gẫu, nàng kéo rèm cửa sổ, trong phòng hôn ám, tiểu cô nương vụng trộn nghe nghe trên người hương vị, vừa lòng cười tủm tỉm. Cỏ xanh vị. Nàng vụng trộn dùng xong dụ lan châu sữa tắm. Trên chân, thải của hắn tân tất, kéo đến lòng bàn chân. Sẽ đem của hắn dự phòng mắt kính kéo cao đặt tại trên tóc. Cuối cùng, đem tối hôm qua tán gẫu ghi lại từ đầu tới đuôi xem một lần nói với tự mình xem xong liền ngủ hãy nhìn hoàn càng muốn hắn điên cuồng tưởng thậm chí liền muốn nhớ không rõ hắn kết quả lớn lên trong thế nào trình độ lúc này đối thoại khung lý bắn ra hai chữ ngủ tính của nàng ban đầu tiểu cô nương xoa xoa mắt dù sao không ở bên người khả kính làm nũng không ngủ không được tưởng ca ca dụ lan châu dụ đại phu, dụ chủ nhiệm, chính bản thân chỗ khách sạn nhà ăn, cùng tiểu lão đầu ăn bữa sáng đâu. Thấy, khóe miệng cầm cười, vỗ khưu chủ nhiệm bàn ăn cho nàng xem, còn cáo trạng. Kéo ta giữa trưa ăn hamburger đâu. Hắn một mạch có thể ăn ba. Đủ lợi hại. Không cho ta cùng sư nương nói. Nháo nháo tham lam xem trong ảnh chụp tả hạ giác nam nhân ngón tay, nơi đó trụi lũi, nàng đột nhiên tưởng hướng lên trên mặt mua thêm chút gì muốn xem nồi nồi ảnh chụp mặt sau theo một cái mặt đỏ hồng tiểu trư trư. Dụ Lan Châu đều túng nàng, dậy sớm, không trảo tóc không thu thập, liền như vậy chụp một trương phát đi qua. Khả soái nhân thế nào đều soái này một trương tố nhang sau so võng hồng tiểu thịt tươi tinh sửa đồ còn lợi hại, tiểu cô nương điểm bảo tồn, ở ấm áp dễ chịu trong ổ chăn phiên cái thân, cảm thấy nóng, đá chăn, mặt nam sĩ tất bàn chân nhỏ vương đến tán nóng, vì tính lý làm nũng muốn xem nồi nồi cứng trắng cơ bụng sao người này cao trung thời điểm từng cởi sạch áo chơi bóng dưới ánh mặt trời lục khối cơ bụng dẫn tới nhất ban tiểu cô nương sói tru quỷ khóc hiện tại không cần xem không thế nào rèn luyện nên có còn tại chẳng những không bị trường y không thuộc mình kiểm tra cùng học tập cường độ cấp áp thành một khối cứng nhắc ngược lại lợi hại hơn hắn khi đó rất đắc ý ngàn vạn đừng xem nhẹ ngoại khoa đại phu thể lực cùng cơ sự chịu đựng nàng ở trong ổ chăn sờ qua một hồi kéo đăng xem không thấy, liền dùng thủ đo đạt nhất lũy nhất lũy trong lúc đó chiều sâu, cùng mặt trượt khối dường như. Nàng sờ lên nghiện, mỗi đêm ngủ đều phải sờ, mấy ngày nay sờ không được, trảo tâm công phế khó chịu. Thủ thắt ngứa. Dụ Lan Châu Nhân ở nhà ăn, vốn rất đói, đột nhiên liền không muốn ăn, cùng lão sư tố cáo giả trước lên lầu, xốc lên sim y thực cấp chụp một trương. Đối diện tiểu nha đầu ngại không đủ, trầm rì muốn video clip rõ ràng hôm qua còn không đồng ý. Lão giáo sư cũng không biết đứa nhỏ này đột nhiên lên lầu làm chi, dù sao liền kỳ kèo kỳ kèo tận lực cho hắn kéo ra thời gian. Dụ Lan Châu đem video clip đánh qua, thấy trong ổ chăn nóng đỏ mặt tiểu cô nương, một chút tâm cũng đi theo nóng, gọi nàng. Tiểu Trư Nháo nháo nghe còn rất thỏa mãn, khí mắt cười, làm cái trư cái mũi cho hắn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ của hắn gối đầu, kêu hắn lan lan nồi nồi thanh âm nhuyễn nằm sấp nằm sấp, giống ngọt ngấy ngấy lừa lan lộn. Dụ Lan Châu phát hiện, nàng ngủ ở hắn bên kia, đội kính mắt của hắn. Nháo nháo. Hắn lại gọi nàng, hai người tỉnh tỉnh đối diện, nhìn lẫn nhau mặt. Ngươi nhanh chút. Tiểu cô nương ngây thơ, xoay người, ghé vào trên giường, chăn sóc lên, hoảng kẻ chân. Với ai học cái xấu? Hắn nhàn nhạt cười, di động đi xuống lấy, áo trong vạt áo nhấc lên đến không trước tiên cấp cơ bắp sung huyết, ở sáng sớm ánh nắng trung xem đứng lên có vẻ tương đối hàm súc, hắn cái bụng bạch, da hạ mạch máu nhan sắc mơ hồ có thể thấy rõ, trong màn ảnh, còn có thể thấy mặt hắn, bất đắc dĩ lại sủng nịch. Cái gì thói quen xấu? Tiểu cô nương hì hì cười, nói chuyện không ác ngăn đón. Với ngươi sờ ta meo meo một cái đạo lý thôi. Ngươi cũng thích sờ. Một câu nói đem dụ Lan Châu cấp nói thắng. Hắn đột nhiên câm thanh, nói ngươi bật đèn, ta coi không rõ ngươi. Tiểu cô nương đưa tay kéo đăng, cử di động để sát vào. Kia ngươi hảo hảo nhìn một cái ta. Trong màn ảnh, có nàng cánh hoa hồng giống nhau khuôn mặt cũng có nàng kia thân ren màu trắng áo ngủ, cổ áo rộng rãi, buông xuống dưới bên trong nhìn một cái không sót gì. Tiểu nha đầu quả thật là phát dục hảo. Nơi đó như đổ xem sơn lam, đỉnh núi thành tim, nàng vừa động nơi đó liền đi theo đảng bạch oánh oánh một mảnh khoảng người nào đó mê mắt tim đập ngón tay hắn dừng ở khố biên run rẩy chậm rãi nắm chặt không gọi tiết lộ nửa phần bành nháo nháo phát hiện hắn ánh mắt không đúng theo đi xuống dưới a à một tiếng nhào vào trên giường đỏ mặt đảng đảng một lát sau hỏi ngươi tưởng ta sao hôm qua không phải nói nam nhân không chịu nói lần thứ hai tiểu cô nương có rất nhiều biện pháp trị hắn lại cho hắn xem trên người nàng bánh bao nhỏ. Ta nói là nơi này. T, dụ đại phu rất muốn tấu tiểu hài tử, bành tiểu trư ngươi thực đừng lạc ta trong tay. Tiểu cô nương không kiên kỵ, thủ nhi hướng kia chỗ đi, dụ lan châu hầu kết cao thấp vội vàng lăn cút. Nàng cười ngã vào trên giường, cho hắn xem trên chân tất, nam nhân bỗng an tỉnh lại. Ngủ đi, cùng ngươi. Nàng nhu dụi mắt, cùng hắn luôn luôn nhìn, luyến tiếc ngủ, đến cuối cùng là khi nào thì ngủ đi qua bản thân cũng không ấn tượng, liền nhớ được dụ Lan Châu kia đầu động cũng chưa động quá, luôn luôn chờ. Trong clip nữ hài đang ngủ, miệng nhỏ hơi hơi mở ra vù vù đánh tiểu khò khè, dụ Lan Châu lại nhìn một lát, đánh giá thời gian mặc áo khoác thu thập tư liệu, cuối cùng, quan thượng video clip, cùng khư chủ nhiệm cùng rời đi khách sạn. Hắn tiến vào hội trường, cùng rất nhiều người bắt tay, nghe lão sư hướng rất nhiều người giới thiệu hắn, Hắn mang theo bản thân hạng một thành quả lên đài diễn thuyết, hắn chiếm được rất nhiều vỗ tay. Tất cả những thứ này đã từng cảm thấy không có ý nghĩa, hiện tại lại có thể nhớ tới trong nhà đang ở ngủ say cái kia nữ hài vỗ tay vui mừng. A, à, ngươi rất lợi hại a Dụ Lan Lan. Tác giả có chuyện muốn nói. Dụ chủ nhiệm đẩy đẩy mắt kính thật nghiêm cẩn nghiêm túc. Ta nghĩ nghĩ, hẳn là đại bánh bao, sau bánh bao nhỏ đại nhất vòng cái loại này đại bánh bao. A a a ngày mai tiếp tục A ta đau muốn chết. Nằm vật xuống. Chương 50 Nhập hạ năm Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bắc thành mùa xuân thiếu vũ, đại gió cuốn cát vàng, mãn thành phiêu tơ liễu. Bắc thành mùa hè không có như vậy trọng nghi thức cảm, nó tới đột ngột cực kỳ, tiểu cô nương ban đêm ngủ nóng, đá chăn, vẫn là không thoải mái, mê hoặc đêm tất thoát lâu, đá dưới giường, xoay người tiếp tục đã khởi tiểu khò khè ngày thứ hai đứng lên thăm dò xem ngoài cửa sổ có chút tiểu phong nhưng thái dương rất ấm dưới lầu bé con thoát giáp áo đều mặc nhất kiện đơn bạc tay áo dài điên ngoạn đầu hạ sớm muộn gì có chút mát giữa trưa mặt cái ngắn tay đi vừa đi còn ra hãng nàng thân duỗi người che miệng tú thanh tú khí đánh ngáp đắc đắc đác trước hầu hạ tam hoa muội muội ăn cơm trong văn phòng khoa đâu vào đấy bành tiểu cô nương dần dần đem chờ mong dụ Lan Châu trở về trở thành một loại hàng ngày. Thói quen ban đêm cùng hắn ở trong clip làm nũng, thói quen một ngày ba bữa chụp ảnh thượng truyền nhận lãnh đạo kiểm duyệt, thói quen tránh ở trong ổ chăn tưởng hắn, nghĩ nghĩ điệu kim đậu đậu. Dụ Lan Châu ngày về dời lại hai lần. khưu chủ nhiệm thật vất vả đem nhân mang đi ra ngoài, cũng không hảo hảo khoe khoang khoe khoang sao. Lão nhân trong lòng cao hứng, biết con của hắn lúc này là thật nguyện ý xuất ra, chạy nhanh cấp dẫn tiến cấp trong vòng các vị đại lão. Này đại ngộ Trần Kim Vân Trần Đại Phu từ trước cũng không có. Nói đến cùng vẫn là xem thực lực nói chuyện nghề, ngươi trong bụng có cái gì ta tự nhiên nguyện ý cùng ngươi kết giao. Trần Đại Phu nhấc đầu óc bao cỏ Dụ Lan Châu cũng đặt cho hắn lão sư trưởng mặt, nhân hướng kia vừa đứng, ai không khoa thanh niên tài tuấn, sẽ đem lý lịch lấy ra nhìn lên, cừ thật, vỗ vỗ bả vai tiểu tử tiền đồ vô lượng nha ai ta có cái hạng một ngươi có hứng thú sao đôi ta trao đổi một chút danh thiếp quay đầu phát ngươi hộp thư ngươi nhìn một cái nếu có hứng thú này đều minh đục khoét nền tảng khưu chủ nhiệm cũng không hoảng toàn bộ quá trình liền cười tủng tỉm một bên xem xét vô cùng tự hào nhìn hắn học sinh đem nhân danh thiếp thu trở về ôm hắn chậm rãi đi rồi xem cái gì xem hôm nay nhưng không cho ăn hamburger du đại. Đến hôm nay sự tình xem như toàn biết rõ ràng, chuẩn bị ngày mai hồi trình. Tiểu lão đầu nói hôm nay không ăn, có người mời ta. Hắn là kinh vòng đại lão, đến ma đều địa giới, nhân gia tự nhiên khoản đãi chu đáo, trước khi đi bữa tiệc này khẳng định không thể thiếu. Thực tiễn rượu, ăn thượng hải món ăn, nùng du xích tương thiên ngọc khẩu, trên bàn có tốt nhất rượu vàng. Khưu chủ nhiệm thân thể không thích hợp uống, dụ Lan Châu cũng không uống, món ăn khẩu vị không quá thói quen, liền bưng canh bát chậm rãi mân, trên bàn đại lão nhóm ào ào nói đến tuổi trẻ thời điểm chuyện, gần đây năm vẫn là bá hướng dược chưa nhét vào y bảo nội vài năm. Hắn bồi ở một bên, ngẫu nhiên cũng bị nêu câu hỏi, hỏi cái gì đều có thể tiếp được, không nhanh không chậm bộ dáng. Cho đến khi chủ nhà vui tươi hớn hở. Tiểu dụ có bạn gái thôi. Trang ngoại khoa, có thê quản nghiêm nhẫn cứ xuyên chỉ thượng mỗi ngày không nề này phiền soát thủ tiền hái điệu, cũng có ngại phiền toái, rõ ràng một cái dây thường hệ cổ. Dụ Lan Châu trên người rất sạch sẽ, nhưng chỉ biết hắn còn chưa hôn. Hắn này mấy tuổi ở ngoài khoa mà nói thượng tính sớm, thông thường đọc sách đều đọc được mau tam trương. Dụ Lan Châu buông canh bát, trong lòng một viên tiểu bong bóng toát ra đầu, bên trên là bành nháo nháo quả táo giống như khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn gật gật đầu có khưu chủ nhiệm phi thường tự hào cùng lão hữu nói việc nhà cũng là chúng ta khoa bởi vì can giáp nhũ nữ đại phu thiên thiếu cho nên nhân gia nhất đoán ở giữa hộ sĩ a khưu chủ nhiệm khoa nhân chưa bao giờ hàm hồ rất tốt nhất tiểu cô nương trên công tác nghiêm cẩn kỹ thuật hảo âm thầm cục khí yêu cười hai người bọn họ một đôi bích nhân rất xứng ngươi không biết nhưng làm chúng ta trong viện chút nan giải hâm mộ hỏng rồi. Nguyên bản rất điệu thấp tiểu tử, lão sư bên này khoa hoàng hắn còn tiếp ra nói câu, ân, đặc biệt hảo. vài vị đại lão vô giúp vui, kia muốn mắt nhanh, nắm chặt. chúng ta chờ ngươi tin tức tốt. ai? hắn nên được cũng sảng khoái, vốn trong lòng liền có tính toán. Khư chủ nhiệm mừng rỡ mắt đều không có, vỗ vỗ hắn bả vai. ta học sinh. Giống ta. Đang ngồi ai không biết năm đó tiểu lão đầu là thế nào truy nàng dâu A, tiếp ra còn nói khởi hắn đến, nói hắn chính là da mặt dày, cùng trư bác giới dường như. Lão ca vài cái nói nói cười cười, dụ Lan Châu dưới bàn hồi tin tức, nháo nháo hỏi hắn. Lan Lan nồi nồi ăn cơm sao? Ăn đâu? Lan Lan nồi nồi ngày mai mấy điểm hồi? Thế nào? Cục cưng đi tiếp hắn nàng phát ra cái vườn trẻ tiểu bằng hữu lưng tiểu túi sách chuẩn bị xuất môn biểu cảm bao, đáng yêu muốn cho nhân cắn một ngụm. Không cần đến, nóng. Mấy ngày nay Thượng Hải cũng đủ nóng, hắn lâm thời đi thương trường mua ngắn tay. Bắt thành năm rồi đều so Thượng Hải nóng, hắn không nghĩ kêu nàng chạy loạn. Nhưng là ta nghĩ ngươi, tiểu cô nương nói chuyện trực lai trực khứ, ở vi tính thượng càng là không cố kỵ. Nam nhân vuốt ve di động, trên mặt thoạt nhìn rất bình tĩnh, khả tịch tán sau, hắn cùng lão sư xin phép, tưởng đi trước. Đợi không được ngày mai. Người trẻ tuổi cái trò này tiểu lão đầu đều trải qua, thấy nhưng không thể trách, vẫy vẫy tay. Đi một chút đi, chạy nhanh. Hai mắt tỏa ánh sáng, hy nha, ngày mai hamburger đi khởi. Dụ Lan Châu dẫn theo hành lý, ngồi trên cuối cùng nhất ban hồi Bắc thành cao thiết. Ngoài cửa sổ hắt tuấn tuấn, ngẫu có đường biên nhân da mỏng manh ánh đèn, hắn một đường cùng cô nương bị chuyện, nháo nháo hỏi hắn. Ngươi trở về phòng sao? Trở về. Ngươi muốn tắm rửa sao? Tẩy sạch. Ngươi muốn ngủ sao? Không, với ngươi tán gẫu một lát. Tiểu cô nương bao hàm thâm ý, khưu chủ nhiệm ở sao? Nếu không ở, video clip nhìn xem mặt A. À. Người nào đó yên nhi hư. Ở, nhìn chầm chầm ta đâu. Không nghĩ gọi hắn bị trêu ghẹo đành phải nghỉ ngơi tâm tư, trầm rì. Ngươi ngày mai sớm một chút trở về, ta rất nghỉ ngươi. Ngươi lại không trở lại ta liền muốn ngủ không yên. Hắn còn thật nhẫn nại. Ân, sáng sớm hồi. Tiểu cô nương tiếp tục trầm rì. Chờ ngươi trở về, ta muốn hảo hảo thân ái ngươi, ta nghĩ ôm ngươi một cái, ngươi làm cho ta cắn một mụn thành không. Ta nghĩ ăn đi ăn đi nuốt trong bụng, ta nghĩ ta là rất nghĩ ngươi. Nam nhân thịt không thể ăn, hắn mấy ngày nay đều thói quen, cùng nàng trên trời dưới đất trả lại cho nàng phân tích nam nhân thịt vì sao không thể ăn. Nam nhân hùng kích thích tố sinh dục cao, bộ lông nhiều không đẹp xem, cơ bắp số lượng lớn phí nha, mở thiếu không thịt nước, lưu hãn nhiều hương vị trọng. Bành nháo nháo một chuỗi phản bác. Người khác ta không biết, ta lang lang nồi nồi khả mỹ khả mỹ. Ta nha khẩu hảo liền thích ăn cứng rắn. Ta giảm béo đâu? mở thiếu là được rồi. Cuối cùng, ta lang lang nồi nồi hương hương. Phi thường hương. Nam nhân che môi, cúi đầu cười khai. Khi mặt cười như đánh vào bình tĩnh mặt hồ một giọt vũ, dập dần khai, tầng tầng gợn sóng dao động, đẹp không sao tả xiết. Kêu lên đến tra phiếu nhân viên tàu kinh vì thiên nhân, sau khi trở về cùng tiểu tỷ muội nhóm chia sẻ, liền ngay cả trước tiên bắt đầu quét dọn toa xe bảo khiết viên cũng xem xét hắn vài lần xe đến thiên tân khi, dụ Lan Châu nói muốn ngủ. Quả thật cũng rất chậm. Nháo nháo lưu luyến không rời quan điện thoại di động, trong ổ chăn lăn vài vòng ngủ không được, ông tiểu thảm đến phòng khách xem tivi. Xem hi hi ha ha tống nghệ tiết mục, khả nàng nửa điểm không biết là thú vị, theo sofa cọ đến trên đất, trên đất lại đi đến trên sofa, liền cảm thấy bên người thiếu cá nhân, khó chịu. Tiểu cô nương mệt mỏi nằm sấp ở đàn kia, biết miệng, Tiểu Tam Hoa cũng không ngủ, liền đoàn thành một đoàn canh giữ ở của nàng dép lê biên. Phút chốc, ngoài cửa đầu có động tĩnh, con mèo nhỏ trước đứng lên, hướng về phía đại môn meo meo kêu, bành nháo nháo chậm hai giây, hù chết, phản ứng đầu tiên là phóng đi phòng bếp lấy đao, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Cửa nhân động tác nhanh hơn nàng hơn, tiểu cô nương vừa xuống đất, môn liền mở ra, dụ Lan Châu dẫn theo bao lớn bao nhỏ lập ở ngoài cửa, hướng nàng dơ lên cười nháo nháo dương miệng, mắt nhi trợn tròn. Ngươi không phải là ngủ sao? Nam nhân đã hài bước vào đến, nhìn thập phần ổn trọng, này nọ cắt trên bàn trà, hái được mắt kính, thậm chí đi rửa tay. Tiểu cô nương nhắm mắt theo đuôi đi theo, cảm thấy trước mắt này không phải là chân nhân, nàng nằm mơ đâu. Thủ tẩy là tẩy sạch, khả rốt cuộc không đạt tới ngoại khoa đại phu bình thường soát thủ kia khiết phích sức lực, thượng nhỏ nước đâu, liền đem phía sau trắng nõn nhuyễn nộn tiểu cô nương bế dậy a à, nháo nháo một cái không phòng bị kém chút ngửa ra sau chạy nhanh vòng trụ hắn cổ thực rõ rành rành xem người này là nóng hắn có nhiệt độ cơ thể nàng không nằm mơ a à, lần này là cao hứng kêu ô ô ô phát trong lòng hắn luôn luôn cọ luôn luôn cọ cọ hai người thái dương đều tản ra gò má đều cọ đỏ đây là tiểu động vật biểu đạt vô cùng thân thiết cùng thích bộ dáng nháo nháo vui vẻ không biết như thế nào mới tốt, cắn hắn lỗ tai, ngay từ đầu cắn trọng, có thể nhìn thấy dấu răng, nghe thấy hắn tê thanh, sau này liền nhẹ nhàng mân, hàm chứa, ngoạn hắn tiểu thịt, hừ hừ, làm sao ngươi trở về nha. Dụ Lan Châu vài bước đem nàng khiên trên sofa phóng hảo, bản thân ngồi sổn trên mặt đất, lỗ tai một mảnh nóng lên, ngực cũng là nóng, ngửa đầu tỉ mỉ nhìn nàng, tiểu tam hoa người ra phong dường như vòng quanh hắn bên chân, mèo mèo kêu cũng tưởng vô giúp vui hắn cấp lay khai sau đó vương vừa tẩy tốt cánh tay nhà biết hướng kia hạ miệng sao tốt ngươi gạt ta tiểu cô nương hoảng quá thần nguyên lai like vừa rồi hai người tán gẫu thời điểm hắn đều ở trên đường đâu tiểu tay nắm giữ cái kia cánh tay thật sự dám hạ miệng a ô một ngụm cắn ở hắn trên nón áp út dù lan châu không nghĩ tới nàng để cánh tay không cần cắn ngón tay khoáng mấy ngày hình ảnh này tương đương có đánh sâu vào tính nữ hài đơn thuần tốt đẹp cánh hoa khuôn mặt không có một tia phòng bị đỏ bừng miệng nhỏ hàm chứa hắn đầu ngón tay mặt mày mang theo điểm căm tức thần sắc khả cuối cùng cũng là hướng hắn trong nháy mắt nở nụ cười nàng giang hai tay nói ngươi đứng lên ngươi đứng lên ta nghĩ ôm ngươi một cái ta muốn thân ái ngươi dụ đại phu người này có đôi khi rất có điểm không cần thiết thần tượng gói đồ tỉ như lần trước hai người ngủ đều ngủ qua rồi hắn phải muốn ấn điểm đuổi tiểu cô nương hồi nhà mình, chỉ sợ nàng hiểu lầm hắn đối nàng cảm tình thuần túy. Lúc này cũng là, gia trong lòng có ý tưởng đi nhưng không thể để cho ngươi nhìn ra, ta trở về thực không phải vì nội điểm sự, 30 hơn đại lão gia nhóm còn nhẫn không xong này một đêm. Ta liền là đặt muốn gặp ngươi, muốn ôm ngươi ngủ, tưởng dỗ dành ngươi. Cho nên, hắn không nhường nháo nháo chạm vào. Sợ tự cái thủ không được cách một cái tam hoa độ dài ngồi xuống bắt đầu kiểm kê này một đường cấp tiểu nha đầu mang ăn vặt không rút ra không đến thượng bên ngoài chọn mua chủ sự phương chuẩn bị bạn thủ lễ lại là kỷ niệm chương linh tinh gì đó hắn mới vừa ở trên xe lửa liền từ đầu một đường mua được xuống xe biết nàng khẩu vị chuyên chọn trọng khẩu lạc mấy thứ này hiện tại toàn đôi ở bành nháo nháo trước mặt ở dụ lan châu mang theo điểm tiểu chờ mong hỏi nàng ngươi có phải là đói bụng muốn hay không nếm thử tiểu cô nương có miệng khó trả lời, muốn ăn. Nhưng không có thể ăn. Nàng hiện tại một điểm lạc du đều không thể vào miệng. Tiểu nha đầu ai oán xem xét xem xét tiểu tam hoa, con mèo nhỏ thắt có linh tính, mèo một tiếng, không quấn quít lấy dụ lan châu, về một chút trốn vào khách phòng giường để, một đôi mắt trong bóng đêm phát ra u quan. Dụ lan châu thậm chí đưa tay cấp nháo nháo để một khối ma lạc cá khô nhỏ. Nhớ được nha đầu kia tổng tiểu bảo hai người ghé vào một khối ăn loại này ăn vặt, cay đến mức hồng hộc quay đầu cầu hắn cấp mua trà sữa giải lạc. Khả tiểu cô nương không đưa tay, ấp úng nói ta đánh răng. Nếu có thể mông đi qua kia dụ Lan Châu chính là cái tử. Nam nhân tỉnh tỉnh xem nàng, biết khẳng định có sự, biểu cảm càng ngày càng nghiêm túc, cá khô nhỏ thu hồi đến, không gọi ăn. Vốn là sợ hắn lo lắng mới chưa nói, mắt thấy muốn tức giận, tiểu cô nương nơi nào còn có cái gì hảo giấu giếm, chạy nhanh nắm lấy hắn thủ, nguyễn hồ hồ tiểu nhân ai đi lại, vài cái liền trèo lên hắn đùi, mông đảng đảng vững vàng dừng ở bên trên, cực kỳ nịnh nọt bẹp một ngụm, cười đến yếu ớt, gặp sắc mặt hắn chưa biến, lại để sát vào, cắn của hắn lỗ tai nói nhỏ. Dụ lan lan ta cùng ngươi nói cái tiểu bí mật ngươi không thể tức giận nha. Dụ lan châu không lên tiếng, nhưng là thủ che chở nàng sau thắt lưng không gọi ngã xuống đi nữ hài trên người hương vị hắn đoán được, cũng có thể cảm giác được nàng bên trong cái gì cũng chưa mặc, mềm mại bánh bao dáng tại hắn ngực, một điểm không thấy ngoại. Hắn không nói chuyện, nàng liền đơn phương quyết định hắn khẳng định là sẽ không tức giận, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm của hắn tiểu thịt, thật có thể lấy lòng nhân, không xương cốt dường như lại đi trong lòng hắn chui chui, trong lời ngoài lời che chở tam hoa. Con mè nhỏ cắn ta, nó không phải cố ý. Dụ Lan Châu vừa nghe, mi tâm chiếc đứng lên, nơi nơi tìm miêu. Trong ngực cô nương ngoan hề hề cho hắn xem trên chân miệng vết thương, không quá thâm, liền lưỡng tiểu mễ nha cắn xuất ra thiển hố, nhưng nàng làn da bạch, mắt cá chân nơi này nghiêm nghiêm thực thực che nhất mùa đông, cùng đậu hũ dường như, khi lưỡng dấu răng liền có vẻ đặc đột ngột, đặc làm cho người ta đau lòng. Tiểu cô nương ngoạn nam nhân tóc, nhỏ giọng nói chuyện, nhìn sắc mặt hắn. Ngày mai ta đi đánh vắt, xin phòng bệnh, ngươi theo giúp ta đi được không được. Cái kia châm khả đau. Dụ Lan Châu miếng môi, đau làm sao ngươi không nói với ta. Bàn tay đi xuống, tinh tế vuốt ve kia một vòng cẳng chân, tưởng nàng tự mình một người lần đầu tiên là thế nào đi tim, vốn liền yếu ớt, kia châm lại rất đau, khẳng định trốn đi điệu kim đậu đậu, nhưng hắn một điểm không phát hiện, mỗi ngày buổi tối cùng nàng tán gẫu nha đầu kia đề cũng chưa đề. Trong lòng hắn biết, là cô nương biết chuyện, sợ hắn lo lắng nhưng hắn tình nguyện nàng tiêm thời điểm một trận video clip đánh đi lại, khóc chíp chíp nói sợ hãi, nói ngươi cùng ta. Hiện tại khen ngược, hắn lần tới xuất môn khẳng định an không song tâm, chỉ sợ nha đầu kia lại gạt cái gì. Nháo nháo mông hướng hắn bụng thượng cọ cọ, gạo nếp nắm một cái, nhu thành cái gì hình dạng đều thành, nàng không ngừng cố gắng. Đến lúc đó ngươi cho ta mua đường được không được. Ăn đường ta liền không khóc. Ân có được hay không? Nga dụ lan lan trên người ngươi thơm quá Nga. Ngươi mạt cái gì? Ngươi đều ta điểm. Này đặt sao rốt cuộc ai dỗ ai nha? Thế nào giống như bản thân mới là cái kia muốn đường tiểu hài tử? Dụ đại phu trong khoảng thời gian ngắn làm không rõ. Vừa ý đau hỏng rồi, ma sau răng cấm. Không lần tới, còn như vậy có nhĩ hảo trái cây ăn. Tác giả có chuyện muốn nói. Dụ chủ nhiệm, ta nói cô nương, ta có thể ngồi ổn nói chuyện sao? Ngươi như vậy ta lực chú ý nang tập trung, trong lòng rất có điểm ý tưởng, không nín được. Hôm nay hơi chút tốt chút liền nhiều viết một ít, ngày mai tiếp tục ha. Ngày mai 8 giờ đêm đúng giờ phóng xuất, đại gia tận lực đúng giờ.